Anh thấy em thích bạn trai đọc sách ngôn tình. Em hỏi thì nếu mà anh thích đọc sách ngôn tình thì em tránh. Trời ơi, mệt quá. Đó là cặp đôi đầu tiên, hy vọng rằng cặp đôi thứ hai cũng sẽ tiếp tục có những cái hạnh phúc như vậy quý vị nhé. Hà Mang. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Hai ngồi đi em. Rồi em tự giới thiệu. Dạ em tên là Hoa, em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên ạ. Rồi xin mời bạn nam. Chào em luôn. Hi, chào bạn. Đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp bên tấm rèm bên kia. Chào bạn. Chào bạn cùng chơi và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Đông Hùng. Năm nay em 24 tuổi và em là nhân viên kinh doanh. Đẹp trai, phong độ, có nghề nghiệp ổn định như vậy, mình chưa tìm được cho mình một cái đối tượng nào à? Dạ thì nó cũng có lý do anh. Lý do gì? Dạ, đầu tiên thì do là công việc của em á, thì làm trong công ty của chị em. Thì trong đó thì toàn là bà con không. Với lại khách hàng mà mình tiếp cận á thì lớn tuổi không, nên là em không có kìm được cái đối tượng của mình. Cái thứ hai nữa là khi mà ra đường á, gặp một bạn gái nào đó thì em không có dám chủ động làm quen hay gì đó. Tại sao không dám? Dạ cũng bị lần bạn gái đó từ chối nên là cũng mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Dạ. Hoa thì sao? Hoa rất là trẻ, sinh viên trường gì em? Dạ em học Đại học Quốc gia. Sinh viên thì cái tuổi còn đi học mà quá trời người xung quanh bạn bè, tại sao lại đến với chương trình? Tại vì trong môi trường em học á thì các bạn của em nam rất là nhiều, nhưng mà em chỉ có thể trao đổi vài vở thôi chứ không thể nào có một cái tình cảm đặc biệt hơn. Thế đó giờ mình đã có mối tình nào chưa? Dạ em có một rồi ạ. Chia tay lâu chưa em? Dạ cũng một năm rồi chị. Rồi thì mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình. Sở trường của em là nấu ăn cũng khá tốt. Rồi những cái thứ mà liên quan đến mỹ thuật á, ví dụ như là cắm hoa hay là trang trí món ăn hay là vẽ linh tinh. Vậy là ổn ha, người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà điểm xấu của em lại là hay nóng ạ. Mà nóng cỡ nào? Dạ ví dụ như là cái công việc không có theo ý em thì em hay dễ cáu lắm. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích bạn trai có gương mặt sáng, tính cách thì phải quyết đoán nhưng mà vẫn phải biết lắng nghe. Nếu mà thích đọc sách thì em cộng thêm điểm cho. Hèn chi. Được rồi. Không? Yêu cầu bên đó được không bạn? Dạ được anh. Em hay đọc sách lắm anh. Đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm anh đó? Dạ nhưng chắc mà anh đó. Thích đọc sách gì ạ? Sách và kinh doanh. Kinh doanh? Anh có đọc ngôn tình không đấy? Cái ngôn tình đó chắc anh không đọc. Rồi rồi. Em thử nói một vài câu ngôn tình cho nó đẹp coi. Không, nãy giờ em đâu có nói là em đọc sách ngôn tình đâu. Nhưng tại sao bạn thấy em thích bạn trai đọc sách ngôn tình? Không, em hỏi thì nếu mà anh thích đọc sách ngôn tình thì em tránh. Trời ơi. Hên quá. Dạ. Hên quá. Yêu cầu bạn gái như vậy. Rồi còn mình yêu cầu như thế nào? Và em thích một người bạn gái cao khoảng 1m6 trở lên, gương mặt dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì em thích một người là hiền lành, biết quan tâm tới người khác, biết thương yêu cha mẹ, không nóng tính. Bên kia nóng tính? Dạ có gì em kìm. Mình có những cái ưu khuyết điểm nào? Dạ ưu điểm của em á thì là em vui vẻ, hòa đồng. Với lại trong công việc thì khi mà xác định làm cái việc gì rồi á là em làm tới cùng chứ không có bỏ dở. Còn về khuyết điểm của em á thì em có tính là hay quên, ví dụ như là quên chìa khóa nè, điện thoại nè, tiền nè, ví dụ nhiều khi mà đi ăn á cái quên đem tiền, quên đúng em không? Tiền hoài. Quên đem tiền cũng kỳ lắm mà nha. Dạ đi ăn bạn gái mà cứ ngày nào cũng quên đem tiền để bạn gái trả cũng hơi lộ à. Chị cái đó là lâu lâu mới quên được. Tôi quên được. Hoài đi dạ, ăn quên tiền lắm. Có một cái có nghĩa là cái quên đó của em nhưng mà ai thiếu nợ em lại nhớ dai lắm. Dạ. Chị hỏi Hoa một tí nữa là bây giờ cái điểm nào mình không thích? Dạ em không thích mẫu người con trai mà tính lề mề á chị, không đúng giờ rồi công việc thì hay trì hoãn này nọ, em không có thích như vậy. Chị biết rồi, để chị coi. Dạ chào chị Cát Tường. Ôi trời ơi, chị đẹp quá, ngưỡng mộ em. Dạ. Quá mặc dù chưa biết em là ai mà ai tặng hoa chị hay ngưỡng mộ lắm. Dạ bây giờ em không thích cái điều gì ở người phụ nữ nhất? Em không thích là người phụ nữ không biết quan tâm gia đình, trang điểm quá lè lè. Có cái tài năng gì không? Mình thể hiện chút xíu năng lực. Dạ sở tài năng thích thì em không có chị. Về sở thích của em thì em thích chơi thể thao, có thể nấu ăn được. Thể thao môn gì? Đá banh đó chị. Hát được không? Dạ hát thì em ở chung với chị nên là mỗi lần mà hát thì chị em kêu là em mà hát thì
hàng xóm người ta ăn cơm vô. Là coi như hát dở đó, đúng không? Dạ hát dở. Hồi đó giờ chương trình này hát hay nhiều rồi, hát dở chưa thấy. Mời em hát một khúc dở. Ăn thua mình gan. Hai ba. Dạ giờ em xin hát bài Lâu Đài Tình Ái đi cho nó hợp với lại không khí ngày hôm nay. Đúng, chính xác. Hát dở chị đừng có chê ha. Không chê, khen thưởng. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, để một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Ổn mà, được mà không quý vị? Được rồi. À, hôm nay em đi có người thân đi theo không? Dạ em đi với bạn chung phòng với em. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh và tất cả quý vị có mặt ở đây ạ. Bển sao? Bển sao? Về ngoại hình thì em không có nhận xét. Tuy nhiên là về tính cách á, thì em biết là bạn của em là bạn Hoa, tuy là nhỏ tuổi nhưng mà bạn rất là sâu sắc trong suy nghĩ và rất biết quan tâm những người xung quanh và cũng biết quý trọng người lớn như tiêu chí anh đề ra. Dạ em cảm ơn ạ. Nam có đi với người thân không? Dạ đi với chị hai em. Chị ruột á hả? Dạ chị ruột với lại bạn thân. Mời chị hai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào bạn. Sao chị thấy bên đây em dâu được không? Dạ thứ nhất là em cũng học đại học quốc gia, thì hồi trước chị cũng học đại học quốc gia nên cùng phe. Cái thứ hai nữa là em người Bắc, hiện nay chị cũng đang làm dâu cho nhà người Bắc. Và chị thấy là phụ nữ Bắc thì rất là biết vun vén cho gia đình. Cho nên chị nghĩ là về cái tiêu chí của Hùng á, thì nhìn tổng thể là hơn 90% rồi đó chị. Như vậy tốt rồi ha. Dạ em muốn nghe ý kiến của người bạn thân của em. Có thấy được đó không? Được đó Hùng. Được phải không? Rồi cảm ơn bạn. Vậy thôi đó, một câu vậy là hiểu nhau rồi đó hả? Dạ. Được là được vậy thôi đó hả? Hay quá, bạn thân hay quá. Xem coi sao nha. Dạ. Trời ơi, xin chào bạn. Dạ. Nãy anh chưa nghe em nói quê ở đâu nhỉ? Em ở Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh nhưng mà vừa vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào 4 năm rồi. Ổn đấy, anh thấy ổn á. Dạ. Rồi kéo màn lên cho đôi trẻ gặp nhau đi. Chào em. Em chào anh ạ. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn. Sách gì vậy? Hồi nãy giờ thấy hỏi hoài đó. Đó là cuốn sách em rất thích. Em hy vọng anh cũng thích cuốn sách đó. Anh thấy, anh nhìn là anh cũng thấy thích rồi đó. Anh thấy em như thế nào? Về ngoại hình á. Về ngoại hình thì anh thấy em rất là sạch sẽ. Mới vô cổ đầu. Dạ không anh. Không lẽ là ở dơ. Sạch sẽ có nghĩa không phải có nghĩa là ở dơ. Thì anh cứ coi chương trình khác. Dễ thương xinh cái gì đó. Dạ không, câu đó có nghĩa là người ta không có ngược đãi cơ thể người ta. Mặc đồ rất là biết đẹp. Biết rồi nhưng mà tự nhiên giờ gặp em đấy, mày sạch sẽ rồi nha. Kỳ lắm nha. Làm lại. Dạ anh thấy em rất là xinh. Cảm ơn anh ạ. Em thấy anh sao? Nhìn anh rất là thể thao. Em cũng thích người biết chăm sóc bản thân mình. Bình thường nếu mà hẹn hò thì em thích đi đâu? Em thích đi uống cà phê. Em có gì hỏi anh không? Em đang là sinh viên thì anh có nghĩ đó là một vấn đề không? Không em, anh suy nghĩ nếu mà em sinh viên thì cuối cùng em phải ra trường và đi làm thôi. Câu cuối cùng tỏ tình với nhau như thế nào? Dài ngắn chị? Dài cũng được, ngắn cũng được. Thì anh thấy hai mình gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên số. Chắc là kiếp trước cũng có nợ nần gì nên là chắc mới lên chương trình này. Nên là anh nghĩ là mình trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi này mình cũng chưa hiểu nhau hết. Thì nếu mà được á, thì sau chương trình này thì mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Em thấy sao? Dạ em sẽ cân nhắc. Rồi ok. Hết thời gian. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rất đẹp, một cặp đôi tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời. Mong rằng các bạn sẽ tiến xa hơn trong con đường hôn nhân. Gửi tặng các bạn một cặp loa Sao Mắt i5.
để chúng ta nghe nhạc, những bài hát về tình yêu và cùng song ca với nhau, yeah, những chiếc vé xem phim để có không gian hiểu nhau hơn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ chắc này để ly công viên đó chị. Nắm tay nhau thử cái coi. Dạ. Chúc mừng hai bạn nha. Dạ, rồi chúng ta có thể đi xem phim. Dạ cảm ơn chương trình. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Dạ. Yeah. Giới thiệu về mình đi em. À, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Chu Thị Nhung. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán cho công ty vaccine. Làm ở quận mấy Nhung? Em làm ở Tân Bình ấy. Rồi mời bạn trai. Dạ lời đầu tiên thì em xin kính chào anh Quỳnh Linh, em kính chào chị Cát Tường, kính chào quý vị khán giả đang ngồi trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Chào cô gái bên, cô gái hàng xóm. Chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cáp Duy Vương. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Điểm mạnh với điểm yếu của Nhung là gì Nhung ha? Điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng. Em thích chụp hình tự sướng, thích nấu ăn. Điểm yếu của em là người hơi nóng tính, thẳng thắn. Em thường có sao nói vậy nên nhiều khi sẽ mất lòng người khác. Còn bên kia bạn trai mình thì có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ về ưu điểm của em thì em khá là tự tin. Em sống có khả năng tự lập rất cao. Em có chí cầu tiến. Khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là em hay quên, nhiều khi em bị mất tập trung. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn gái? Em có một mối tình đơn phương. Đơn phương thôi? Vâng. Bao lâu? Chắc 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. Thế rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Sao kỳ vậy? Một cô gái dễ thương như vậy mà lý do tại sao? Em nghĩ chắc do duyên chưa đến á. Nên là hôm nay nhờ chương trình giúp em tìm được duyên của mình. Bạn có mấy mối tình rồi bạn trai? Dạ em thì có một mối tình kéo dài khoảng hơn 3 tháng. Nhưng vì cái tính cách của em và bạn nữ không hợp nên là không đi. Có 3 tháng thôi ha, cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Thôi, bây giờ mình tìm mối tình này là mối tình đầu, coi như đầu tiên và cũng là mối tình cuối luôn đi ha. Em hy vọng vậy. Hy vọng như thế. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một cô gái cao 1m50 đến 1m60. Rồi, có luôn. Khuôn mặt thì gọn gàng, tóc dài thì quá tốt. Cái gì cũng có hết, tiếp đi em. Rồi, về tính cách á, thì em thích một người con gái có sự đồng cảm, có tính tự lập. Cô gái ấy nên chung thủy và trung thực, như đó thôi ạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Không thích thì nó sẽ ngược với lại những cái điều em thích, tức là bạn ấy không có biết đồng cảm, không biết lắng nghe, không biết chia sẻ. Vậy còn em gái, em muốn một cái mẫu người bạn trai mình như thế nào, cái người lý tưởng của mình như thế nào? Là một người đàn ông mạnh mẽ, biết quan tâm chia sẻ với người khác và chung thủy trong tình yêu. Thế là em thích con trai không bị hói. Với lại uống quá nhiều rượu bia và lăng nhăng. Không hút thuốc, không rượu bia, không lăng nhăng, không đầu hói. Còn gì nữa không? Nói luôn qua coi nè. Thích có nhiều lông tay á. Thích hay không thích? Thích ạ. Thích có nhiều lông tay. Có anh Quyền Linh luôn. Cởi áo ra. Lông tay rồi anh ơi. Cởi áo ra. Chắc vậy thôi. Vậy thôi ha. Trời ơi, tao nói không có cộng nào hết. Gì kỳ vậy? Cô ấy thích nhiều lông tay mà không thích đầu hói. Này không có lông tay mà không có hói. Dạ có chị. Có hói. Có hói luôn hả? Có lông tay, không có bị hói. Có hói chút từ từ. Đó, nguy cơ hói rất cao. Vậy mà có người nhiều lông tay vẫn hói. Bây giờ nè, chưa có mối tình nào, mới yêu đơn phương như vậy là chưa có hung lần nào phải không? Dạ. Bữa nay hung không? Chắc là hung má. Đúng rồi chứ em muốn hung gì.
trên đây chỉ cho nhiêu đó thôi. Dạ. À, bây giờ chị hỏi thiệt nè, nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là phải tìm hiểu chắc là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng tới 1 năm ha, để chị hỏi thử coi. Em trai, nếu như bây giờ mình được thì khi nào em tính là hôn nhân là phù hợp? Em thì cái dự định của em thì 1 đến 2 năm. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái thời gian mà hai người khi mà gặp nhau á, họ có tâm đầu ý hợp hay không. Còn cái việc mà cái thời gian nó sẽ có thể rút ngắn lại. Bình thường thì lúc rảnh rỗi thì cái sở thích của em là gì? Em đặc biệt rất là thích chụp ảnh, thích đi phượt, thích làm từ thiện, thích hát. Chụp ảnh là chụp cảnh mình đi chơi hay là chụp người, chụp chân dung? Chụp chân dung, chụp cảnh. Rồi em chụp ai thường chân dung là em chụp người nào? Chụp bạn bè, chụp những cô gái mà em làm quen kết bạn. Trời ơi, chụp nhiều cô gái lắm rồi hả? Dạ, có thể nói. Hả? Em có ghen không em? Bạn trai mình chụp hình nhiều cô gái lắm, em có ghen không? Em nghĩ ghen hay không là do người bạn trai thể hiện để mình biết thôi. Em có chung thủy không em? Em chắc chắn là em sẽ chung thủy. Hy vọng bữa nay em có thêm một người mẫu ảnh đẹp nữa nha. Dạ. Bên đây bạn gái là thích chụp hình tự sướng, bây giờ có anh này anh chụp hình về cho mình. Dạ. Trước khi anh qua bên kia anh coi mắt đàn gái á, em chụp anh tấm hình coi anh kiểm tra coi được không, rồi anh qua anh thông báo anh kia. Dạ tùy thuộc mẫu đó anh. Chụp anh tấm chân dung coi. 90% là phụ thuộc vào mẫu. Chụp đẹp nha. Ngầu lên anh. Được rồi. Mặt chụp mặt sao buồn vậy? Mặt ngầu. Nó chụp cái mặt vui lên chứ. Rồi cũng có nét lắm. Còn rồi nét. Để tôi qua tôi coi đàn gái coi làm sao. Chào anh. Ô trời ơi, em gái dễ thương quá. Em ngưỡng mộ anh lâu. Cảm ơn em nhiều. Yeah. Anh bên đây chụp hình nét lắm nhưng mặt hơi buồn. Em có thích một người đàn ông đó rất là phong trần đi chụp hình hết cô này cô khác này kia không? Tại em cũng thích chụp hình tự sướng nên có một người đi chụp hộ mình cũng tốt. Anh đâu có chụp cho em đâu, chụp nhiều cô khác em tự sướng thì tự em sướng thôi chứ. Đúng không? Nếu mà hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu em đồng ý anh kết hôn? Em nghĩ là phải qua tìm hiểu, hiểu được nhau. Nếu mà cảm thấy có thể đến được với nhau thì từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 5. Rồi, cảm ơn em nha. Yeah. Đàn gái quá ok. Ráng nha, bên kia là được lắm á. Hot girl anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Hôm nay em này gái đi với ai? À em đi với chị gái em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Chào bạn trai và toàn thể quý vị khán giả. Em là chị gái của Nhung. Thì tính cách của Nhung thì hiền, ít nói, mà em thấy bạn trai này là khá là năng động. Chắc chắn là nếu mà được thì là rất hợp với Nhung ạ. Vậy thôi em hả? Rồi cảm ơn em. Gọn, nội dung nhanh gọn lẹ. Bạn trai đi với ai? Dạ em có đi với sếp cũ của em là chị Trang và chị gái họ của em, chị Văn và ông xã của chị, anh Chắc. Rồi, đại diện chào mình. MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mình là Trang, mình đến đây ủng hộ cho bạn Dương. Thì Vương nó rất là hiền, điềm đạm. Trong công việc thì em nó làm việc rất là có trách nhiệm. Đặc biệt là Vương có tinh thần cầu tiến rất cao. Còn về bạn gái bên này, Vương ơi, rất là dễ thương. Thì hai em tới đây cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và có thể là mình đi xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu gặp nhau nha. Mở rào. Em có món quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Tôi né là chứ tự nhiên tôi làm bách rau sao được. Dạ đúng rồi chị. Em đứng. Đứng nữa. Thôi em đứng gần đây nha. Ok. Tôi né nữa hả? Trời sao tôi em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. Ở đâu? Chụp đi. Chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Được. Đưa coi hình coi. Rồi đẹp lắm anh ơi. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngồi nước. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh.
Ờ, nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày, hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau, tại vì mình đang tìm hiểu mà. Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Thắm tình duyên quê, anh có thuộc không? Hát câu đầu nghe. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mận mà là những tình đơn sơ, quê tôi đừng đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Trời vậy đó. Rồi bạn Nam mình hát tặng lại. Anh đến đây thì rất là mong muốn gặp được nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát, một giấc mơ em đã cho anh người ơi. Giờ qua trước khi ấy qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em tiến lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á mình sẽ chốt coi, luôn. Kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc gì nhưng mà tóc không? Nhiều. Rồi. Con nguy cơ hỏi. Được không? Dạ được. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À dạ. Đó, giàu lắm luôn đó. Thấy không? Trông luôn đó. Để tay vào bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với cái bấm nút của mình nha. Bấm nút là trao cái duyên với nhau. Rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây là chiếc vé xem phim được trình lập Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn để xem phim. Đôi bạn nữ. Bây giờ em giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào trân trọng cũng như là gửi hết tình cảm yêu thương của em đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình trực tiếp cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gửi lời chào đến một nữ yêu hư bên kia. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tên là đầy đủ là Phan Thị Xuân Ngọc. Năm nay em 33 tuổi rưỡi. Công việc của em hiện tại là em buôn bán, kinh doanh online tự do, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, mắt kính, em bán khô gà, cơm trái. Coi như kinh doanh tất tần tật. Dạ, tất tần tật. Bách quá tổng hợp là kiếm dạ, em. Dạ, lao động là vinh quang. Em sinh ra lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Danh Dễ. Dạ, em năm nay là 31 tuổi anh. Làm công ty ở Đồng Nai, quê em ở Kiên Giang. Ví dụ như xa nhau vậy thì tụi em hẹn hò như thế nào, có ngại không? Dạ, cũng bình thường chị, nếu mà yêu cầu bạn gái thì em cũng qua được mà chị. Cũng gần mà, chỗ nào đoạn nào em? Em phải chủ động chứ, sao bạn gái chủ động được anh? Ý anh là em muốn chừng nào anh tới chừng đó. Dạ, bất kể ngày đêm. Công việc là gì, bên đây thì Tường chưa nghe rõ không? Dạ là làm công nhân nhưng mà là làm lái xe chị. Lái xe nâng chị, nâng hàng chị. À, em lái nghe xe là nâng. Xe tăng. Xe tăng đầu lái em. Xe mình nâng. Làm việc là giờ hành chính hay sao em? Dạ em làm hành chính không chị, 8 giờ làm em, 5 giờ em về chị. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái?
Em năng động, em sống lạc quan, em thích đi từ thiện. Em có thể hát, em có thể làm MC, em có thể pha chế, em có thể nấu ăn. Tính em thì rất là trẻ con. Có thể là cái tuổi so với lại cái tính cách nó hơi bị trái ngược nhau. Mình trẻ thì mình vui vẻ, mình đẹp đẽ thôi. Nhưng mà nhiều người tại nhìn mình á là cảm nhận mình không chững chạc. Ai người ta hiểu mình thì người ta sẽ dạ, đúng rồi. Chia sẻ và sẽ chấp nhận mình dạ, thôi. Nói chung cô gái em bên kia là một cô gái rất là năng động ha, rất là giỏi trong cái việc kinh doanh, rồi á là biết quan tâm mọi người, biết tham gia những cái chương trình xã hội thiện nguyện như vậy tốt rồi. Có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì em trai? Em ưu điểm chắc em không có anh. Tài lẻ gì không? Em chắc không. Không có luôn. Dạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu chắc nhiều quá. Hơi cọc anh. Nói chuyện bên kia là phải nói chuyện là dễ nghe, nhưng mà đừng có nói chuyện mà khó nghe. Khó nghe. Khó nghe làm cọc liền hả? Dạ. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự ra không gọi là mối tình nữa. Tại vì tính em ngay từ đầu em chia sẻ là em trẻ con quá. Mọi người thích em cũng cái điểm bắt đầu. Nhưng mà mọi người lại không thích em cũng từ cái điểm bắt đầu đó luôn. Hai bạn trai. Em có mấy mối tình rồi? Cũng có một mối tình anh. Năm em 22, 23 tuổi đó anh. Em học xong cấp 3 là em đi lính. Đi tới 2 năm rưỡi lận. Đó rồi cô đó nói chắc không được. Thì thôi hả? Sao nó nhạt nhòa chóng vánh quá vậy? Trời đất ơi, vậy đâu có được. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả? Dễ. Dạ em rất là dễ anh. Hiền hậu, kính trên nhường dưới đó anh. Dạ anh ơi, không có hiền hậu mà hơi tăng tăng được không anh? Đó cũng được, có sao đâu. Bên đây lớn hơn bên kia 2 tuổi phải không? Dạ em bình thường chị ơi. Ta nói dễ, rất dễ mà. Cái gì cũng được đúng không? Dạ được hết. Trời ơi, dễ quá nhưng mà sao không ai chịu kỳ vậy ta? Dạ tại vì em làm công ty là nam không chị ơi. Bên đó là dễ ẹt à, còn bên sao mình cũng được hết trơn. Mình có đưa ta tiêu chí gì không? Em chào anh gái. Chào anh Quyền Linh. À em có món quà gửi tặng anh Quyền Linh. Trời ơi, mới qua có quà rồi ha. Dạ, anh nổi tiếng rất là nhiều trong phim Đồng Tiền Sương Máu. Cảm ơn em nhiều nha. Dễ thương quá. Vấn đề chỗ là em muốn cái người đàn ông như thế nào? Cho em được ước muốn thì em thích người đàn ông của em mạnh mẽ. Mạnh mẽ, anh này mạnh khỏe luôn. Em cần một bầu vai. Vai chắc luôn. Biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ. Có không? Và phải có cái có cái tâm. Cái tâm dạ. Tốt ha. Yêu thương em cũng như là yêu thương ông bà cha mẹ của em. Được không trai? Dạ được. Có cái điểm này em không thích. Đừng có lừa dối em. Rồi, để chị dạ. Qua chị coi. Đúng thử coi. Đúng chị Tương. Rồi, ở xa vậy, thí dụ như Bắc Rễ được không? Dạ không, cái này em theo chồng thì được. Xuất giá cộng phù ha. Ở bên đàn trai hơi rám nắng. Trời, rám quá. Quá rám luôn. Hiện tại là làm ngoài nắng không hả? Hồi nhỏ lớn là em vậy đó chị. Vậy đó hả? Dạ. Nãy tôi tính nói mới đi quân trường năm rưỡi đen đen chứ đó giờ vậy đó hả? Dạ. 21 lấy nhau về thì mình có cần làm dâu không em? Thì em cũng dễ lắm mà, bên nào ở cũng được mà. Dạ bây giờ dễ. Nếu mà hẹn hò nhau thì hẹn sao? Đừng nó cũng dễ luôn nha. Giờ em lên bạn gái là em thăm bạn gái được bao lâu được lần? Thì là do bạn chủ động thôi. Chủ nhật là em rảnh đó, nếu mà rảnh thì em chạy lên anh thăm. 4 cái chủ nhật? Dạ. Đi vậy chắc đen dữ nữa. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ thưa chị, em đi với lại các cô trong nhóm từ thiện và những người bạn thân của em. À rồi. Dạ xin chào Huyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Mình là cô của Xuân Lộc. Chuyện mà đi từ thiện đó là lúc nào cũng có Xuân Lộc hết đó. Rễ nhìn á thì rất là chân thật. Với lại được một cái là cao, to. Cái đó là đàn ông như đó là đủ chuẩn rồi. Ở xã hội này kiếm một cái người chân thật rất là khó. Chú rể đó thì ít đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người thì có vẻ như là chưa có thông suốt và nói chuyện cũng chưa có chuẩn. Nhưng mà mình tin rằng với Xuân Lộc thì cái chuyện mà Xuân Lộc sẽ bổ sung những khuyết điểm của chú rể này đó thì rất là tốt. Mình mong cho cháu và cậu thanh niên này đó có cái kết quả tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cô. Hay quá. Cảm ơn. Rồi, bạn trai hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi con mình anh. Mình hả, tội nghiệp không? Ở dưới quê thì em có mấy anh em? Dạ, có 2 anh em. Em thứ 2. Còn đứa em kia là? Em gái. Em gái đang làm cái gì? Em gái ở dưới quê mà làm cũng làm công ty anh. Ba mẹ em ở nhà không anh? Là làm ruộng á. Nếu như cái cô gái bên kia cổ đủ bản lĩnh, ví dụ giờ cậu bán hàng online em ship hàng được không? Được, đó dễ mà. Này ship được à, chạy ngoài nắng cũng được, hợp lý lắm mà. Lên phụ ha,
bán hàng kinh doanh online là cần những người thân tín để đi giao hàng, đi ship hàng đúng không em? Nói chung thấy tội lắm ha. Một thân một mình ở thành phố này, xa gia đình bao lâu mới về lần dễ? Năm về luôn anh. Nhớ nhà không dễ? Ba mẹ khi nào gọi điện lên lên thăm không? Thôi, chia sẻ với dễ điều này, anh cũng đã từng xa nhà rồi. Mình hiểu được ha. Vấn đề giờ tìm được cái người cùng đồng hành để có thể quên đi những cái nỗi buồn đó ha, dễ ha. Rồi, thôi vui lên nào, cho anh tràng pháo tay cho dễ nào mọi người ha. Dễ rất là xúc động á. Thôi không sao cả ha, rồi. Mình mạnh mẽ lên đàn ông mà. Em có bạn bè thân gì không? Có ít lắm em. Coi như anh là người nhà đi nha, có anh bên cạnh em. Dạ, rồi dạ. Xong, may mắn. Bây giờ chúng ta mở rào ra cho hai bên nói chuyện đi. Rồi, mở rồi. Rào. Mạnh mẽ lên. Nào. Chào em. Thôi để em chủ động nha. Cố lên. Cố lên. Đó, đúng rồi. Dạ, xin đúng phép lên. Gửi tặng anh món quà ha. Dạ, thì anh cũng gửi em món quà lại. Vỗ tay. Xin phép gửi tặng cho chị mà một diễn viên mà em yêu quý từ rất rất là lâu nay, chị Cát Tường xinh đẹp. Chị cảm ơn em. Cảm ơn chị Cát Tường. Chị cảm ơn em nha. Không khí nó hơi bị ảm đạm đúng không cả nhà? Mình thay đổi không khí được không ạ? Cho được. Em chàng vỗ tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn. Em sẽ dẫn một cái chương trình dành cho thiếu nhi để cho mọi người trẻ trung lại được không ạ? Coi như đây thiếu nhi của em đó. Dạ giờ anh có thể trợ diễn giùm em luôn được không? Được. Bây giờ luôn. Anh là thiếu nhi nhí của em đi, MC nhí của em nha. Rồi anh đứng đây, tưởng tượng là đây là khán giả của mình ha. Em nói gì anh cứ cười thôi. Ok. Dạ. Dạ lời đầu tiên Xuân Lộc cũng như là bạn MC nhí dễ rất là hân hoan chào đón quý vị phụ huynh cùng với các bạn thiên thần nhỏ đã đến với chương trình Vườn Âm Nhạc trong số đặc biệt chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 ạ. Mời mọi người hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cho chương trình Vườn Âm Nhạc được bắt đầu ạ. Bạn thân yêu ơi, nhanh chân ta đến nơi này thăm vườn âm nhạc dịu khi ba đi thu. Bạn thân yêu ơi, nơi đây là một sân chơi bao điều mới lạ của âm thanh đất trời. Xin lỗi ạ. Cảm ơn bạn ạ, cảm ơn MC nhí. Dễ. Bye bye. Trời ơi, em làm gì em bắt tay người ta, cái ta đưa tay ra cái em rút tay ta lại. Bắt tay lại cái nào? Tay cái gì đó. Bình tĩnh cười rồi không? Đẹp trai bị hơi đen chút thôi. Không sao chân á, chân thành lắm. Rồi, chúng ta nói chuyện cứ nghĩ sao nói vậy, không sao chân hả dễ ha? Dạ dạ. Anh có thấy thoải mái hơn chưa? Cười nãy giờ cười cũng nhiều đúng không ạ? Thoải mái lên chứ đúng không? Mà tại sao trong cái khoảng thời gian đó mình không gặp bạn hay sao mà mình không có một cái mối quan hệ để tìm hiểu? Tại vì da nó cũng hơi ngâm á, nó cũng ngại. Làm công ty là dạ. Đàn ông thôi. Dạ, không có một bóng hồng luôn ha anh? Không, không có. Vậy không có lập lờ luôn hả? Có mà dạ, người dạ. Lớn tuổi hết trơn rồi. À vậy là không có thích lớn tuổi đúng không? Ở đây lớn tuổi nè. Mình lớn có 2-3 tuổi đâu có sao. À vậy đó, không sao, không sao mình. Anh cảm về em như thế nào? Thì lần đầu tiên thì cũng tiếp xúc với phụ nữ, thấy em cũng dễ thương, linh hoạt. Cũng chia sẻ với mọi người, đến hiện tại bây giờ em sinh hoạt trong môi trường đoàn đội nên bản thân em có một cái sự dạn dĩ. Cái hoàn cảnh gia đình em không phải như những gì mà em tươi cười như vậy. Nhưng mà em cảm thấy là mình là một người sống lạc quan. Em yêu đời, yêu người nên lúc nào em cũng tươi trẻ hết. Đúng không ạ? Anh vỗ tay. Vỗ tay à. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh lúc này là như thế nào? Thì bây giờ em nói đi thì anh cảm nhận như sao vậy? Nói chung là bù qua đắp lại cũng được rồi. Thật sự ra khi mà em cảm thấy anh rơi nước mắt như vậy, bản thân em đồng cảm nhiều lắm. Anh thì nghĩ bản thân anh như thế nào? Bên là do em chứ sao giờ anh thì anh... Thường á thì em thích người đàn ông mạnh mẽ. Chắc luôn nữa. Cả cái sự chủ động luôn. Nữa về bên kia làm dạ. Chồng bên đây vợ quá. Bây giờ em đặt vấn đề luôn. Bây giờ theo em thì anh sẽ làm gì? Nói hỏi đi. Giờ em thì em kinh doanh buôn bán. Rồi anh phụ gì được thì anh phụ nha. Được không? Ví dụ như anh có cái tài lẻ nào ngoài cái công việc hiện tại của anh đang làm việc không? Ví dụ như em đang live stream đi. Em gửi em nhờ anh vô em like được không?
Chắc học quá. Chắc phải học. Học chứ, cái vậy này là phải học. Từ từ phải có thời gian trao đổi tìm cô hiểu. Vừa là bạn, vừa có thể là gọi là hướng dẫn em buôn bán kinh doanh, mà anh nghĩ rằng là anh này rất là chịu khó. Dạ. Chịu khó lắm đó. Em cần cái bờ vai cho em nương tựa. Mình mạnh mẽ quá, nhưng mà mình là phái nữ mà đôi lúc mình rất là yếu lòng. Dạ em phải mạnh mẽ lên và ngồi thẳng thớm lên, hoặc là đứng dậy tới nắm tay hát cô gái này. Hát bài không biết hát không? Dạ. Nào đứng lên đi tới đi lui thì cái chứ giờ nó không biết để tay đâu luôn mà. Rồi, thoải mái đi. Mà buồn lắm, nhạc nhạc buồn mà. Kể nó buồn mà chơi luôn đây. Trời. Rồi em ngồi đâu? À, thì em cứ đứng đây anh ngồi đi luôn đó. Dạ. Rồi bắt đầu. Rồi em hát nha. Rồi bây giờ là cầm món quà lại đi. Ừ đó đúng rồi, cho thoải mái luôn. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Thì đây anh đang nhắn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ lòng. Anh chắc em đã biết. Rồi rồi rồi. Dạ cảm ơn bài hát của anh. Mỗi lần mà bạn em buồn em hát bài này, bảo đảm bạn mang vui vậy thôi. Quan trọng trái tim có rung động hay không thôi, tất cả bỏ qua một bên. Cái gì rồi chúng ta không thể làm được, nhưng nếu con tim không rung động thì chúng ta không thể nào cãi lên nó được cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Bây giờ sao bấm vậy em? Đây. Em có bấm mà chắc nút không ăn hay sao? Còn em gái? Dạ em rất là thích bạn này, cũng như là rất là trân trọng khoảng đường xa xôi bạn đến đây. Rất là cảm với bạn rất là nhiều chuyện, cũng như là về cuộc sống của bạn. Về tính cách của bạn rất là hiền, mà em nghĩ em năng động quá, có vẻ là em sẽ không hợp với bạn. Rồi thôi, hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Vui lên dễ ơi, cười tươi lên, cuộc sống nó còn rất là điều tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước nha. Rồi chào bạn. Rồi mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về nhau to lên cho người bên kia nghe luôn nha. Xin chào chị Cát Tường, xin chào em Nguyễn Linh. Em tên là Dương Thị Trúc Linh. Năm nay em 34 tuổi. Em đến từ An Giang, hiện tại và làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tiệm tóc cho chị ạ. Làm tóc hả em? Dạ. Rồi mời bạn trai. Chào anh Linh. Rồi em. Chào chị Tường. Dạ. Chào bạn Linh. Mình tên là Vũ Giang Thanh. Hôm nay mình 35 tuổi. Mình quê quán ở Tiền Giang. Hiện mình đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Đang làm công việc gì? Dạ em làm bên nội thất chị. Mình cùng quê miền Tây đó. Dạ. Hai bạn cứ trao đổi với nhau đi. Em hỏi thử bạn gái bên kia là ưu khuyết điểm gì. Em thích người đàn ông như thế nào em? Dạ em thích một người đàn ông là chững chạc, công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ vợ con. Hỏi thử anh có tật xấu gì hay là ưu điểm khuyết điểm anh gì không? Anh có tật xấu gì không anh? Tật xấu thì anh uống rượu, hút thuốc thì cũng có. Không sao, anh uống rượu không sao, uống rượu uống thuốc được. Trời đất ơi, từ đó giờ tôi mới nghe cô gái nói là hút thuốc uống rượu được á. Tại vì đôi khi em cũng có uống nữa anh. Em đừng có nói là em có hút thuốc nữa nha. Không không, thuốc thì em không có hút, nhưng mà em có mọi cúng chứ ông địa. Thầy xứng đôi vừa lứa ha. Nhớ nha, nói vậy trên sóng truyền hình rồi mới mốt ổng về ổng nhậu nhẹt hoài bê tha rồi lúc đó là không, nhậu là nhậu xã giao vui vẻ thôi chị, đừng có nhậu bê tha la cà. Em ơi, ưu khuyết điểm của em là gì hả em gái? Dạ khuyết điểm của em là em hay quên lắm anh. Nhưng em hơi khó tính. Còn ưu điểm của em là em biết nấu ăn, cắm hoa hoặc là biết hát. Hát tặng bài được không em? Dạ được, nhưng mà em hát cổ nha anh. Cổ hay, mình miền Tây mình hát cổ rồi sao đâu. Anh ơi xin lỗi nói em quên tên anh là tên gì rồi. Anh tên Thanh. Anh Thanh. Anh Thanh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Vậy thôi hả? Rồi thôi.
Không, ngắn gọn nhưng mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh, anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một đúng bài rồi. Hát nào đó sao? Tới đây không hát thì hò không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Thì em con cò ngóng cổ em nghe. Trời ơi, chị làm cò luôn. Rồi khó quá, bỏ quà đi. Hai bạn trao đổi tiếp nhau đang vui á. Mình nhờ mình trao đổi tới cái chuyện tình trường đi. Để mình biết coi kinh nghiệm trong tình yêu của hai bạn như thế nào. Anh hỏi em trước đi anh. Anh Thanh kìa. Dạ, từ từ để em suy nghĩ chị. Trời đất ơi. Hỏi em có bồ chưa? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi anh. À. Một mối tình là em quen nhau hơn 3 năm và chia tay cũng được 6 năm. Và mối tình gần đây nhất đó là em chia tay được khoảng 5 tháng 25 ngày. Rồi sao mà chia tay? Anh đó là ngày lễ là anh đi làm việc, anh được nghỉ 4 ngày. Đến ngày hẹn thì anh nói là anh có công việc ở nhà phụ mẹ. Thì em cũng không nói gì, nhưng mà lúc em điện thoại thì anh nói là anh đang ở nhà vợ sắp cưới. Hả? Vậy là bắt cá hai tay trước giờ em không hay. Em nghĩ rồi. Chắc là bắt nhiều một tay bắt nhiều con giờ rồi chắc lúc đó là ngồi gần cô về vợ mới cưới nên phải đành buộc phải nói vậy luôn. Mày hỏi ảnh đi, bây giờ ảnh mấy mối tình rồi anh ơi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Có hai mối mà không biết là có phải gọi là mối tình không, tại nó ngắn lắm. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là hai người có quen nhau, có yêu nhau hay không thôi. Em không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Trời ơi, mặt cười thoái chí luôn kìa. Thì mối tình đầu tiên 6 tháng á, người gái đó thì cũng bắt cá hai tay đó nên mới dừng lại. Còn người gái sau thì lại bạo quá cho nên bạo là sao? Dạ là người ta tấn công mình á anh. Tấn công chuyện bình thường bây giờ á. Là nhưng mà em nói... sợ. Ủa làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi khoảng 2 lần à. Lần thứ 3 ôm em cứ ngắt à. Thì người ta yêu tôi mới ôm. Rồi sao nữa? Nhưng mà cái thời gian đó ngắn quá. Ôm rồi em sợ quá em chạy luôn chứ sao chị? Trời đất ơi. Vậy thôi hả? Để tôi kiểm tra là giới tính ông này coi. Anh ơi, em định một tí nữa khi mà gặp mở màn lên gặp anh là em cũng ôm anh mà anh nói vậy chết rồi. Chết rồi. Không, nhưng mà đàn cái... ông gì đàn bà ôm bỏ chạy. Cái lúc đó là cách nay cũng 5-6 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rồi 5 năm nay có bị cô nào tấn công nữa không? Dạ không chị. Thì lý do sao 5 năm nay ấy? Từ lúc đó thì em xác định là em sẽ không quen. Và em sẽ tập trung để mà mình làm, mình kiếm tiền. 35 này là cái tuổi là đã cán mốc rồi. Thì giờ này em đi tìm. Đi tìm? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó. Tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn. Với nóc tay. Trời ơi. Cái gì? Tại sao? Dạ. Lúc đó là làm chung. Anh em thì mình nghĩ là cứ rủ nhau đi nhậu. Nhậu tới lúc đó cũng khoảng 2 giờ sáng. Ở đây cũng bàn nhau nói nay uống cho thằng ủy BD này nó lật ly bay. Ai ngờ đâu rốt cuộc mấy thằng lật hết còn mình nó tỉnh. Rồi sao? Rồi tới sáng mai á thì tự nhiên cái trong cái đầu mình nó mới nói ủa cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta. Trời đất ơi. Giật mình trở lại thì nhìn thấy còn có cái áo à, cái quần mất tiêu. Lật đật giục chạy. Ủa là sao? Rồi là lúc đó đang nằm ở đâu? Nằm ngủ chung sắp lớp luôn. Anh ấy đã bị hãm hại. Mà nhìn xung quanh mấy người kia là còn đủ quần áo còn không? Quần, đủ quần. Có một mình anh mất cái quần à? Có mình bị quốc quần. Rồi xong. Anh ơi, anh có kiểm tra còn mất cái gì nữa không anh? Mất đời trai luôn em ơi. Thấy chưa em? Em nói em chấp nhận nhậu, thấy nhậu nhẹ, mất rồi trai. Em chấp nhận là nhậu thôi, chứ em không có chấp nhận là lầy. Mà giờ mình có bị ngã nghiêng ngã ngửa không? Không phải, tự nó theo em, chứ em không phải là em dê nó. Nhưng mà em cũng phải là làm sao không. Đó. Không, không có. Chắc thiệt. Không? Chắc. Thích gái không? Thích. Bây giờ có mần ăn gì được không? Được. Bây giờ muốn lấy vợ sao nè? Cao cũng khoảng 1m6. Rồi có luôn. Rồi em cũng 1m7 rồi. Được rồi, gì nữa? Đừng tóc ngắn quá. Tóc mà ngắn mà nó dạng như người ta gọi là tomboy á. À. Mà cũng đừng dài quá. Kỳ vậy sao khó chịu vậy? Cỡ này được chưa? Cái này đẹp nè. Rồi được, tiếp. Hiền. Hiền. Hiền cũng hơi hiền thôi, đừng hiền quá. Hiếu thảo. Có hiếu thảo luôn. Và trắng siêu. Có trắng luôn, chừng nào đám cưới? Được thì em nghĩ khoảng 3 tháng được rồi. Gì 3 tháng lẹ vậy, tìm hiểu cho kỹ chứ. Em thấy nhiều cặp hiểu xong rồi chia tay không à. Chị nghĩ cũng lạ quá ha. Hỏi lạ mấy giờ chưa? Ở tới giờ này nè. Mình đang ở trọ hay là mình đang ở với ai? Em có mướn một cái xưởng á, thì em ở trong đó luôn. Rồi vậy là chủ xưởng ở trong xưởng luôn. Rồi
Bây giờ anh qua xem đàn gái thế nào, chứ đàn trai anh thấy cũng ấn tượng lắm rồi đó. Chào anh. Chào em gái. Dễ thương ha. Em có thích quen với một người đàn ông mà phóng khoáng rồi thoải mái này kia không? Dạ thích chứ. Em không thích người đàn ông kibo bún xỉn. À đó dạ. Như anh này nãy giờ là phóng khoáng ha, chuyện gì cũng kể ha. Em thích ảnh sao, cái hình dạng anh sao? Mẫu người, người á, mẫu lý người tưởng. Là phải cao trên mấy 65, nặng được. Trên 65kg. Được. Qua luôn hả anh? Ảnh cao bao tới tận mây xanh luôn đó. Cặp này chuẩn á. Còn gì nữa không? Không thích người đàn ông gia trưởng anh. Anh này chắc không gia trưởng nổi đâu. À, anh thấy cặp này hợp lý á. Dễ thương lắm nha. Đàn gái là bên đàn trai chịu rồi đó. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị bạn em ạ. À. Bạn em ha, giờ mình nghe thêm ý kiến của bạn em nha. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Trường. Trước khi đi thì Linh có nói với em á, nếu mà đi lên trên đây á được á thì hỏi chứ kết hôn thì chừng nhiều. Nãy em nghe bên đây anh trai nói 3 tháng đúng như dự đoán của bạn Linh đó. Ủa vậy hả? Linh cũng muốn 3 bạn tháng Linh nữa. Được 3 dạ, tháng em dự đoán luôn từ 3 tháng tháng chị. À. Chị thấy bạn nam bên đây được. Hay có gì hai bạn tiến tới. Cảm ơn rồi, em. Cảm ơn bạn. Rồi em trai đi với ai Thanh? Dạ em đi với mẹ, với dì, với anh, với em của nói chung là gia đình, gần gia đình luôn. Đó. Chào cô. Dạ. Chào cô ạ. À. Chào hai em Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cháu gái cũng dễ thương. Thôi dạ, con tìm cô. Hiểu để bước tới hôn nhân luôn đi. Nếu 3 tháng cô đồng ý không cô? Bây giờ nó muốn chừng nào cũng được hết á. À, cảm ơn cô. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Bắt đầu, mở. Đó. À. Dạ. Dạ, cũng cao ha. Em cũng có món quà tặng anh, cái này hoa chính tay em cắm. Cảm ơn em. Cái này cũng hoa này cũng chính tay nhưng mà người ta làm anh mua. À, hai bạn cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mấy chục năm mới gặp mặt đó. Anh thì thường anh thích ngắm hơn là anh phải nói. Em lại thích vậy đó. Em thích người ta là thể hiện thôi chứ em không thích nói. Nói chín là 10 chứ đừng nói 10 làm chín. Cái công việc của anh á nhiều khi nó rất bận. Có thể là tuần này anh có thể rảnh 2-3 ngày nhưng mà có thể rớt vô một cái tháng đó anh hầu như anh không có rảnh được. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã xác định mình đi tìm thì anh cũng cố gắng anh sẽ sắp xếp công việc để mà mình gặp. Ví dụ như một tuần là anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Một lần được không em? Cũng được. Em thích trai hay gái? Dạ con thì trai gái gì em cũng thích nhưng mà em thích gái đầu lòng. À, trai gái gì cũng được nói anh không, nhưng mà gái thì nó sẽ hay hơn. Tại đời trai anh nó khổ rồi, nó không muốn. Chúng ta quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Anh á thì anh thích là ví dụ quen xong rồi mình xác định cái người đó thì anh đi tới luôn, chứ không phải là quen 5-3 năm cái bắt đầu phải ngừng rồi lại bắt đầu lên từ đầu, nó mệt lắm. Đúng rồi, em cũng không thích vậy. Bây giờ đó, hai bạn đứng sát bên nhau nhìn nhau 30 giây, sau đó chúng ta cảm nhận và nói những cái gì mà người ta đang suy nghĩ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nha, nhìn xem trong tận đáy mắt có thấy gì không. Có thể cầm tay nhau đây hai bạn để mình truyền một chút xíu cảm xúc. Thành xem mình có điện vậy. Không đó, không biết nói gì luôn. Rung quá à anh ơi, đèn rung quá. Nói chung là khi mà tới chương trình thì cũng nó là cái duyên. Anh cũng đi tìm một cái cơ hội để cho cái bản thân của mình. Thì anh cũng như em cứ cho nhau một cái cơ hội đi. Nói chung 3 tháng thì nó không phải ngắn, nhưng mà nó cũng là một thời gian dài. Anh cũng xác định cái mốc đó thôi. Còn mà lâu hơn nữa thì cũng chờ được. Tại cũng chờ 35 năm rồi. Ok vậy đi, chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. À, tay vào nút bấm đi hai bạn. Các bạn cũng đã nói chuyện, đã cảm nhận về nhau, đã nắm tay nhau, đã nhìn nhau, đã có chuyện vui với nhau. Để động lại cái gì, chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình lần cuối các bạn nha. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Quyết định bấm nút là tìm hiểu và tiến tới hôn nhân để không làm mất thời gian của đối phương, không làm mất cái duyên của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau nè.
một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Nãy em nói em ôm ảnh mà, mơ cứ ba anh chạy không? Chính thức hôm nay vào giờ này các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau và hy vọng rằng trọn đời trọn kiếp bên nhau. Cho thấy hai bạn rất là xứng đôi luôn á, từ lắm đó. Vóc dáng, ngoại hình, gương mặt thấy là rất là có tướng phù thê. Hai người này đẻ còn đẹp lắm á. Đẹp, cố gắng nha. Đây. Rồi chào bạn, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau ha. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Em tên là Nhật Linh, em 29 tuổi, em sinh ở Sài Gòn và em làm công việc là kinh doanh tự do. À, mình kinh doanh gì vậy em? Em đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với chị, với lại chứng khoán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên em cho em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ ở bên phía đối diện và tất cả các bạn trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Chí Thanh, em 31 tuổi, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình. Ô sao hợp, hồi nãy bạn kia cũng tên Linh, bạn này tên Thanh, bây giờ bạn kia cũng tên Linh, bạn này cũng tên Thanh nữa. Dạ, em đang mở một công ty môi giới bất động sản tại Tân Bình. Ồ, có vẻ trùng khớp với nhau ha. Rồi. Em quê ở đâu, thành phố luôn hả? Dạ, em quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn anh. À, thấy là trước tiên là công việc cũng có một cái sự có liên quan trùng khớp, có thể hợp tác với nhau được ha. Giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em tự lập, sống tự lập từ năm nhất đại học. Tuy là nhà ở Sài Gòn nhưng mà em cũng không muốn làm cho ba mẹ phải phiền lòng. Em muốn chịu trách nhiệm về bản thân mình 100%, cho nên là em dọn ra sống riêng tới bây giờ. Và cái thứ hai nữa là em có sự linh hoạt trong cái việc giải quyết vấn đề. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em có một cái sự mù đường nhẹ. Ví dụ như một con đường em đi 10 lần em mới nhớ, nhưng mà đi đến lần, ví dụ như là đến 9 lần thì cũng chưa đủ, em phải đi đến lần thứ 10 mới nhớ được. Ủa hiện tại là em ở một mình hả? Mình thuê nhà ở hay sao? Dạ, em có nhà riêng rồi chị, em ở một mình. Giỏi quá ha, vậy là đã có trong công việc tốt, có nhà riêng. Rồi, bạn trai bên kia. Dạ, điểm mạnh của em thì em cảm thấy em nói chuyện thu hút, tính tình cũng vui vẻ, em thích cái gì nó vui vẻ một chút xíu. Ừ. Cái điểm yếu của em là hay mất kiên nhẫn một chút xíu. Chơi mà thí dụ như ai mà để cho em chờ có chừng 15-20 phút là em thấy khó chịu rồi. Thà nói nửa tiếng đi thì để tôi chờ nửa tiếng, chứ đừng có để mà cứ đứng tới đây kêu sắp tới đứng hoài không thấy đâu. Cái đó cũng có cùng tâm trạng chị, có nghĩa là chờ đợi thì hãy cho một cái cột mốc, sau đó thì mình có thể mình chuẩn bị tâm lý trước, đừng để cho mình trong cái trạng thái là mình không biết khi nào tới, thì lúc đó mình cảm thấy mình bị động lắm thì em rất là bực mình. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình là chị Tường. Mối tình đầu của em là hồi em mới thi đại học xong, em quen 3 năm. Mối tình thứ hai 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay? Quen mối tình nào thì em cũng nghĩ là mình từ từ mình sẽ kết hôn thôi. Lúc đó mình cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Giờ mà quen ai chắc cỡ chừng 6 tháng 1 năm em cưới luôn. Rồi, ý bạn gái thì sao? Em nghĩ là khoảng 1 năm. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Thật ra thì em cũng có quen 1-2 người, nhưng mà sau một thời gian thì em nhận ra là nó cũng không phải là tình yêu thật. Cái cảm xúc của em á, em mong muốn là có một cái tình yêu nó mãnh liệt. Sau này thì em có hẹn cà phê với một số bạn để em làm quen á, thì thứ nhất là thấy em không được nữ tính. Có một lần á là em gặp một cái anh kia cũng đúng tiếp của em bề ngoài á, có nghĩa là vừa cao vừa trai, nhưng mà khi về em hỏi là ồ anh thấy cảm giác như thế nào, cái anh mới kêu là em cái gì cũng được, chỉ là anh ước gì là em bánh bèo hơn chút. Thì bây giờ mình cũng phải ráng, nhiều khi phải ráng nhỏ nhỏ bánh bèo tí xíu ha. Mình em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình á là phải cao, và cao khoảng trên 1m72, cân đối, không có hói. Ôi giờ tôi nghe tiếp tôi chán luôn. Không, có nghĩa là em định là em không nói cái chữ đó rồi, tại vì em có nghe có mấy lần chúng anh Linh, em định không nói rồi, nhưng mà tự nhiên chúng Linh không, mà chúng cô anh Linh nào cũng thích không hói, mà tôi thấy cô nào cũng đi với ông nhiều ông hói chứ. Em bị ấn tượng bởi một bạn nam mà thông minh với là tinh tế. Thông minh là hay hay hói đó? Dạ đâu, em gặp cũng có mấy anh thông minh đó, nhưng mà chỉ là có mấy anh có vợ rồi thôi à. Em trai bên kia sao ngồi im re vậy? Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em trai? 80% chị ơi. Vậy là ngon lành rồi. Em không thích bạn trai là hút thuốc, uống rượu. Con nhỏ lớn anh chưa hút điếu nào em ơi. Dạ, với lại hay than vãn á chị. Cái mẫu người lý tưởng của em gái thế nào, nói chung chung thế? Em không có, dạ em chào anh. Em không có ai lý tưởng trong cái hình mẫu tức em là em. Thấy
yêu là yêu, thương là thương, đúng không? Dạ đúng rồi. À, bạn mẫu hình lý tưởng thế nào? Trước tiên là chắc ít chơi Facebook chút xíu. Có một thời gian đó là công việc ở đây em cũng cảm thấy là cũng không có động lực gì hết. Thì em đi du lịch 8 tháng thì lúc đó em tự ghi là tránh xa thế giới loài người. Có nghĩa là em đi vào trong rừng, trong Úc, ở Úc là 3 tháng mà em đâu có Facebook thì biết gì. Em không có quan trọng cái việc sống ảo. Không phải, nhưng mà thí dụ em làm việc, em mua bán bất động sản phải lên Facebook em tìm. Dạ không, em là chủ đầu tư mà đâu cần lên mua bán làm gì. Không lên luôn. Người ta tự kiếm em mà. À. Ý em là cũng là người Facebook liên tục, nhưng mà ý dụ như em đăng hình căn nhà em lên thôi, chụp khuôn mặt ra tự sướng, hoặc là chụp dễ thức ăn cái tự nói hôm nay sao mà trời đen quá, hôm nay trời mưa quá vậy đó. Em không sống ảo đúng không? Dạ, dạ. Cứ lên Facebook làm ăn là được đúng không? Dạ. Bạn nghĩ rằng hai bạn này nói chuyện với nhau được đó, bởi vì một người làm đất đai để mua để đầu tư, một bên là tìm người để bán. Ở đây là toàn là hai người cá tính nè, cô gái này cũng rất là cá tính, này cũng khó đây chứ không phải dễ đâu nha em. Dạ. Em đang ở với ai? Dạ, em ở với ba mẹ của em. Nghe là bạn gái làm dâu chung, ở sống chung với ba mẹ mình luôn đúng không? Yeah. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Bạn gái em dạng hiền hiền chút xíu mà nói chuyện vui tính, khi mà buồn buồn á cứ nghĩ cách pha trò lên. Tại vì em cái công việc của em á, sáng nhiều khi 7 giờ sáng là khách hàng đi đặt cọc rồi, mình đang đi mình bận rộn vậy, bạn gái chỉ cần nhắn tin cho em cái câu là anh ơi hoặc là ông xã ơi, chiều nay mình đi ăn cái gì đó, anh có thích ăn hay không? Là trời ăn hoài cái bụng bự vậy mà cũng ăn ăn nữa. Có tập thể dục, tập gym, tập gì không? Em định sang tháng em đi tập. Trời ơi, sang tháng nữa tập mà còn hẹn sang tháng nữa. Mình hỏi ý kiến người thân chút xíu coi làm sao. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, em chào anh Thanh. Em là bạn thân với lại Linh. Thật ra bạn em tính nó rất là tự lập, có lẽ là Linh với lại anh Thanh hợp với nhau để làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm thì theo tôi nghĩ là lúc nào cũng phải có âm với dương, nghĩa là một người nhẹ nhàng, một người mạnh mẽ. Còn nếu như mà cả hai người tính quá giống nhau thì chỉ có thể làm bạn được thôi. Cảm ơn em. Thanh đi với ai? Em đi với chị em với lại mấy anh em trong công ty của em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Yeah. Em là chị của Thanh. Em gái bên đây rất là dễ thương. Chị cũng là nữ. Chị thấy em như vậy thì thật sự là chị cũng có một phần gọi là khâm phục em. Và cũng rất thích cái tính cách của em. Không phải nói là như bạn em đã nói, tính cách đôi lúc giống nhau nhưng mà chưa chắc là đã không hợp nhau. Đôi lúc cái tính cách khác nhau người ta có thể thăng hoa lên rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân rồi, nói chuyện qua cái hàng rào này rồi. Bây giờ các bạn gặp nhau nói chuyện đi. Mở rào. Hai người đủ bản lĩnh để nói chuyện với nhau đấy. Anh tặng em món quà. Dạ cảm ơn. Em tặng anh bức tranh này em tự vẽ. Cái này là trong lúc em đi du lịch đó, thì em thấy có một cái cặp hai vợ chồng già rất là hạnh phúc. Thì em mong là em cũng kiếm được người già đến già như vậy. Tự vẽ nha, rất đẹp. Hồi nãy lúc mà em nói là em không thích bạn trai hút thuốc với lại uống rượu bia á. Mà bây giờ em nhìn cái bụng của anh em phải hỏi lại là anh có uống rượu bia không? Thì anh nói cho em nghe vậy, cái công việc của anh thì nó bắt buộc phải như vậy rồi. Cái chuyện hút thuốc thì từ nhỏ đến lớn anh không có hút thuốc. Rượu thì anh cũng không uống. Nhưng mà bia thì em hiểu đôi khi vui vẻ mình uống vậy. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được là cái người con gái đó không muốn mình nhậu nhiều nữa thì mình cứ giảm dần. Mai đi tập gym nha. Anh suy nghĩ sao về một cái tip mà con gái cũng không phải thuộc dạng như là thích trau chuốt về vẻ bề ngoài, với lại cái thứ hai nữa là cũng không phải là thuộc tề gia nội trợ. Nghĩa là em có thể nấu ăn được, nhưng mà em thích cái người đàn ông nấu ăn xong rồi em rửa chén hơn. Hai người cùng vào bếp thì nó sẽ hay hơn. Chứ là còn hơn là chồng xem tivi rồi chồng đọc báo vợ ở trong bếp, như vậy thì tội vợ mình lắm. Anh có thích đi du lịch không? Anh hay hùng vốn với lại khách hàng nhiều lắm, số vốn hơi lớn. Thị trường mà đóng băng một cái anh cũng giống như là stress lắm. Mà mỗi lần anh stress vậy thì anh thích anh đi du lịch. Anh hay lên Chevoca đồ này nọ, anh tìm cái tour anh đi. Giữa công việc với lại chuyện tình cảm hôn nhân á thì em chọn cái nào hơn? Em chọn tình cảm hôn nhân anh, bởi vì lòng tham có hạn rồi. Em có thích gặp nhau nhiều lần rồi nhanh rồi mình không, hay là em thích là quyết định là gặp, sợ gặp nhiều quá nó chán á? Em thích người đàn ông là mạnh mẽ trong xã hội nhưng mà có sự mãnh liệt trong tình yêu nữa. Nếu hay như lạnh lùng quá thì không phải là mô típ của em. Em cũng đang muốn hỏi là anh có nhà riêng chưa? Thì anh có hai căn rồi, một căn ở quận 3, một căn ở quận Tân Bình. Sao nói chuyện nhà cửa hoài vậy, nói chuyện tình yêu vô đi. Tình yêu thì, đi. Em có muốn lấy chồng chưa? Em nghĩ là một năm là được. Nhìn em muốn hỏi anh là cái nơi xa nhất mà anh đã đi du lịch là ở đâu? Trước giờ anh mới toàn trong nước Việt Nam mình thôi.
Có đi qua bên Campuchia với Lào rồi. Ok. Giống anh. Anh thấy bạn em nói nếu mà anh với em mà thích hợp để làm bạn, làm ăn thì em nghĩ sao về câu nói đó của bạn em? Bạn em thì xuất phát từ ý tốt đối với em. Lúc đó em chưa có nhìn anh. Còn bây giờ khi em nhìn anh rồi thì em chỉ nhìn cái bụng của anh. À quên nữa, em có một cái đặc biệt tài của em là biết coi tử vi phong thủy. Vậy em coi cho cổ đi. Xin mời em. Sao coi gì? Coi cách nào anh hả? Coi mặt, coi tướng hay coi tay? Chắc anh coi chứ phải coi tay em. Em đeo mắt kiến vô vậy hả? Trời đất. Hả? Ngọn kiến đen hả? Ờ. Thầy bói phải đeo mắt kiến đen. Trời tay gái trắng quá. Em đứng giùm anh thôi. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Tình duyên đưa tới em ơi. Em quên lời kém hát lại chị. Sao em lên đây em rung quá vậy? Thôi khỏi hát đi anh, vô luôn đi. Ôi hơi rung quá chị. Trời ơi. Bây giờ chúng ta nói thật những gì chúng ta suy nghĩ về người đối diện. Cái gì thật nhất có thể, không cần hoa mỹ. Nếu như mà em đồng ý thì anh có thể là khả năng nỗ lực của anh là có thể giảm cân được cho nhà bao nhiêu cho bao nhiêu tháng? Toàn em có thể cùng với anh đi đến phòng gym một buổi, hai buổi thì anh nghĩ sẽ càng nhanh hơn nữa. Ví dụ dạ, xuống 5 em muốn hỏi là số lượng ký và số lượng thời gian, có thời gian bao lâu? À chắc cỡ chừng 6 tháng thôi, 6 ký. Hồi lúc mà em đi du lịch về là em tăng 12 ký. Sau đó thì trong vòng 4 tuần thì em giảm được là 7 ký. Bây giờ 6 tháng 6 ký. Thời gian. Rồi thôi, hết thời gian rồi. Chúng ta đang ngồi vào hai cái ghế hết sức là quan trọng nha. Chúng ta không nên dối lòng mình. Thích thì bấm, không thích thì cũng không sao cả. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Lý do tại sao bạn gái không bấm? Em không có sự rung động chị. À. Cũng không phải là tiếc của em. Thôi, em xin lỗi, có gì mình làm bạn ha. Đâu gì đâu em, mình anh nghĩ là nếu mà em nghĩ vậy là đúng rồi. Tại vì có rung động thì mình mới nên bấm. Nhưng còn... thật ra là chủ yếu là do cái bụng á anh. Rồi, ngồi đi em trai. Và mời bạn nữ. Trời ơi, ngồi 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 đi cưng, ngồi đi. Ôi, xinh xắn quá. Em giới thiệu gì mình đi em trai. Vâng. Xin chào mọi người, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em rất thích chị Nam Thư từ cái chương trình Quyền Lực Cái Lóng ạ, rất là hâm mộ. Vâng. Cảm ơn bạn. Chào chị nha. Chào cưng. Dạ vâng. Em tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Cảnh. Em quê ở Hà Nội, giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và em làm môi giới bất động sản. Độc thân, năm nay em 27 tuổi. Em ở Hà Nội luôn? Em Hà Nội luôn, vừa bay vào sáng nay. À từ Hà Nội bay vào đây? Dạ vâng. Dạ em bận hết rồi. Rồi cảm ơn em đã lặn lội đường xa vào tới trong Nam để tìm người yêu ha. Cảm ơn Cảnh. Mời bạn gái. Em xin phép gửi lời chào đến chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Cùng với bạn chơi ở bên cạnh và toàn bộ khán giả đang tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu họ tên đầy đủ của em trước kia ạ, là em là Trịnh Thị Trang ạ. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đã thay đổi tên thành một cái tên mới là chị Ngân Kỳ. Ngân Kỳ? Dạ vâng ạ. Vâng. Tại sao mình có thử thay đổi tên này ha? Có một số cái lý do liên quan đến cá nhân em ý, thì em đi làm việc giao tiếp thì em cảm thấy cái tên Ngân Kỳ nó mang lại cho em cái sự tự tin hơn. Ừ. Với lại thầy Phong Thủy có bảo với em là nếu mà con thay một cái tên là chị Ngân Kỳ thì con sẽ sớm được gặp được cái người mà con... Ừ.
yêu thương ấy. Trời. Nên là hôm nay em cũng rất là nỗ lực để mà bằng cái tên mới của mình, biết đâu hôm nay đến với chương trình thì em lại tìm được một bạn trai phù hợp. Hiện tại thì em đang làm cho Mercedes-Benz ở Láng Hạ ở Hà Nội ạ. Ủa vậy là em cũng bay từ Hà Nội vào đây? Dạ vâng, mới hôm nay em bay chuyến sáng sớm nhất. Ê chà. Em bay chuyến mấy giờ? 5:30 đấy ạ. 5:30, anh bay chuyến 8:40. Hy vọng rằng sau chương trình này các bạn sẽ bay về chung một chuyến. Cho em xin phép là em đặt vé máy bay lúc về là ngày bao nhiêu? Em đặt vé tối nay luôn ạ. Tốt à? Không, anh sao lại về sớm thế, đang bảo chán quá. Nếu mà tối nay mà thành một cặp thì rời vé anh về. Em đừng lo lắng điều đó. Nhưng không sao, bao nhiêu Láng Hạ thì em đến lúc nào cũng được. Đúng rồi, okay. Bây giờ mình nói về một chút xíu về mình đi nào. Ưu điểm và khuyết điểm của anh là gì? Ưu điểm của em là người chân thành, hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt, khả năng gây thiện cảm tốt, biết lắng nghe. Rồi. Đấy. Điểm yếu là gì? Hơi cầu toàn một tí. Ví dụ như là sửa máy móc, cái là đấu điện, vớ vẩn là dập chết. Nên là thôi, những cái khoản gì thì mình nhường cho người khác. Đấy là yếu điểm của em. Coi như nhân viên bán bất động sản này kia cũng lanh lắm ha. Em lanh lợi từ bé rồi, chưa bán em đã lanh sẵn rồi. Này bạn nam thấy hay ho nhỉ? Hay chứ, em hay ho lắm. Đấy nhỉ? Em hay lắm. Hay ho thế sao ế nhỉ? Thực ra là ế như là do là em xác định khoảng 35 em mới cưới vợ, hoặc là 30 tuổi mới có người yêu, thì bây giờ em vẫn đang sớm mà. Còn Ngân Kỳ, em nói về ưu điểm và khuyết điểm bản thân mình nè. Ưu điểm của em thì rất là ít, nhưng mà chắc là khuyết điểm thì khá là nhiều. Em cũng khá là tự tin giao tiếp. Em có cái ưu điểm là em ăn nhiều lắm. Em có thể là ăn 2 bát mì, 2 bát phở. Em ăn 2 bát mì liền, ăn xong ăn 2 bát phở nữa. Không ạ. Tức là ăn đúng một lần 2 bát đấy. Dạ vâng, đúng ạ, em ăn có thể ăn gấp đôi. Gấp đôi thì anh đang ăn đấy. Có nghĩa em ăn 4 bát tổng cộng. Em không sao. Không, tâm lý phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết, sợ giảm, lúc nào cũng giảm cân, hiểu không? Không sao, cái đó chị nghĩ là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm đâu. Em tiêu tiền rất là tốt đấy. Tiêu tiền tốt. Tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em tiêu nhiêu là chuyện của em thiệt thôi. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau, em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý, hợp lý. Ví dụ nha, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng mà 1 bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả tiền luôn. Em sẽ không yêu người kibo với em 1 bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không, cái thể hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đúng. Thì đấy là em đang tình yêu ích kỷ. Em đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu mà vị kỷ đó. Vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Ăn có 3 bát phở mà không phải vị kỷ à? Trời đất ơi, ông không ơi. Đó là quan điểm của bọn em nó đang hơi bị lệch một tí. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ 3 bát phở? Nhiều khi mình phải nghĩ, ô lỡ người ta thử lòng mình thì sao, chưa gì vào ăn 3 bát à, anh trả 2 bát, em trả 1 bát, ô thế thì tôi cũng sẽ chết, tôi chạy đấy. Như thế là không chơi với luôn chị ạ. Bát phở không phải là thiết về kinh tế mà nó thể hiện cái quan điểm sống. Còn cái chuyện mà kêu mời nhau đi xem phim hoặc là 1-2 lần đầu thì ai có nghĩa là ai trả thẳng được, 700 mua món quà tặng nhau còn được cơ mà. Đúng rồi, nhưng mà quan điểm nó có khớp nhau để sau này mình cần cái bát phở thì vứt bỏ cũng được, quan trọng gì. Nhưng mà quan điểm nó là quan trọng. Quan điểm gì vậy? Quan điểm mới quan trọng. Quan trọng là mình phải có quan điểm. Rồi, thôi coi như lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bắt phở đi. Em đã có mấy mối tình rồi em gái? Em thì cũng có khá nhiều mối tình rồi. Khá nhiều mối tình hả? Vâng, chắc là khoảng 4-5 người đấy ạ. Mối tình mà mới đây nhất là bao lâu? Mới đây nhất là thực ra thì nó cũng như là một sự tìm hiểu, chưa hẳn là một mối tình ạ. Mối tình đó em có ăn 4 bát phở không? Em chỉ ăn 2 bát thôi em ạ. 2 bát thôi hả? Dạ vâng. Mối tình ý là cách đây lâu chưa em? Đợt trước Tết ạ. Mà tình đó tình nhẹ thôi. Không yêu đương. Không phải là một mối tình, chỉ là một sự tìm hiểu thôi. Ba quyệt quyệt qua thôi. Không có sâu sắc gì. Còn em? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là qua Facebook. Khoảng 1-2 năm. Không nhớ lắm đâu, tại vì nó cũng lâu, 5-7 năm rồi mà. Yêu em thì em hay kiểu là quá khứ, em không nghĩ đến nhiều mới đâu. Rồi mối tình mới đây nè. Với mai thôi. Mối tình mới đây nè. Gần 4 năm rồi. 4 năm rồi? 4 năm. Mối tình đã kéo dài không? Kéo dài nửa tháng, nửa năm, còn là nửa tháng. Tại sao phải chia tay? Ngày trước em quan điểm như thế này. Ngày trước em quan điểm là nếu như có người yêu đấy thì em sẽ không quen nữa. Trước khi quen bạn thì em hỏi là có người yêu hay không. Thì bạn ấy kiểu con gái mà rất là khôn, mập mờ, nửa trắng nửa đen, cứ nhập nhằng. Thế vì mình yêu thì mình chấp nhận, thì mình vẫn theo đuổi đến cùng. Thế nhưng mà sau khi đến lúc chắc chắn là bạn ấy có người yêu rồi thì em mới hỏi để cho bạn ấy có chân thật hay không đấy.
thì bạn ấy càng nhắn tin lại các thứ ấy. Từ lúc ý em không liên lạc, không nhắn tin với không gọi điện nữa. Thì nếu như bây giờ em lại quan điểm khác, thì bạn ấy có người yêu rồi đấy. À bây giờ em vẫn theo đuổi. Đá bóng như thế nào không quan trọng, quan trọng là ai ghi bàn. Đấy. Cưới ai là được, còn yêu thế nào thoải mái đi. Quan trọng là có cưới nhau hay không thôi. Tức là quan điểm em đã thay đổi. Đã thay đổi rồi. Còn cái chuyện mà quan điểm trả tiền phở là không thay đổi. Cái quan điểm trả tiền phở đấy. Nếu mà nói như này. Đúng không? Một hai lần đầu, vài lần đầu quen nhau đấy thì không bao giờ em để cho bạn ấy như thế. Nhưng mà ý em nói là con gái đấy là có trách nhiệm chia sẻ về tài chính. Nếu như đã đi làm có một nguồn thu nhập rồi, có thể là có trách nhiệm, nhưng mà có khi bọn em không để cho người ta phải trả tiền đâu. Vì quan điểm của Việt Nam là vẫn là con trai là lên bao mà. Thì sống ở đâu thì âu đấy. Nhưng mà cái ý thức bạn ấy muốn chia sẻ nó khác. Còn có khi là em không cần 50-50. Còn vài lần hôm nào em quên hoặc em thiếu tiền thì em bảo thẳng luôn, bạn ấy có bạn ấy trả. Đấy, hoặc là bạn ấy trả một phần. Về mặt kinh tế. Bạn ấy trả một phần cũng được, chứ không phải là 50-50 như ý em là. Mình có trả được ha. Để tôn trọng. Thế nếu mà cô ý quyết không trả đấy, anh cô ý có rất nhiều tiền đấy nhưng mà vẫn không trả tiền anh cái bát phở đấy, thì anh có yêu nữa không? Anh có tiếp tục không? Anh không phải không yêu vì bát phở. Không yêu vì cái quan điểm tài chính nó lệch nhau hả? Tức là phải có đóng góp. Anh ý anh nói thế đó. Tức phải có tư tưởng đóng góp. Ví dụ giờ anh với Nam Thư ăn phở xong thì anh biết Nam Thư biết rằng là Nam Thư sẽ không trả, nhưng Nam Thư đấy thôi để em trả cho. Không phải chân thành, là muốn trả chân thành không, là để em trả cho em trả, không phải kiểu ý. Nhưng mà ngồi xuống bình tĩnh, phải ý chân thành là muốn trả thật. Nhưng mà có khi em chưa, có khi là em ga lăng, em không cần trả đâu, nhưng trả thiệt. Em phải nghĩ là cô kia trả thiệt đúng không? Bạn ý trả thiệt hay không thì mình cảm nhận được ngay, kiểu vỡ kiểu như vậy. Oai thì ai chẳng biết đúng không? Đấy, em mong muốn là người đó phải trả thật. Bạn thì có ý trả thật, nhưng mà em có khi em không để bạn ấy trả đâu. Ga lăng mình ga lăng rồi, rồi ok. Coi như muốn chia sẻ thật sự đó. Quan điểm mà bạn trai bên đó, còn quan điểm bạn gái tìm người yêu thế nào? Em thì thực ra quan điểm của em về tìm người yêu thì nó cũng đơn giản, mà thực ra thì cũng không đơn giản. Là sao? Là hơi phức tạp. Tức là nó hơi phức tạp một tí đấy. Ví dụ cần một người đàn ông nếu mà sau này làm chồng ấy thì là sẽ là người chắc chắn là yêu thương mình và biết lo quan tâm chăm sóc cho gia đình mình, là một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng tốt, một người đàn ông cao thượng, không tính toán so đo những cái nhỏ nhặt. Ví dụ như bát phở là em nghĩ là cũng hơi có vấn đề một tí. Chưa chắc là anh bắt em phải trả. Đấy là em cũng kiểu là em không thích người đàn ông mà kiểu tính toán. Còn nếu mà về mặt công việc thì em cũng muốn một người là có khả năng kiếm tiền, xác định có một công việc để mà lo cho gia đình, lo cho tương lai sau này. Và một người cũng phải biết nghĩ chứ không kiểu ăn chơi lêu lỏng, ba bủng rồi hút thuốc. Em cũng không thích cả nước chè nữa luôn. Có thuốc thuốc không? Em thuốc hút rất ít. Chè rượu chè có không? Chè không uống. Rượu thì nói chung là sinh hoạt nó cũng điều độ nhưng mà không nhiều. Rồi ok. Đó là ý kiến của hai bạn rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi. Em đi với ai tới đây hả Kỳ? Chị ơi, hôm nay thì em bay vào đây một mình thôi ạ. Ừ rồi. Thế chị đại diện người thân em nhé. Dạ vâng. Vâng. Thế còn gì thế bằng. Vâng. Anh trai đi với ai? Em đi một mình. Rồi. Anh sẽ là bên đàn trai. Mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nghe nói bên đàn trai nhà anh đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh? Cái đó là quan điểm. Quan điểm như thế nào nè? Thử xem cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không. Chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi, chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy. Cái sự mà sống chung cả đời chia sẻ kinh tế nó không có quy định qua cái bát phở. Ok, trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ. Đó là điều đương nhiên. Chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau. Yêu chúng thương ta... là yêu thương, nhưng bát phở là bát phở. Khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok ngồi xuống. Kinh tế em làm gì anh làm gì chia sẻ thì... Giờ anh nghĩ sao, đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá. Ok, dạ bao nhiêu bát, bát mừng ra. Rồi thôi, rồi em trả hai bát, em trả một bát nha. Như thế là chúng ta sống giả vờ, chúng ta phải sống thật với bản chất sống của mình. Sống thật không chật với lòng. Nếu lúc đầu ơi để anh trả nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi, anh không trả lúc đó mới là đau. Thà lúc đầu lộ nguyên hình, lộ nguyên hình. Lộ nguyên hình. Cho người ta biết bản chất của mình, sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn. Còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho, anh ghét nhất mấy người đàn ông đó nha. Đúng. Bây giờ là đầu tiên là ôi trả hết cho hết, sau đó về cưới nhau rồi rồi trời ơi ki bo còn hơn cái gì nữa. Sống nó về chân thành. Chân thành là chỗ đó. Trời rồi ơi sao? Thì về đưa tiền hết cho vợ, vợ làm trả là chuyện bình thường. Cho vợ cho em ý kiến với.
Em để anh đàn trai làm việc, khoan từ từ. Để anh làm việc với bà mối xong đó. Có những người đàn ông chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Có thể hỏi vợ cần cái gì, đưa tiền mua, thậm chí là làm lương 10 triệu, đưa vợ có 2-3 triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình, cơm áo gạo tiền, 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng. Có những người đàn ông như thế, cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ. Có, thí dụ như anh, không, anh cũng có giữ lời hết. Là anh có quỷ đen hả? Trời ơi, nhám cho nói trên sóng anh có quỷ đen không anh Linh? Quỷ đen, quỷ đó không phải quỷ đen, quỷ đó công khai. Quỷ công khai. Nhưng mà mình phải giữ lời riêng một quỷ cho mình 2%, 30% gì đó để mình ngoại giao, để lo công việc này kia. Nhưng mà nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu. Nhưng mà khi lộ ra như vậy, tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao? Ví dụ bản thân em hoặc Kỳ đây là những người phụ nữ tiếp phụ nữ hết sức là hiện đại. Chúng tôi có thể kiếm ra tiền, chúng tôi thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác. Chúng tôi có thể tự lo bản thân mình, mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào ngay từ lúc mới quen nhau. Còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau, đó là điều đương nhiên và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai. Cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở? Đàn ông thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tay. Nhưng mà thật sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn ba bát mà kêu em trả lời một bát là em bỏ chạy. Em mất phép. Rồi bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi. Vào cái chuyện của em với cô ấy nè. Em vẫn nói là mới lần đầu tiên mà quen nhau đấy, mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai, người trả tiền thì đúng. Nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn, thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên. Chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể hiện sự chân thành thôi. Chân thành bằng cách người ta không bao giờ tặng nhau con cá cả, người ta tặng nhau cái cần câu. Chân thành bằng cái giúp đỡ công việc này, cách làm thế nào để tự mua được bát phở, giúp đỡ nhau những cái ý. Không phải tặng trực tiếp vào chất thì nó là quá tầm thường rồi. Em sẽ đối diện với cô gái ấy. Đúng. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Mẫu người ăn phở ra tiền đúng không? Đầu tiên là em thích mọi người bây giờ rất là chân thành. Rồi. Không chân thành là làm phí thời gian của nhau lắm. Em nói như thế thôi. Từ trong em tốt hơn như thế thôi. Nhưng mà em giảm cái hình ảnh cá nhân đi. Rồi. Để cho càng gặp nhau thì càng tiếp xúc thì càng quý. Đấy. Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là người hướng ngoại. Phụ nữ quan điểm hiện đại. À, mà hiện đại thì nó lại còn tranh cãi hơi nhiều đấy. Bởi vì như bạn ấy nghĩ bạn hiện đại, nhưng mà em nghĩ như em mới là hiện đại. Đấy nó khó nhưng mà thôi. Làm được thì nó mới gọi là giỏi. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Thôi bây giờ mình mở tàu ra để cho hai người có thể gặp nhau. Thôi không. Có yêu cầu gì ngoại hình không? Ngoại hình em nghe cái giọng em thấy là ok rồi. Ok rồi đúng không? Ok rồi. Nói chung là đủ cái tầm để mà hôn được là được khoảng 1m55 trở lên. Đấu trên dưới 50 cân. Dưới 50 cân được thì tốt. Trên 45 cân đấy, khoảng không đủ tầm hôn thì bắt ghế lên. Thì nó vất vả các bạn ý thôi. Chúng ta kéo rào đi. Không gian này là của tụi em đó. Bắt đầu câu chuyện là của tụi em. Nào. Tặng bạn một quà từ Hà Nội này. Có thể mở quà ra coi có bát phở. Để em phở coi thử xem nào. Cái cố định. Rất là đáng yêu ạ. Bật mí là em gái tôi thấp lắm, có 1m69 nè. Chưa chắc ai bắt ghế ai đúng không? Rồi. Em cao hơn. Bắt đầu. Bọn em được 10 phút ạ. Tụi em cho tụi em 5 phút. 10 phút đi anh. Không, đáng lẽ có 2 phút nhưng mà từ Hà Nội vô thêm 3 phút đó. Rồi. Câu chuyện. Anh nói chơi nha. Về tình yêu nha. Thì anh có 2 phút rưỡi. Rồi. Đúng là em là... Ok. Dân kinh doanh phải chuẩn. Chuẩn nha. Thời gian bắt đầu. Trong Phật giáo đấy, thì nó có câu thế này này. Gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên. Đấy, thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy, thì chắc chắn là phải có sự thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy khó lắm. Nhưng mà dạ, cố gắng khó thì mình phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được. Nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ cái vấn đề nó không nhỏ nhặt, quan trọng đúng không? Nhỏ nhặt. Mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh thấy rất là ấn tượng. Anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì? Anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và phải biết đối nhân xử thế. Một người ta hay sai lầm về tình yêu đấy. Là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể. Anh thích một người phụ nữ là hướng nội hay là hướng ngoại? Anh thích người hướng ngoại và thích người đặc biệt là rất thích người kinh doanh, tự kinh doanh. Sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy, thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày?
Có đưa em đi ăn phở mà không được, tính cái kia không? Được một ngày. Một tuần thì khá là anh dành được một ngày. Nhưng mà em ăn được 4 bát thật à? 4 bát liền luôn. Em bảo là em ăn 2 bát nhưng là do anh hiểu lầm, anh nghĩ là 4 bát nhưng mà tôi không sao. 2 mì hoặc là 2 phở. Dạ vâng. Bữa bình thường. Phở nhưng mà đối với con gái là ăn nhiều. Phở Hà Nội mà phở Lý Quốc Sư khoảng 35.000 tô. Nhưng mà cái ý anh làm được. Tính toán nhanh lắm. Thì anh nói chuyện với em, anh hay nói đến thế giới quan, rồi thì phương pháp luận, rồi thì tư duy, rồi thì các thứ, em có thấy nó kỳ kỳ không? Em thấy không nên quá nói sâu về vấn đề đấy vì... Không, có nghĩa là không nói sâu. Vâng. Thì những câu chuyện bình thường như thế này, nhưng đôi khi anh bị hay dùng những cái từ như thế. Em thấy có cái nó... đấy em bình thường. Hơi xa với thực tế không? Hay là nó bình thường? Cái đấy em bình thường, em không có vấn đề gì. Hẳn là em thầy thần tượng thầy Lê Thẩm Dương hả? Có thần em tượng quá cuồng luôn. À Lê Thẩm Dương đúng không? Hệ giá trị cá nhân rồi vậy đúng không? Em thích ở cái điểm gì đây. Ừ. Một tuần thì có thể anh dành được khoảng một ngày. Một ngày em thấy là hơi ít ạ. Một tuần một ngày mà còn ít nữa. Vâng. Thì em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà đến em có thể xin phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn kể cả hẹn hò. Thì là theo em tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? Em nghĩ là một tuần phải 3 lần. 3 lần. 3 2 là 6. Nhưng cái gì mà lên 2 thành 6 thì tính, nói. Tính phở đây chị. À tính. Trời ơi là trời, tôi khổ quá tình yêu bắt phở này. Thế thì bây giờ em muốn 3 đúng không? Anh muốn 1 thì cộng vào chia ra. Đấy nó khoảng là 2 lần một ngày. Cộng 3 cộng 1 10 ngoặc đóng ngoặc. Thôi ok, 2 lần một ngày cũng được. Tần suất thì hợp lý đấy. Quan điểm ai thích con trai thích con gái nói luôn. Em thích con gái ạ. Ai em thích cả con trai nhưng mà em sẽ để được con gái đầu tiên. Từ con trai em để thứ hai. Em sẽ để được giới tính của con, em sẽ chọn được. Em không chọn được nhưng mà em mong muốn là như thế. Anh có một cách này. Cách khi gì mà mình lúc mình quan hệ để cho tiếp lúc vợ chồng quan hệ đầu mình mà cứ nghĩ về con gái hoặc nghĩ về con trai đấy, tất nhiên những phương pháp khoa học thì mình sẽ áp dụng rồi đúng không? Thế nhưng mà mình cứ nghĩ mà ta muốn để con gái, khả năng để con gái nhiều lắm. Anh cũng thích con gái. Em thích con gái vì em thích con gái thì sao? Thì là lúc là sao? Lúc cao trào đó mình nghĩ về con gái là đúng ý anh ấy là như thế đấy. Nghe nói anh Đức thì sao? Cái tư tưởng của mình hay nghĩ về một là sao là bắt đầu sao mình giờ thí dụ muốn con trai nè thì sao? À cái tinh thần là kiểu như là mình cứ hay nghĩ về một cái gì đó. Nghĩ lúc nào? Nghĩ thỉnh thoảng mình lại nghĩ tối trước khi đi ngủ hoặc là khi hai vợ chồng gần gũi hoặc là khi thích thì mình nghĩ thôi. Đấy, hay nghĩ về con trai hoặc hay nghĩ về con gái. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh không được đâu này. Anh là trường hợp ngoại lệ. Rồi. Bây giờ anh thích cái vụ này nè. Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái 3 tô phở đó. Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em. Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở. Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở và 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại vì sao anh lại trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả cái bát rưỡi rồi đấy. Cái 2 bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh. Bây giờ anh với em mới quen đúng không? Đúng rồi. Đã tạo ra ấn tượng gì chưa? Dạ. Đã vì nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có cái ấn tượng, tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Có điều anh khác. À thế ạ? À? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Thế bây giờ anh đặt tình huống mình là một cô gái như em. Rồi. Đi ăn với anh kể cả hẹn hò lần đầu tiên đi. Rồi. Bây giờ gọi có 3 bát phở thôi, có cứ cho lại em ăn nhiều hơn anh đi. Đúng không? Ok. Thì cái thể trạng của em tốt, em đói thì em ăn tốt. Còn anh ăn một bát là chuyện của anh chỉ phù hợp như thế thôi. Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền 2 bát phở. Còn là 1 bát phở là em trả tiền. Thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền 1 bát phở thôi. Còn 2 bát phở đấy em ăn là em trả đi. Anh cần gì anh phải trả cho em 1 bát phở làm gì? Cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả 2 bát phở, bắt em trả 1 bát. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát. Nhưng 1 bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không. Mấy lần đầu tiên đấy thì không ai để em như thế cả. Tóm lại là lần đầu tiên gặp thì 3 bát phở, ví dụ em ăn 2 bát để anh ăn 1 bát đấy, thì ai là người trả tiền hay là anh chia sẽ trả hay tất. Như nào? Anh sẽ trả tất. Okay. Nhưng mà nếu như em mà có tinh thần đóng góp đấy, anh có thể nhận hoặc không.
Lần đầu tiên em sẽ không bao giờ đóng góp. Anh chưa nói anh có nhận hay không, nhưng anh nói như này này. Anh không yêu cầu em phải trả, nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy, họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai. Nhưng mà anh có biết là nếu mà khi anh em, ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ, nếu mà anh cho đi, anh là một người đàn ông cao thượng đúng không, anh cho đi thì anh sẽ nhận được nhận lại. Thế sao em không cho đi trước đi? Không. Anh có hiểu về phụ nữ không? Em hỏi anh là anh yêu hai mối tình rồi đúng không? Là người ta chia tay anh đúng không? Không. Vô lý. À, anh chia tay người ta đúng không? Được rồi, không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá. Hai bên chia tay nhau. Hai bên không thấy hợp thì chia tay nhau. Yeah. Tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười. Buồn cười đối với em, nghĩ buồn cười thôi. Rất là buồn cười. Nếu em có cơ hội em sao? Như này em sẽ chia sẻ với anh nhá. Em chia sẻ với anh. Rồi. Tư bản nhưng mà anh đang ở Việt Nam. Đang ở Việt Nam. Và cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất thế cả mọi người ở đây. Thế nhưng mà ai cũng nếu mà anh muốn lấy gái Việt Nam, anh muốn lấy gái Việt Nam. Thì anh hãy trả hết tiền ba bát phở. Còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc, anh sang bên kia sống và anh trả tiền một bát phở, người ta trả anh hai bát phở người ta ăn. Không. Nhưng mà anh hẹn hò thì anh phải thể hiện cái sự cao thượng của mình trước. Anh phải cho đi trước, anh phải thể hiện sự quan tâm, anh thể hiện anh ga lăng. Anh đang nói anh cao thượng. Anh bắt em trả tiền hẹn hò đâu. Thì người ta mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh. Và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần tài chính với anh. Em chưa nói là em bắt em trả tiền. Hết tiền bác phở. Tiền bác phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không? Em chưa nói là bắt bạn ấy trả. Em nói là nếu như bạn ấy có ý thức mà chia sẻ tài chính về sau ấy, thì em rất là tôn trọng. Rồi. Bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha. Cho dù cãi nhau, cho dù nói chuyện vui gì đó, nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, hay chỉ là tô phở. Em hỏi anh lần cuối là thế anh sẽ trả tiền ba bát phở đấy đến khi nào? Thì anh lại đòi hỏi người khác phải trả anh tiền. Anh không đòi. À không. Quan điểm của anh là không đòi. Tức là quan điểm của anh là nếu như mà khi mà mình tiếp xúc với nhau lâu đấy, em thấy anh thấy là mình lệch quan điểm quá, thì anh sẽ tự chia sẻ với em và anh tự nghĩ là mình nên dừng lại đấy, chứ không con trai mặt mũi đâu bảo mai em trả tiền cho anh một bát hay là mai em trả tiền cho anh nhé. Rồi anh nói như thế thôi, nhưng mà anh hơi bị men đấy, nhưng mà đấy mới là men thì em đang nghĩ là hơi thôi. Rồi em sẽ dành thời gian để tìm hiểu anh sau này nếu như có dịp. Nếu mà các bạn không cảm thấy phù hợp thì không bấm nút cũng chẳng sao cả. Có thể mình người này mình không phù hợp, nhưng ở sóng truyền hình ngoài kia hàng triệu chàng trai, hàng triệu cô gái chờ đợi chúng ta thì sao? Và họ sẵn sàng trả phở hoặc là chia sẻ bát phở cùng nhau. Rồi, bây giờ 3 2 1 hết thời gian. Hết thời gian rồi, em có bấm không? Nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được. Rồi, đây. Cảm ơn các bạn, đây quà của em. Cho em chia sẻ tí nữa, cái lý do bấm nút đấy đôi khi không phải là mình không cảm mến, mà mình thấy là nó vẫn còn khoảng cách hơi xa. Bây giờ mình chưa có tình cảm với nhau mà mình được quyền chọn đúng không? Thì mình chọn những cái tình yêu nó cần tính phù hợp mà mình chọn những người mà phù hợp hơn thì nó bớt được cái công lao của mình, bớt cái sức lực của mình cùng nguồn lực mình bỏ ra thì nó dễ tương tác với nhau hơn, dễ vận hành hơn. Bạn nữ. Dễ thương quá, chào bé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phần giao lưu ha. Xin mời bạn nam mình giới thiệu về bản thân. Em xin chào MC Quyền Linh nổi tiếng, em xin chào MC Nam Thư. Dạ, em tên là Nguyễn Trường Lưu, năm 1994. Em hiện tại em đang làm MC dẫn chương trình. Đồng nghiệp với anh. Vậy đồng nghiệp của anh đó. Mà em mới vô nghề thôi. Dạ, em đến từ tỉnh Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên đó giới thiệu đi, đàn gái coi sao nào. Em tên là Nguyễn Ngọc Hạnh Tuyền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ, hiện tại em làm nhân viên kế toán tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê quán em là ở Đồng Nai ạ. Bên kia là Tuyền, bên đây là Lưu. Dạ. Đúng rồi. Hôm trước anh có làm mai cặp, bên kia là Lưu, bên đây là Manh. Ấy, bậy bậy. Có không? Có hả? Nguyễn Thị Manh. Thiệt. Bên kia là Trần Văn Lưu. Chà, hai chồng vậy kết hợp. Rồi có dính không? Cặp đó đi xa rồi. À, Tuyền, em nói về cái ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân mình nè. À dạ, cái ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết lắng nghe, chia sẻ này kia.
khuyết điểm của em là hơi lề mề chậm chạp đúng không? Rồi còn bạn nam sao ha? Ưu điểm của em là biết lắng nghe con gái. Còn người khác không có nghe hả? Nhiều hơn con gái thì em chịu khó nghe hơn tí xíu. Thôi dạ. Em ít nói lắm, nhưng người ta nói em thì em chịu nghe. Và em nói về tài lẻ thì em có hát hò xíu. Em máu nghệ sĩ lắm, máu nghệ thuật lắm. Còn lên sân khấu thì nó tới đâu thì hay tới đó. Khuyết điểm là gì? Hình như là không được cao lắm, hơi thấp nhẹ xíu. Em miền Quảng Nam á, vô đây thành ra đôi lúc nó hơi kiểu là nông dân xíu. Dạ. Em thấy em đâu nông dân gì đâu. Không, em mặc đồ trọng hơn anh. Mặc đồ là mình gọn gàng vậy thôi, chứ còn em là cái chất em nó vậy á, nó mộc mộc vậy đó, nó bọc trực. Rồi. Bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên bên nhà gái cái nào. À dạ, em trải qua hai mối tình à. Mối tình cũng gần đây nhất là cách đây một năm rồi chị. Rồi tại sao mình chia tay? Tại vì em cảm thấy anh đó cũng hơi bị lăng nhăng. Mình có bắt tận tay dây tận mặt không, hay là mình sao mà bắt được? Đoán không đoán được nhưng mà em cảm nhận cái ông kia. À, dạ. Hay là hỏi tới ông mà, ông Nguyễn Yên đó. Đừng để nhà gái phiền lòng nha. Đúng dạ. Rồi, không cho đem bên, cô dâu về đâu đó. Bên đó thấy một người đẹp rồi, không biết người kia đẹp không? Đẹp. Chắc không chị Thư? Bao đẹp. Profile của em gửi về chương trình thì có ghi là lý do mà mình vẫn là ế bị tỏ tình mà sến quá không thích. Có dạ, cũng vấn đề có. Đó là gì? Dạ từ vì em thấy làm cũng hơi bị nên là lố quá. Lố quá đó nha. Ngồi lố nha. Quá đó nha. Ngồi thục vô. Ê, bạn này bên này hỏi. Chào em. Dạ chào chị. Ừ, giờ mình mặt đối mặt nè. Lanh quá trời lanh nè. Có kịp nói đâu. Tôi mà không chặn nãy giờ ăn tôi với anh Linh luôn rồi. Tình dạ. Trường sao kể nghe nè. Em cũng hai mối tình. Hai mối tình. Hình như là mối tình thứ hai là cũng cách đó khoảng đó một năm. Ừ sao dạ. Chia tay? Tại em nói nhiều quá ta nhức đầu hay sao? Cũng có khả năng là có một cái lý do là xa. Vì em mới vào sau đó em vào Sài Gòn. À tức là tới thời điểm này thì em vào Sài Gòn lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Dạ 2 năm. Sau cái cuộc tình đó em có rút ra được điều gì cho bản thân mình không? Cảm thấy em cần phải tiến bộ hơn nữa. Bản thân em ngoại hình là em không có đẹp rồi nè, thành ra là em sẽ bù đắp lại ở thôi vì đặt khiêm tốn giả bộ nói ngoại hình không đẹp giả bộ hạ xuống chứ chị lên... đang khen hay đang chửi em vậy? Không, cái này chị nghiêm túc, chị hết sức là thẳng thắn nhìn vào ngoại hình của em hết sức là sáng sủa, biết cách ăn mặc, biết cách phối đồ mix màu. Ok, có thể là cái mặt em nó ổn hơn tí xíu nhưng mà cái dáng em cũng đâu có phải là lợi thế đâu. Tham gia mà cái gì mà liên quan tới mà gọi là hình ảnh chỉ là rất bập bập bập. Nhưng mà biết tại sao em rất là bập không? Dạ không ạ. Tại vô em nói ào ào người ta cho em rớt. Có đó. Em cái xin đâu dám nói đâu, em ruột rè lắm. Mặt này có lăng nhăng không? Ai dám nói trời. Cái nghề bây giờ bà mối khai thác rất nhiều thứ đây nè. Em trai bình tĩnh. Dạ. Rồi để xem đàn gái coi. Chào anh Nguyễn Linh. Chào em gái. Em nghe bạn bên đây nói thì em cảm nhận bạn ấy là người thế nào? Bạn ấy nói nhiều á. Hơi lăng bởi vì MC mà. Đôi khi cũng bù qua giùm em. Em hơi nói ít. Ghét tật xấu của người đàn ông gì? Thuốc ạ. Thuốc thuốc. Không có. Rồi. Nhậu. Ít lắm. Thì ít nhậu lắm, nhậu xong đâu nói được đâu. Ừ. Không gọn gàng. Ừ, không gọn gàng. Dạ. Em thích người đàn ông như thế nào? Cao 1m65 à. Đừng hỏi lại. Gọn gàng sạch sẽ. À, gọn gàng, đẹp trai. Hơi điềm đạm một xíu ạ. Dạ. Em dễ thương á. Dạ không nói. Điềm đạm bình tĩnh lại cho anh nha. Dạ. Rồi. Nãy chị Thư nói hỏi thì em nói thôi. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với lại à, có bạn. Mẹ hả? Lưu là con thứ mấy trong nhà cô? Lưu là con út. Rồi cô thấy con dâu tương lai bên kia thế nào nè? Bé thằng à. Bé cũng dễ thương. Bỏ cái đàn xuống nghe mẹ nói nè. Cô đó về làm dâu với mình hợp không cô? To hơn đứa ăn thôi. Nhưng mà tôi thấy bé rất dễ thương. Con thấy là cô này làm dâu có vẻ rất là tốt đó. Bởi vì cô ấy cũng rất là điềm đạm. À cô ơi, vậy là mình bay từ ngoài Đà Nẵng vô đây luôn hả? Bay từ ở Quảng Nam chưa? Đi máy bay gió đét lắm nhưng mà vì con tôi phải đi rồi chứ. Trời bữa nay trúng lễ. Dạ trúng lễ giá vé gấp đôi đó. Dạ. Ở ngoài đó, ngoài Quảng Nam cô có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có nhưng mà ít. Dạ. Con mở, em mở cho mẹ coi mấy lần gần đây. Giờ mẹ coi trực tiếp, ngồi im đó để nghe mẹ nói. Dạ. Cô chú ở nhà làm gì cô? Là công tác xã hội. Công tác xã hội hả? Cô gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Mẹ em mà đẹp lắm. Ba con em cũng điển trai lắm. Mà lùn với mẹ. Trời ơi. Cưng em lên hỏi... sóng, cưng dập mặt ba cưng vậy để chị để lên chứ. Quên, em quên. Để ông ba tại... biết chứ. Ở nhà, hay giỡn với ba lắm. Rồi thành ra, lúc nào giỡn thì giỡn. Dạ. Lúc nào mình điềm tĩnh phải điềm tĩnh nha. Dạ dạ.
em hơi quá. Ngồi im. Rồi bây giờ mình gặp người nhà của Hạnh Tuyền nè. Hôm nay Tuyền đi với ai? Dạ em đi với hai cô và hai em và một anh đồng nghiệp trong công ty ạ. Em chào anh, chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh và cô Nam Thư. Em là em họ của chị Hạnh Tuyền. Theo như em thấy thì nãy giờ anh này nói khá là nhiều, bù vô cái tính ít nói của chị. Chị của em thì hiền lắm, nhát nữa. Nên là trước giờ không có anh nào cua nổi chị em á, nhát lắm. Chào hai vị MC, chào bạn trai. Mình tên Sơn, là đồng nghiệp của bé Tuyền. Nếu mà đánh giá thì có gì quá lời thì thông cảm. Bạn ăn cơm hớt quá. Mình đàn ông mình chững chạc một tí, bớt nói xíu, mình về chừng nó sẽ hay hơn. Rồi, cảm ơn người nhà của Tuyền. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Nào, kéo rào. Hồi hộp không? Bắt đầu đi. Hai đứa muốn thể hiện gì đó thể hiện. Cũng có duyên khi gặp trên chương trình, thành ra là có lẽ là ngoài việc tặng bạn cái đàn này, mình sẽ cũng sẽ hát một bài tặng bạn. Mình cũng muốn quà tặng bạn. Cảm ơn. Bạn có biết ý nghĩa của cây đó là gì không? Cây này là cây kim tiền đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ, không. Đúng rồi, cây là may kim mắn thì này kia. Cùng tên với bạn này. À không, đây là cây kim tiền. Còn bạn tên Hạnh Tuyền, nó cũng tiền hả? À tiền, à bên kia tiền hả? À sao nhỉ? Cây kim tiền này là mang đến sự may mắn và thành công mà. Cái này nó đồng nghĩa tên Kim Tuyền nó giống tên của mình. Cảm ơn Tuyền. À cái cây này á, biết chơi không? Không, bạn có thể chỉ mình chơi được. Dạ chị luôn ha. Những người mà chơi được đàn á, nghe thì có vẻ như là nghệ sĩ nhưng mà phải rất là điềm đạm mới chơi được. Nhưng okay, bạn đủ tỉnh không? Có kiềm đạm đâu. Đủ tỉnh không? Giờ bạn cầm nha, quạt theo mình nha. Tay phải đâu, cho ta lên. 2, 3, súng mạnh mẽ lên, thoải mái lên. Bình tĩnh, cái đầu phải tỉnh. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Quạt chứ phải là móc. Từ từ nha, bình tĩnh nha, không có gì cả. Bạn làm như mình đánh cái cánh tay như nè. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok, cứ về nha, tập nha. Tập một tuần như vậy, rồi sau đó qua gặp mình sẽ chỉ tay trái sau. Ok, tay phải nhớ chưa? Dạ yeah. Rồi bé Tiền ngồi đi bé. Có thể hát tặng bạn gái. Vâng, bài hát được mang tên Hoặc là Em Chia Anh Rồi. Tấm màn che hai đứa, có một người con gái đang ngồi đó, sao tôi nhìn không thấy. Có một chàng thanh niên hát về người con gái, mong là sẽ biết được mặt nàng. Tò mò em là ai? Tò mò em thích tôi không? Tò mò em đang nghĩ gì thế? Chắc là em cũng đang do dự. Bây giờ phải làm sao? Chắc phải nhờ anh Linh sang bên đó ngỏ lời giùm tôi với. Nói rằng em tên Lưu, đẹp trai nhưng không cao, rất chịu khó chăm lo gia đình. Là một thằng đàn ông không dài gái, là một thằng đàn ông rất ga lăng. Vậy là đủ để em về đôi anh chưa? Chắc là em đã mỉm cười rồi. La 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 la. Mong ra chúng ta sẽ là của nhau, chắc là em cũng đã mỉm cười. Hình như em đã mỉm cười rồi. Hoặc là em đã chê anh rồi. Chị chỉ em bí kíp đi cô gái. Tới thích cô nào, đừng nói gì hết, móc đàn ra đàn, hát đứng lên về là hay được. Quá. Anh định nói câu đó. Chào Tuyền.
Ai sắm bộ đồ cho vậy? Thiệt, đáng khen nó đều đẹp. Mình tự sắm hay là người thân sắm? Mình tự sắm ạ. Ồ, cũng có gu thẩm mỹ ha. Là đôi giày là đi đôi với bộ đồ luôn ha. Đúng rồi. Làm sao không nhuộm? Cái thằng này nó tù đô dữ vậy ta. Bây giờ cưng ơi, mình vô hỏi chuyện tình yêu là mình phải hỏi cảm xúc bạn sao 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 rồi tính yêu đương sao, tự nhiên vô hỏi bộ đồ đôi giày người ta ông nội này. À chào Tuyên, à, Tuyên có câu hỏi gì cho Lưu không? Bạn thấy mình sao? Hay lắm. À, xinh xinh lắm. Làm kế toán. Đúng rồi. Làm bao nhiêu lâu rồi? Làm hơn năm á. Trước đó mình làm gì ta? Trước đó làm mình đi học. Đi học. À rồi cái mình có thích cái nghề kế toán không? Thích mình mới học chứ. Thích cái gì ở nghề kế toán, mình có thể chia sẻ một tí xíu không? À mình đang là trong chương trình hướng nghiệp hả cưng? À không, phải, nha, ý là bạn muốn hẹn hò. Bây giờ mình phải hỏi yêu đương sao? Hết. Bây giờ anh tạm ngưng mình đàn trai. Đúng rồi. Đàn gái, em thấy anh cảm nhận gì chàng trai này? Dạ, em thấy anh nói nhiều, anh cũng vui, anh hát hay nữa. Ừ. Dễ thương. Dễ thương. Em là người quyết định hết trong cuộc chơi này. Em là người nói từ đầu tới cuối luôn nha, không cho anh này nói nữa. Dạ, giờ em lấn sân. Rồi. Cái gì mà mất 65 có cần thiết không? Bạn vì hỏi đi. Lúc em mang giày cao gót là phải mang cao hơn nữa. Mình có giày độ. Thì rồi bạn hỏi đi. Bạn biết làm việc nhà không? Đây hỏi mẹ. Mẹ là người chứng kiến tất cả. Mình là út trong nhà mà như gái trong nhà vậy. Từ khi đi Sài Gòn á, mẹ nhớ lắm là tại không ai rửa chén giùm. Thế là mình cũng có làm. Nếu ví dụ mình làm việc này thì bạn làm việc kia, có thể chia sẻ lẫn nhau. À là ý là có gì làm giùm hả? Không, ý là chia sẻ. Đúng rồi. Không, mình rất là rõ ràng về cái vấn đề đó. Mình không có cái quan điểm là nữ phải làm này, nam phải làm kia. Đôi lúc mình rất ít nói thực sự như vậy. Không phải là, nhưng mà đôi lúc mình lên sân khấu mình nói nhiều vậy thôi. Con gái mà ít nói như bạn, hiền hiền như bạn á, thì mình, nó thuộc cái tiếp người mà mình thích. Nên thành ra là khi đó mình cảm nhận mình rất là thích. Mình... Thì lúc mình lên tình mình, không, mình cũng hơi bị mình rung không, mình không có dám nói những điều sáng súa. Nhưng mà nếu mà nói thích hay không thì có. Rồi, hết thời gian. Không cho bạn nói luôn. Người đối diện của mình thực sự có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không? Nhắm mắt, cảm nhận và lắng nghe con tim mình. À, nếu mà bạn không có cảm xúc hoặc là đó không phải là người mà mình tìm kiếm, không sao. Làm gì làm, đừng lừa dối cảm xúc của mình là được. Nha. Thời gian bắt đầu nha. 3 2 1 Hết thời gian. Thôi. Có bóng mà. Có bóng mà. Sao luôn hả? Tức lại với nhau. Chúc mừng cả hai bạn. Tụi anh ủng hộ các em. Nào nắm tay nhau. Ủng hộ các em. Nói để hiểu, để thay đổi. Nha Lưu nha. Dạ, xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Rồi, dạ. Chào em. Em chào chút xíu bên nhà trai ra rồi bắt đầu mình giới thiệu luôn nha. Mời rồi, nhà trai đi. Rồi, ngồi đi em trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên xem xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và xin chào anh bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em tên là Yến Nhi. Yến Nhi. Dạ, năm nay em 25 tuổi. Ừ. Em đến từ Long An. Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Dạ, công việc hiện tại của em đang làm make up và 10 màu ảnh tự do. Bên em nghe chưa cưng ơi? Bên đó chắc xinh gái lắm nè. Tôi không biết mà tôi người chỉ biết mẫu là ảnh người, mà. Người mẫu ảnh thôi. Giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, xin chào tất cả mọi khán giả có mặt trong trường quay. Chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên đó. Em tên là Vũ Anh Tuấn. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em cũng là người thành phố Hồ Chí Minh luôn. Công việc hiện tại của em là em đang quản lý nhà hàng.
Nhà hàng Tây ta. À, dạ, nhà hàng của anh em là nhà hàng Thái ạ. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về điểm mạnh điểm yếu đi. Dạ, dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em thân thiện, em vui vẻ và hòa đồng. Còn điểm yếu của em? Dạ, điểm yếu của em thì chắc em hơi nóng tính. Em cực kỳ ghen luôn á anh. Trời ơi. Bạn trai em mà đi đâu mà không như là em không liên lạc được là em sẽ như là phát điên vậy đó. Là coi như bị điên loạn đó phải không? Dạ. Em có đập điện thoại chưa? Dạ chưa, em không có cái tính đập đồ đó chị. Vậy cũng chưa mất điên loạn đâu, vậy cũng nhẹ nhàng đó. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? À dạ, điểm mạnh của em thì em cũng là một người vui vẻ hòa đồng. Em có khả năng giao tiếp. Em thích chơi guitar, em thích hát, em thích nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì là em hơi nóng tính. Em ơi, cái nóng nhất của em là cỡ nào em ơi? Trước đây thì em rất rất là nóng luôn. Nhưng mà thời gian thì hoàn thiện em cũng đã hoàn thiện bản thân mình một phần nào rồi. Còn bao nhiêu phần còn lại thì em mong muốn sẽ có một người ở bên cạnh hoàn thiện cái phần đó của em. Em hay ghen lắm anh nóng tính anh có quýnh em không vậy? Không, chắc chắn là không rồi. Nóng, mỗi lần nóng thì đi nấu đồ ăn à. Yên tâm đi, không? Thôi bây giờ là có cái đàn hát cho cái giới thiệu bên đàn gái coi cái nào. À dạ rồi, em xin phép ạ. Bắt đầu. Chào cưng. Bây giờ chào chị. Bấm luôn khỏi tìm hiểu được không? Vậy. Ừ. Nghe hát nghe đờn là bên đây tự hát theo luôn đó. Em nghe mà tim em á nó đập thình thịch luôn chị. Thấy chưa? Bởi tôi nói khỏi tìm hiểu đi, bấm luôn đi. Em nghe mà nó sao tiếng lắm luôn á. Đúng không? Thì thấy có cảm tình rồi ha. Có cảm tình luôn. Rồi sao? Rồi tình trường của em sao? À, dạ thì em vừa trải qua một mối tình thì em chia tay được 3 năm rồi. Và bạn đó cũng vừa mới lấy chồng. Vậy cái mối tình đó nó còn đậm lại gì trong em không? Ừ, thì nói chung là khi em đã bước lên tới đây rồi thì em đã sẵn sàng hết. Em đã sẵn sàng tinh thần rồi. Trời ơi, phải hỏi cho kỹ, tại bé bên đây nó ghen dữ lắm. Phải không? Cho mình phải thay nó, mình hỏi hết những cái gì cần gái. Hỏi. Đó. Dạ, xin chào. Người mẫu ảnh đó. Cũng đài cát lắm ha. Đài cát kêu xa. Rồi tình trường sao nè? Tình trường của em á thì là em trải qua ở dưới quê á, em quen được hai mối tình. Từ hồi là em chuyển nhà lên đây sống thì em không có quen nữa. Tại vì mẹ em nói á là trai thành phố á nó hay dụ dỗ lắm, con không được quen. Trời ơi, trời ơi. Nên mẹ nói là mẹ tin tưởng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ em kêu là lên đăng ký chương trình đó đi, chắc chương trình sẽ tìm cho con một mối nào mà sẽ đàng hoàng. Cái này đúng nè, cái này đúng nè. Nhưng mà nói nghe nè cưng, tức là em đẹp về chắc chắn sẽ có nhiều những cái người đến tấn công, đến tán tỉnh rồi dụ dỗ nữa đúng không? Dạ cũng có. Em biết người đó dụ mình á thì em sẽ không. Sao em biết người sao đó dụ? Sao biết ta dụ được? Dạ biết nha chị. Em gặp rất là nhiều người tính em thân thiện, hay là em gặp ai cũng có thể nói chuyện hết á. Rồi xong người ta thấy em là kiểu như thân thiện quá, người ta sẽ nghĩ em là dễ dãi. Thế xong rồi sẽ điện, sẽ nhắn tin rủ rê em đi chơi uống cà phê. Xong rồi em nói là thôi tối mẹ em không cho em đi đâu. Cái anh nói là thì anh qua anh rước em đi chơi, tối quá thì thôi mình đừng về. Đừng về? Dạ tối quá đừng về. Là em biết là dụ em rồi, là em là sẽ không đi. Thằng nó dụ dữ ẹt, thằng nó dụ dữ ẹt. Lộ liễu quá. Lộ liễu ai dụ vậy? Dạ có chứ anh, em gặp khoảng đâu là 2-3 người gì đó. Trời. Nên là em suy nghĩ là mẹ em nói đúng, con trai thành phố nó kỳ lắm. Nó khó đâu, tùy theo người, con trai thành phố giờ ta hiện đại dễ thương lắm. Bây giờ em thử nói thử xem cái mẫu hình lý tưởng của em có giống chàng trai bên đây không nha. Dạ, mẫu người lý tưởng của em á thì là em muốn một người cao hơn em, là cao trên 1m7. Người chân thành, biết quan tâm chia sẻ thôi. Em trai, em hãy nói cho bà mối biết là em muốn có mẫu hình lý tưởng như thế nào.
Mẫu hình lý tưởng của em thì em, đối với em ngoại hình chỉ cần ưa nhìn thôi, em không cần yêu cầu quá nhiều. Đối với em tầm 1m6, 1m6 chứ là vừa. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích một người nói quá nhiều. Nói quá nhiều? Dạ. Em nói nhiều hay càm ràm? Càm ràm. Có ai càm ràm không? Chết cha. Bây giờ tí dụ đi chị, nói tí dụ những điều em không thích mà bây giờ người ta có hết rồi sao? Nếu mà thương nhau thì mình từ từ mình tự thích, mình thay đổi cho nhau thôi. Mình phải thay đổi đúng không? Dạ. Còn bây giờ là em đi với ai bữa nay? Dạ em đi với mẹ em, với dì của em. Chào nhà gái. Xin chào MC anh Quỳnh Linh và xin chào MC chị Hồng Vân. Dạ, dạ. Chào quý vị khán giả. Chào nhà trai bên kia. Chào con trai. Dạ, chào cô. Em là mẹ của Yến Nhi. Ngày hôm nay cũng muốn con nó đến chương trình hẹn hò. Cháu muốn có một người trai yêu thương con mình, lo lắng con mình. Nhà mình thì quan điểm rất rõ ràng, không thể là tính là nói giàu nghèo hay là sự nghiệp, nhưng mà quan trọng là hai đứa biết yêu thương nhau, rồi biết chia sẻ cuộc sống, rồi biết đùm bọc nhau. Mẹ thấy con trai bên đây thì mẹ hài lòng, thì mẹ muốn hai đứa thì cho nhau cơ hội đi để tìm hiểu với nhau, rồi tiến xa hơn nữa thì mẹ an tâm hơn. Rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ xin chào quý khán giả và anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Hôm nay em đến với các là bạn, chị đồng nghiệp của Tuấn. Chị thấy bé bên này được đó Tuấn. Nhưng mà tính tình hai đứa bây giờ em thấy hợp không? Dạ em thấy thì nếu như mà bé nói á, thì tính tình của Tuấn á, thì hơi nóng một xíu thôi, chứ rất là hài hước và rất là dễ thương. Chị thấy là ngoại hình là hai đứa hợp rồi đó. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp ha. Rồi mở rào. Cao quá. Ta đi giày xẹp đó. Cái này là anh cũng không biết chuẩn bị gì, cái này là đồ ăn anh tự làm. Dạ cảm ơn. Còn em mở quà của bạn ra đi Linh ơi. Món Thái nè Linh, đồng hồ cái, cát đồng hồ cát này á, là em tặng cho anh, nó có một ý nghĩa, đó là em muốn mà nếu như mà hai tụi mình á, đến với nhau thì anh hãy trân trọng những giây phút mình bên nhau. Cảm ơn em. Nếm lẩu Thái thử đi. Dạ em không biết ăn cay á anh. Vậy đưa đây. Anh Linh thì lại rất thích ăn đồ Thái. Anh thích đồ Thái lắm đi. Vâng nữa. Thì cái này chắc phải tặng cho đồ Thái. Anh Quyền Linh và chị Hồng Vân quá. Có gì anh dẫn em đi ăn món khác được không? Được chứ. Để món đó hồi tôi lo. Hai đứa nói chuyện đi. Anh thấy em sao? Em dễ thương, ngoại hình nói chung là vừa mắt anh. Hiện tại là em đang làm make up. Dạ đúng rồi. Em make up cô dâu. Em có theo make up đọc phim nữa. Dạ. Thì công việc của em nó thời gian như thế nào? Hay là mình có show thì mình mới đi? Dạ đúng rồi, tại em làm tự do nên có show thì em mới đi. Vậy ví dụ như quen nhau á thì anh có thể dành thời gian cho em được không? Thời gian một tuần của anh sẽ được nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần. Thì anh có thể sắp xếp được. Dạ, công việc của em á thì cũng thoải mái về thời gian lắm. Ví dụ như mà anh rảnh ngày nào á thì anh nói với em thì hôm đó em sẽ không đi á. Em sẽ không đi làm, em sẽ dành thời gian đó cho anh. Ok. Trời ơi. Ngọt ngào dữ. Anh tới đây anh cũng tính tặng em thêm một bài hát. Dạ. Bởi vì giờ hát xong là bấm luôn đi, thiệt tình mà nói á, nghe nó đờn hát nó hay gì đâu á. Còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó, em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ đợi chờ đôi mắt ngoan. Em ngại ngùng ngó sang anh thấp thỏm bơ vơ đôi mắt mơ, anh đã có đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu ma hồng mắt cong mờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có anh. Nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng. Người yêu ơi yêu mình anh được không? Dạ được anh. Từ giờ và sau này xưa lại nơi đây mùa đông. Anh ấy đã được vậy, con tim bao gầy, tình yêu đông đầy. Hay là để anh chứng minh cho em thấy
em đồng ý. Đồng ý luôn hả? Rồi bấm luôn. Bấm luôn. Bấm luôn. Một, hai, ba. Bấm luôn. Nắm tay nhau luôn. Trời ơi Linh ơi, đây sẽ là một cặp đôi đạt kỷ lục là bấm nút nhanh nhất. Bây giờ nè, có mẹ nói trai thành phố là dụ dỗ người ta đó, mình chứng minh nói gì với bác đi. Con thì cũng quê con, quê nội, nhà nội con ở Long An, chắc rước dâu cũng dễ. Con thì con không có hứa trước điều gì hết á, tại vì con thích hành động hơn. Thì con chỉ nói là nếu như con có thể ở bên nhau thì con sẽ cố gắng. Cho bạn này nói một câu gì đi, em có muốn nói điều gì với anh này hoặc là với gia đình của ảnh không? Tưởng tượng như ba mẹ đang coi truyền hình đó. Dạ, con muốn nói với hai bác là con sẽ là một người dâu ngoan. Con dâu luôn rồi đó, Linh thấy chưa? Dâu luôn rồi. Dạ, con cũng giỏi việc nhà lắm, con sẽ chăm sóc được cho anh. Làm như hai đứa nó yêu trong mơ sẵn rồi. Gặp nhau trong mơ. Gặp nhau là nó vô luôn rồi. Rồi, hôn nụ hôn đầu tiên đi cưng. Đừng có trúng. Mình sói ca mà. Nào nhẹ nhàng, ôm đi. Ai được rồi, dễ thương lắm. Rồi, ngồi em trai. Rồi, xin mời nhà gái nào. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên kia nghe luôn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và bạn kia cùng quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Dẫn, 38 tuổi. Hiện em đang công tác và làm việc tại khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Huệ. À, xét nghiệm tức là nhân viên lấy máu xét nghiệm á hả? Dạ, dạ. Em giới thiệu đi, em ở đâu? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Thanh Loan, em đến từ Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Em công tác tại nhà thiếu nhi huyện Cần Giờ. Dạ năm nay em 39 tuổi. Bạn nam bên kia đâu có sao, hồi nãy bạn nam nó giới thiệu 38, chị thấy em hơi thất vọng một chút xíu. Nhưng mà em ơi, cái chuyện tình yêu bây giờ tuổi tác nó không là cái gì cả, là con số không, không cần quan tâm đến điều đó. Đúng bây rồi. Giờ em nói về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là em chịu thương, chịu khó và nấu ăn cũng ngon, biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Đó là cái ưu điểm. Khuyết điểm của em thì em cũng nóng tính, cũng dễ hờn mát. Em nhiều khi em mạnh mẽ, mà đàn ông thì người ta thích phụ nữ nó dịu dàng chút xíu. Bạn nam bên kia nghe như vậy thì bạn thấy thế nào? Em có những ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là giống như hay là giúp đỡ những người khác. Chẳng hạn như trên đường em đi làm đi, khi mà em thường người ta gặp những tai nạn người ta sợ liên lụy, nhưng mà riêng em thì em sẽ giống như em học cái ngành này, em hiểu biết về một chút về y tế nên em đưa tới những cái trạm y tế, những cái điều kiện nào gần nhất. Đó là cái ưu điểm của em. Còn khuyết điểm của em là nhiều khi em gặp đám đông nhiều người em run, nhưng mà khoảng chừng 2-3 phút em hết run trở lại. Em ổn định trở lại. Rồi ráng đi, 1-2 phút ổn định lại rồi tiếp tục ha. Rồi anh em... canh đồng hồ em canh nha. Rồi em có mấy mối tình rồi em gái? Em đã kết hôn và em đã ly hôn được hơn 2 năm mà. Ủa vậy đó hả? Em có con chưa? Em có 2 đứa con. Bây giờ đang ở với em hả? Em nuôi hết 2 đứa. Đứa lớn mấy tuổi? Đứa lớn của em được 15 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi. Trời. Lấy nhau được bao nhiêu năm? Em kết hôn 13 năm anh. 13 năm, một chặng đường cũng khá dài, 2 đứa con, chắc mâu thuẫn cũng cao lắm em hả? Em thích một người đàn ông mà biết quan tâm, chia sẻ không những công việc nhà mà chia sẻ về công việc ngoài nữa, xã hội luôn. Nhưng mà nói chung là hai chồng em không được đồng cảm về vấn đề đó. Bạn có thể chia sẻ công việc với vợ mình từ ở trong nhà cho tới ra ngoài không? Đó là cũng như cái sở trường của em. Tại lúc trước là em có đi bộ đội sau rồi em mới đi học ngành y này. Cho nên cái môi trường và điều kiện làm việc nào em cũng có tiếp xúc qua, và em cũng những cái biết thì em chia sẻ, những cái không biết em hay lắng nghe những người ở giống như rồi. Trong cuộc sống và xã hội. Vậy là được. Em nhưng có mấy cái mối tình trường rồi. Của em sao? Dạ em có 3 mối tình. Cái mối tình đầu tiên hồi năm lớp 8. Rất là trời. Em yêu sớm lắm anh. Hồi không yêu, hồi đó yêu giống như là đâu có điện thoại gì, viết giấy bỏ học bàn thôi. Viết thì sao?
với anh là tôi thích bạn chứ đâu dám nói anh yêu em đâu. Cái lớp 9 chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi em ráng học thôi, không có yêu nữa. Rồi tới mối tình thứ hai. Lớp 12, người đó giống như thấy em không có điều kiện đó. Rồi cái có người yêu, cái bỏ em, cái lúc đó em buồn quá, học xong 12 rồi em đi bộ đội. Còn mối tình thứ ba là em cũng đã có gia đình và cũng đã ly hôn. Ly hôn nay 4 năm rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Có mấy đứa cháu rồi? Dạ có một đứa cháu này là gần 6 tuổi. 6 tuổi rồi, rồi ở với ai em? Dạ ở với bé, mẹ bé chị. À ở với mẹ dạ. Bé. Sao thấy rau không vậy? Dạ vườn em trồng được 3 hecta rau má. Coi như là khoảng 10 nhân công là làm cho em quanh năm. Rau má mà trồng 3 hecta. Là quà đó hả? Dạ em quà này chủ yếu là cũng món quà tự em sản xuất ra. Nhưng mà để tôi có món quà đã tô thêm cái về cái ngoại hình của em là chân chân chất chân chân quê nó giống như vậy. Có một cái là nó không có giá trị gì nhưng mà có một cái đặc biệt, một cái là nó không quá chất gì hết. Trời ơi giá trị với em dạ. Bây giờ tìm mua cái rau má loại này khó lắm. Cái này là rau má đồng á chị. Chị ở ngoài đồng này là không có máy xay tố không hả? Có máy xay người ta tặng cái người bên kia đâu có tặng Linh đâu mà Linh ôm làm cái gì vậy trời ơi. Cưng ơi có thích uống rau má không? Thích chị. Thích kìa. Dễ gì người ta thích là người ta không có cho mình nữa. Mượn xây làm ly trong mắt. Em ơi, nhưng mà em có ngại cái chuyện mà bây giờ là hai bé ở với mẹ không? Em không ngại chị. Tại vì bé thật ra người lớn có lỗi để dẫn đến cái chuyện đó thôi. Nên trẻ con không thì có lỗi nên mình phải thương nó. Chẳng hạn em lấy ví dụ như chẳng hạn như trong cuộc sống nhiều người ta không có con, người ta còn sinh con, người ta còn nuôi được. Không chi nó là máu mủ ruột đạo của mình. Hoặc là mình thương người đó thì mình phải chấp nhận như vậy, mình phải chia sẻ với người đó. Em là con trai hay con gái? Dạ em trai. Bên kia? Bên hai đứa gái. Hai đứa gái. Nhưng mà con trai em thì em có thăm thường xuyên không? Dạ vẫn thăm thường xuyên mỗi tuần và nhiều khi có công việc gì đó hay điện thì em vẫn tới bình thường. Giữa em và em phân biệt rõ cái mối quan hệ như thế nào, giống hai người cũng nghĩ gì con. Hai bên mà giờ mình ráp lại thì cũng có nếp có tẻ rồi, khỏi đẻ. Được tiếng xa hơn á thì em với bạn nữ bên kia, bạn nữ đẻ chứ không phải em. Đẻ cũng được, không đẻ không được. Mình tưởng em nói bạn nữ không đẻ để em đẻ. Dạ không được. Chị hết hồn chị nghe chị tưởng em nói vậy không. Nhưng mà chị hỏi nè, nó có một vấn đề gì? Cái bé gái nó đang ở cái tuổi 15, nó khó chịu lắm, nó hay cãi mình, nó hay chứng minh là nó đúng á. Đúng. Nhiều khi mình nổi cơn bí, cha mẹ ruột không? Cha mẹ ruột mình còn chịu không nổi nữa. Chứ đừng có nói là lại. Thì bây giờ em đã lường trước được cái điều đó chưa? Thầy dạ cái đó em có lường trước được chị. Tại vì cái tâm sinh lý, cái tuổi dậy thì nó là thay đổi hơn. Tuổi đó là tuổi tiền dậy thì. Dạ. Nhiều khi mình cũng phải chịu đựng đó. Dạ dạ đúng rồi. Bây giờ con gái của người bạn gái. Dạ nó, thì nhiều khi nó nói mình không hiểu mình giận nó. Dạ em không giận đâu, nhiều khi mình phải thể hiện cái quan tâm, mình thương thương bé thì bé mới thương lại mình thôi. Đó, đúng rồi đó. Mình đó, nãy giờ em nghe những cái tâm sự đó thì em cảm thấy em an lòng không? Thì em cũng nghe mà em cũng cần một người đàn ông như vậy, nhưng mà đàn ông mà họ nói vậy biết có làm được hay không em không quan trọng được đó. Được được được. Đàn gái phải nãy giờ anh với chị Vân phỏng vấn và cũng gọi là đánh tâm lý thôi, coi cái ý anh sao. Nhưng mà qua cuộc trò chuyện anh thấy anh này chân thành, anh này làm được. Em tin anh đi, anh kinh nghiệm lắm. Đúng rồi. Thấy anh đem một cổ rau má là chị thấy là con người của anh là rất chi là phải nói là, nói thẳng ra là tôi là vậy đó. Ưng thì ưng, mà có ưng hay là không ưng thì tôi cũng là như vậy, tôi không có đãi bôi. Đúng đúng đúng. Ý là như vậy em hiểu không? Còn vấn đề của em nữa, anh sẽ đến thường xuyên trở lại cái gia đình cũ để mà anh thăm con, thì em sẽ nghĩ về chuyện này như thế nào? Em thấy cũng bình thường chị. Tại vì em có con em hiểu là mình cũng phải thương con em, mà ví dụ em đồng ý với anh đó thì em cũng phải thương con anh đó như con mình. Không những mà lỡ mà em còn muốn hàng tuần có thể chở về chơi chung với các con của em nữa, kiểu giống như là đi chơi cùng cả gia đình ba đứa con luôn. Cái đó là điều tốt để tạo một mối quan hệ nó gắn kết hơn. Em trai, dạ bây giờ em muốn tìm một cái người kế tiếp là mẫu hình thế nào? Em thì cái quan niệm em sống là thật, rất thật. Tôi thấy thương là thương. Dạ thương thích thương là thích. Dạ cái quan trọng là hai người hiểu và thông cảm chia sẻ nhau thôi. Còn em thì sao, mong cái người đàn ông của mình sẽ như thế nào? Thì nói chung là em thì em thương hai đứa con lắm, cho nên dĩ nhiên cái người đàn ông em mong muốn là cũng phải thương con mình đó. Giờ em mạnh mẽ rồi, em muốn bây giờ mình trở lại một người phụ nữ dịu dàng nhẹ nhàng nương tựa vào người đàn ông. Em quan trọng ngoại hình nhưng mà tại tính tướng em thì cũng cao to, cho nên em thích người đàn ông nó cũng cao to. Không quan trọng ngoại hình mà bây giờ em thích người đàn ông cao to. Bên đây á có thể đáp ứng tất cả những cái gì em nói giờ, nhưng mà cái trường hợp cao to thì cũng hươm hươm thôi, hươm hươm thôi được không? Cao to
Cao cũng không cao, to. Anh cao 1m mấy anh? Anh cao có 1m67 em, 67 em. 67 là cao rồi chị nè. Cao rồi đó. Chị là 1m67 nè em. Em cao 1m67 luôn. Được rồi, vậy được rồi. Vậy là được. Trời ơi. Gia đình đi cái gì thôi. Em đi với ai vậy? À, em đi với con gái nhỏ của em, với bạn thân, với lại đồng nghiệp ạ. Chào con. Dạ con chào cô Hồng Vân. Chào chú. Chào chú. Chú Hoàng Linh. Chú Hoàng Linh đâu, chú Quyền Linh. Chú Quyền Linh. Nè, con thấy chú này con thấy chú này không? Sao? Dạ con không biết, chỉ cần mẹ con chịu là con chịu được. Trời ơi, mẹ chịu là con chịu luôn phải không? Con thích uống rau má không? Dạ thích. Thích đó, rồi là chú nhớ nha. Chúc. Con thích về uống rau ba má. Ba mẫu chú xài, tôi uống từ nhỏ tới lớn luôn đó con. Dạ em xin chào cô Quyền và Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào khán giả. Em là Ngọc Hòa, bạn của Loan. Không biết nói sao à Loan ơi. Cũng giống như anh bên đây cũng thật tình. Thấy phong cách anh ta cũng giản dị. Cũng có một số quan điểm giống như Loan, cũng có một số không giống như mong muốn của mình. Thì đó thôi, thì Loan quyết định. Xong giống như mà cảm thấy được thì nói chuyện được thì tiến xa hơn để chia sẻ cho nhau trong cuộc sống về sau này. Vậy em xin hết. Rồi, cảm ơn. À, em đi với em trai. Dạ em đi với người yêu và cũng là người bạn luôn. Gì? Với lại một anh là chồng của bạn. Người chồng thầm nghe lại. Dạ dạ. Thì cái rối á. Người bạn, người yêu và người bạn. Người bạn, người yêu và người bạn. Dạ. Tức là ủa là gì ta? Làm sao? Làm hoang mang quá. À, chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Dạ đúng, em là bạn gái cũ của anh Dũng 4 năm trước. Em đăng ký chương trình này cho anh Dũng. Ờ. Dạ. Tại vì em tin tưởng chương trình này. Em có góp ý như thế này. Cái chị bên này anh Dũng ơi, không lẽ giờ cái ghế của em có cái nút không ta? Em bấm luôn. Chị dễ thương lắm. Chị nói chuyện rất là thật thà. Anh của em á, hiện tại thì trước đây là bạn, nhưng mà sau này thì hai đứa coi nhau như anh em. Thì anh của em rất là thật thà. Anh nói sao là anh y vậy đó. Quan tâm hết sức. Rồi có gì thì em mong là hai anh chị cho nhau cơ hội đi. Để nếu được ra duyên cưới luôn. Thôi rồi. Em gái, thật sự là anh phục em. Anh rất là phục em. Mà cũng phục ông luôn. Dạ. Người bạn, người yêu cũ đăng ký cho mình đi tìm người yêu. Mà bây giờ lên nói như vậy nữa, trời ơi, thiệt sự là người phụ nữ thì tuyệt vời. Thôi mở rào đi, đi. Rồi, mở rào cho hai bên cùng gặp mặt. Rồi, bắt đầu đi Vững. Chào, chào em. Hôm nay anh đến đây có món quà này là anh tự anh sản xuất ra, anh tặng em. Cảm ơn anh. Đây, tôi phụ. Để tôi phụ. Em gửi anh món quà. À, đây là đặc sản của quê em ạ. Rồi, anh cảm ơn em. Đặc sản của em là gì em? Cá khô ạ. Em ở vùng biển Cần Giờ là đặc sản là cá khô. À, dạ. Ờ, cá khô. Nếu như hai người mà tiến tới thì anh sống ở thành phố hay sống ở Long An? Cái đó thì anh luôn luôn lúc nào cũng ưu tiên ở người nữ. Giờ anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Ví dụ như sống bên anh cũng được, mà sống bên em cũng được. Nói đây thật ra thời gian chương trình này anh cũng nói thiệt, nó quá ngắn. Mình nói hết không thể nào giải thích được vấn đề đó. Có nghĩa là cái quan trọng là mình hành động như thế nào thôi. Em thì ở Cần Giờ cũng xa, anh Long An cũng xa. Thì cái anh nghĩ nếu mà quen nhau thì thời gian một tuần là chúng ta có thể gặp nhau được một lần hả? Được không? Thì nếu mà mình có lòng thì mình vẫn gặp được. Nếu như mà không có lòng, dù em ở một cây số mình vẫn không gặp nhau được. Đúng rồi đó, nó đúng đó. Thật ra giờ tuổi anh em không lớn không nhỏ, nhưng mà cái xã hội như thế nào, cuộc sống như thế nào, mình nói thật như vậy đi. Anh tuổi Tức. Anh tuổi Tức. Vậy là anh nhỏ em 2 tuổi rồi. Sinh năm 82 á. Ờ, vậy nhỏ em 2 tuổi. Nhỏ tuổi gì để nhất nói. Nhất gái hơn 2 thì trai hơn 1 mà mắc cười quá. Bây giờ cái người mà nhỏ em 10 tuổi người ta biết lắng nghe chia sẻ với em. Nó lại tốt hơn người lớn hơn em 10 tuổi mà không biết lắng nghe chia sẻ người ta gia trưởng. Đúng rồi. Đúng rồi. Nãy giờ anh nói là nhiều khi cái suy nghĩ của anh lớn tuổi hơn em nhiều luôn đó. Thật sự trong lòng em đang nghĩ điều gì em gái? Thật sự trong lòng em đang nghĩ điều gì? Em suy nghĩ nhiều. Anh thấy rằng ảnh đang rất là chân thành. Em biết, em biết, em cảm nhận được. Thôi vậy chúng ta cho nhau một cơ hội. Không có thôi vậy được. Tại vì không, ở đây là không có thôi vậy được. Dạ. Mình phải xuất phát từ cái tấm lòng, cái trái tim của mình ha. Mình cứ nói thật với nhau. Mình cũng lớn rồi. Qua chương trình nãy giờ anh thấy anh Vững á, là người cũng đứng là vững vàng luôn đó. Thật sự
Khi mà cô bạn gái đưa ảnh đi đến đây để tìm người yêu là anh biết ảnh là con người sống thế nào rồi? Vẫn. Dạ. Bây giờ em đang suy nghĩ điều gì với người đối diện? Em hãy cảm nhận và nói ra tất nhiên cảm xúc của mình về người con gái này. Bạn nữ bên kia nói vậy em cũng biết tâm tư nguyện vọng của người đó. Khi đã mình một lần dở dang rồi, không ai muốn như vậy hết. Em cũng không muốn, anh không muốn như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là sau đó chẳng lẽ những người đó người ta lập gia đình tiếp, người ta không đáng được hưởng hạnh phúc ha. Cho đúng nên rồi. Quan trọng là cái người đó biết cảm thông chia sẻ, chứ đừng nên rụt rè, đừng nên ngại về vấn đề đó. Đúng đó. Thực ra thì chị thấy như vậy nè. Cái người phụ nữ mà đã từng có gia đình rồi và hiện giờ đang nuôi con á, thì cái suy nghĩ nó khác cái thời con gái dữ lắm. Thực sự là như vậy. Cái đắn đo nó phải rất là nhiều. Tại vì không thể tiếp tục gian dở được nữa. Còn cái chuyện bạn suy nghĩ như thế nào thì đó lại là cái quyền của bạn. Bạn phải tự cảm nhận là cái người đàn ông này có những cái chưa hợp ý bạn, nhưng có những cái mà ở cái tuổi này mình không thể tìm ra được cái người đàn ông như vậy nữa. Bạn phải đắn đo cái điều đó. À, tại vì em đang suy nghĩ nhiều thứ lắm. Thứ nhất là về cái tuổi, thật sự là em thích người đàn ông là chững chạc, lớn tuổi không hơn mình. Quan tâm, cái đó là vấn đề quan thứ nhất. Trọng điều đó. Theo anh á, là giữa em và anh này cũng không có lớn nhiều tuổi, nhưng mà cái sự suy nghĩ của anh rất là sâu, và thậm chí nó cao tuổi hơn em đấy. Cứ để bạn nói rồi, tiếp coi như thế nào. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái gọi là cái nơi ở đó, nó em thì ở dưới Túc Cần Giờ, thật sự cũng khó khi mà để nước me có thể tìm hiểu nhau á, thì cũng khó. Nhưng không khó đâu em, Cần Giờ với Long An không có gì khó hết trơn á, sắp xây cầu rồi. Rồi cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái cảm xúc của em. Em thì nói chung là cũng có cảm tình một chút. Nếu mà em đã có cảm tình rồi thì tất cả những cái điều em đang đắn đo là sẽ giải quyết được hết. Rồi bây giờ thế này, để giải tỏa, chúng ta còn một phút nữa, em cứ có thể tiến tới nắm tay của ấy. Đúng và rồi. Hát một bài nào đó. Hát hoặc là em nói một cái nói điều gì đó, đó để mà cô ấy đúng có rồi. Thể xóa được những cái lăng tăng lấn cấn còn đang ở trong em đầu. Em hồi nói được không? Không, không. Em nói em những đứng gì lên. Chân thành em nhất. Nắm tay, hai người đó, nắm tay với nhau. Cảm nhận về nhau đi. Đúng rồi. Nói đó tất cả gì mình cần nói. Anh chờ em nhìn, anh vẫn nói với em nhìn chỗ khác, anh nói không được. Những cái tâm tư nguyện vọng của anh á, của em và anh á, đều nói ra hết rồi. Cho nên cái vấn đề, cái khúc mắc của em là anh hiểu. Ở chỗ con cái sắp xếp nơi ăn chốn ở, an cư mới là nghiệp, ta nói gì đúng không? Nhưng mà một người đàn ông, bản lãnh một người ông giống như anh à. Từ anh đã tự lập từ nhỏ, cho nên là những cái vấn đề đó đối với anh là không có là gì hết. Nhưng mà cái quan trọng nhìn ngoại hình, em có thể đánh giá được con người và cái tính cách của anh như thế nào, có làm được không? Chứ giờ anh nói ngon nó ngọt, thật ra ai nói cũng được hết á. Nhưng mà anh không thích nói nhiều, anh thích làm thôi. Mà làm thì phải cần thời gian. Rồi theo em nghĩ anh sao? Chúng ta cho nhau cơ hội à. Rồi, trở lại vị trí. Rồi, là ok rồi đó. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Mình lớn hết rồi, mình có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. 3 2 1 hết thời gian. Bắt tay cái này mạnh mẽ cho anh ấy, bấm quyết liệt luôn. Anh vừa bấm, anh vừa dặn nút, anh vừa tháo cái nút ra luôn. Em sợ nó không nhảy. Đúng rồi, nên em phải để làm cho liên tục. Thấy một cái sự quyết tâm cho dạ, bằng được dạ, dạ. Em gái cũng là bấm nút. Nắm tay nhau đi, bắt đầu. Bây giờ mình đã chính thức hẹn hò với nhau, chính thức tìm hiểu với nhau. Và thật sự mà nói, anh thấy đây là một người đàn ông chân thành đó, em gái. Một nụ hôn đầu tiên. Thôi anh lớn kỹ. Không hôn má, hôn má chứ không phải hôn môi đâu, hôn má. Thấy, đó là quy định của chương trình nào. Nếu em bấm bằng cả trái tim của mình thì một nụ hôn không là gì cả. Bắt đầu đi Vinh. À, mai mốt rồi hôn sao? Không. Ông cũng mắc cỡ nữa, mà bây giờ cái chương trình người ta như vậy rồi. Ừ. Nhút nhát ở đâu tôi không biết, nhưng mà ngay thời điểm này mà ông nhút nhát là ông thua đó, nghe chưa? Cái chữ má nó quen thuộc với ông lắm mà. Má, má kìa, má không biết má này sao anh? Thì má không là chữ má mà. Mạnh dạn lên nào, nhanh. Đó, rồi bắt đầu nào. Gì vậy? Ông hôn mà ông nhấp giống như Tom Jerry vậy. Đúng, trời.
Nó tay né chị ơi, né kia đừng có được. Tay kia đâu? Tay để làm gì? Tay để không làm gì? Đúng rồi. Không không có lạng đó, đó. Nắm chặt tay nhau, không được buông. Chúng tôi không cho buông tay ra. Sau khi bấm nút rồi, chúng tôi không cho buông tay ra. Mời nhà trai. Đây, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi. Cách có cái bờ rào thôi. Chúng ta trò chuyện lớn lên hai bên cùng nghe nha. Mời bạn trai. À, em xin tự giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Tiến Tùng. Em hiện giờ em năm 28 tuổi. Quê em tại Quảng Ngãi. Thì hiện giờ em đi vào Sài Gòn được 5 năm. Em đang làm tại công ty xây dựng. Mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Xin chào khán giả đang xem chương trình. Xin chào nhà trai bên kia ạ. Em tên là Thơ, em năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm việc ở đâu? À, em làm việc ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận 1, mà ngành gì vậy cưng? Dạ, em làm bên xuất nhập khẩu ạ. Xuất khẩu cà phê ạ. À, xuất khẩu cà phê. Dạ. Còn quê mình thì ở đâu? Dạ, quê em ở Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh, bây giờ là em ở và làm việc ở trong Sài Gòn luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Thôi, Tùng có ưu khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á là cái chỉ số IQ của em nó cao. Chỉ số cảm xúc của em á nó cao thì em hay giúp người. Rồi em có cái ưu điểm đó là em làm được cũng rất là nhiều việc, nhiều thứ khác nhau. Điện, nước hay là những việc liên quan tới công việc của em về xây dựng hay nọ, em làm được tất cả. Rồi, vậy là tốt rồi. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là người khá nhanh nhẹn và hòa đồng ạ. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là lúc mà bực mình lên thì không kiềm chế được, có hơi chữ thề nhưng mà nó nhỏ thôi ạ. Vậy không ai nghe. Và cái khuyết điểm nữa là tiêu xài khá là hoang phí. Vậy đó hả? Dạ. Như vậy là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Thì đều là yêu xa hết. Tức là yêu ở ngoài quê, ở Hà Tĩnh. Mối tình đầu tiên thì là chóng vánh thôi, chưa được 6 tháng trong lúc mà em đang học đại học. Mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm ạ. 4 năm mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ, tại vì môi trường sống và làm việc của hai người khác nhau quá. Yêu xa quá hả? Dạ. Vậy đó hả? Rồi, cái tình yêu mà chia tay 4 năm là cách đây bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, 2 năm ở không rồi đó, phải không? Dạ, 2 năm mở cửa nhưng mà không ai vào. Rồi, còn bạn ơi, bạn trai bên kia nói lớn lên cho bên đây nghe với. Em có mấy mối tình rồi Tùng? Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao. Em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ, thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhắc ghế của em nữa. Thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm fan mà em không dám nói, cho nên là thôi luôn. Kỳ ta. Cái chỉ số EQ á là cảm xúc, chỉ số đó cũng rất là quan trọng. Người ta gặp mặt nhau, người ta cảm xúc thì nó có nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái giao tiếp rất là tốt với nhau. Nhưng tại sao em lại, cái chỉ số EQ của em là bao nhiêu? Dạ, 172. 172 hả? Ôi, cao rồi nha. Vậy là dễ khóc lắm nè. Cảm xúc, đúng không? Dạ vâng. Chỉ số IQ của anh cũng gần bằng em, đôi khi nó hay. Nhưng mà được cái là do giải cho nên em cũng tập được cái kiểm soát cảm xúc của em. Chào em. Dạ. Ồ, như vậy là chưa có yêu ai luôn á hả? Dạ vâng. Nói chung là em cũng có tìm hiểu một bạn, nhưng mà chưa phải là yêu. Tiền nhưng không hiểu nổi cái này, không bỏ qua luôn. Thấy khó hiểu quá cho nên thôi bỏ qua luôn. Ôi, tôi thấy em buồn quá ha. Em thấy có vẻ cái kiểu của em cứ kiểu u buồn á. Em có cảm thấy mình buồn không? Dạ, em
ở em vừa đi làm một mình, cái em quen cái kiểu này quá rồi, cho nên là em cũng không cảm giác gì nhiều. Vậy à? Ban ngày đi làm thì bình thường, chỉ có ban đêm về đó thì ở mình cũng hơi buồn buồn tí rồi. Em có thích một cái mẫu hình lý tưởng nào cho nó đơn giản không? Thì con trai em cũng thích một bạn nữ xinh đẹp, công việc ổn định, nhưng em thì bình thường là bạn nữ ngoại hình hay là gì đó không quan trọng, quan trọng chỉ cần biết là công dung ngôn hạnh, cái gần 4 từ đó là đủ. Cái đó cũng khó lắm nha, công dung ngôn hạnh là hoàn hảo luôn rồi đó em. Em có hình dung trong đầu em thích một nghệ sĩ nữ nào không? Dạ có. Ai? Dạ bên cạnh em đây, chị Hồng Vân. Trời ơi, em làm chị xúc động quá à. Em hâm mộ chị từ nhỏ rồi chứ không phải tới giờ. Vậy á hả? Dạ vâng. Hồi xưa chị Vân đẹp lắm luôn á. Bây giờ chỉ có hơi bự bự chút thôi. Cái đó là bình thường rồi anh, không sao ấy. Chết rồi, người ta đẹp hơn chị luôn á em rồi sao? Dạ dạ đẹp thì tốt quá chị. Tốt quá đúng không? Dạ. Còn em thích cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì là không quá lùn là được, thích người con trai đầu tóc gọn gàng. Không có tóc luôn được không? Bạn đây gọn quá gọn rồi. Bên đây gọn thiệt là gọn được. Gọn luôn. Không có tóc luôn. Dạ dạ được. Mức không còn gọn được nữa luôn á. Dạ được. Tóc giống tóc Lê Tuấn Anh. Ông đó nha, không nói chuyện với ông. Tóc Lê Tuấn Anh chồng Hồng Vân cũng gọn vậy, còn gọn hơn nữa. Chào em gái. Dạ chào anh. Dễ thương. Xinh xắn ghê không? Xắn má lúc đồng tiền nữa ha. Tươi, rất là tươi luôn. Sẽ giải mã được cái chữ số EQ nha. Dạ vâng. Bên đây bạn hơi buồn nhưng đẹp trai. Dạ. Là phong độ, phong trần. Đẹp trai ha? Là em thích rồi ạ. Biết rồi ha. Rồi chúc em tự giải mã ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Không hòa đồng á, tức là hơi nhút nhát. Anh này nhút nhát thiệt đó. Thì để em giúp cho ảnh hòa đồng. Em dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với các anh chị đồng nghiệp ạ. Rồi mời nhà gái. Xin chào, tôi tên là Đào. Xin chào bà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì tôi xin đại diện nhà gái phát biểu đôi lời. Tôi là bạn đồng nghiệp trong công ty với Thơ. Thì Thơ là một cô gái rất là dễ thương và luôn tạo cái cảm giác cho những người xung quanh cảm giác rất là ấm áp. Bạn luôn luôn là mỉm cười nên những người mà tiếp xúc với bạn cảm thấy rất là vui vẻ, mang cái năng lượng tích cực cho người khác. Còn về bạn Tùng thì chào bạn Tùng. Mình cảm nhận là theo những Tùng chia sẻ và cái bề ngoài của Tùng thì Tùng là một người khá là hơi nhút nhát. Có lẽ là bạn là người sống nội tâm. Thì mình thấy Tùng có một cái điểm mà có lẽ là thích hợp với Thơ, đó là Thơ thích một người thích chia sẻ. Thì Tùng lại là nói là người Tùng là người thích chia sẻ và giúp đỡ cho người khác. Thì mình nghĩ hai bạn có thể bổ sung với nhau. Thì Thơ là một người con gái vui vẻ, có năng lượng tích cực, thì có thể mang cái niềm vui đó đến cho Tùng. Bởi vì cuộc sống của Tùng bây giờ có lẽ là nó hơi buồn một chút. Thì nếu như hai bạn có cơ hội đến với nhau thì mình nghĩ đây là một cái sự bổ sung rất là tuyệt vời. Và mình mong là sau cái buổi này thì các bạn có thể cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Nên là mình chúc hai bạn là sẽ có những cái cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn để tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em học cấp 2. Bạn thân hả? Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả và chào bạn gái bên này. Thì em là Duyên, là bạn thân của Tùng từ năm cấp 2 tới giờ, thì tính là tới giờ cũng được hơn chục năm rồi. Tùng thì như Tùng nói á, thì chỉ số EQ của Tùng nó hơi cao, thì Tùng khá là nóng tính. Tùng cần người con gái để khóa được cái cảm xúc EQ của mình á. Một trong những lý do mà đến giờ mà Tùng vẫn chưa quen ai đó là tại vì cái vẻ ngoài của Tùng nó khiến cho người khác hơi e ngại về vẻ ngoài á. Nhưng mà thật ra là bên trong Tùng sống rất là đẹp luôn, sống rất là trách nhiệm và nói chung là mọi thứ là em thấy ok hết. Còn về bạn gái bên này á, thì bạn gái rất là xinh luôn, thánh thiện và nhìn rất là nhẹ nhàng, rất phù hợp với cái tiêu chí mà Tùng đưa ra luôn. Đến với ngày hôm nay thì hai người đã có duyên rồi, thì mình nghĩ là hai bạn nên trao nhau một cái cơ hội để có chữ duyên được trọn vẹn hơn. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Hai bạn cũng đã nói chuyện qua cái hàng rào này và được nghe góp ý rồi. Mình cảm nhận đi, mở rào ra, mình nói chuyện, nếu được chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Chào bạn. Tặng hoa. Lần đầu tiên tặng hoa cho một người đó. Lần đầu gặp mặt mà xin tặng một bó hoa. Dạ, cảm ơn anh. Rồi đây em tặng luôn. Anh có thích uống cà phê không ạ? Mình thì bình thường. Dạ, để em gửi tặng in anh cà phê thì hy vọng là anh sẽ không bị say cà phê. Say em là được rồi. Ở trong này em có
3 ký tờ giấy, em có ghi một số câu về tình yêu, anh có thể mở ra đọc cũng được ạ. Rồi, ok. Dạ. Đọc lớn lên nghe. Cà phê thơm quá. Đàn ông rất giống cà phê, bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. Hy vọng anh sẽ làm em mất ngủ. Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu. Hay quá, bạn nữ này hơi bị lãng mạn đó nha. Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt vừa đắng, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận là bạn nữ thì cao, xinh xắn, nói chuyện rất là dễ nghe. Còn anh thì em thấy là một người to cao, đẹp trai. Em có một thắc mắc là 27 năm qua anh chưa yêu ai, hay là ý là anh chưa thích ai hay là sao ạ? À, không, mình cũng có cảm nắng ai đó, nhưng mà thứ nhất là mình không dám nói, thứ hai là lúc đó mình cũng chưa có gì trong tay, cho nên là mình cũng không có gì để mà làm cho người ta tin tưởng hết. Thôi, mình dừng lại. Dạ. Còn cái điều quan trọng nhất là do mình nhắc gái vậy thôi. Lần đầu tiên hẹn hò thì anh tính đưa em đi đâu ạ? Anh ở đây thì chỉ có biết đi làm rồi về nhà, không có đi đâu hết. Địa điểm thì anh thua, nhưng mà em cần đi đâu anh sẽ chở em đi đó, bất cứ đâu. Dạ. Vậy là em sẽ lựa chọn địa điểm đúng không? Em ở đâu anh phi châu tới đón. Do anh là cũng sở thích là hay thích đi phượt. Yeah. Rồi ân đi dạo chơi lạc vạc này nọ đó. Nhưng mà do không có ai ấy, cho nên là thói quen là đi làm xong về nhà ngủ. Nhưng mà nếu có bạn bè hay là ai đó rủ đi là anh sẵn sàng đi. Yeah. Nãy giờ em nói chuyện với cô gái này nè, em có cảm nhận điều gì? Cái chỉ số IQ của em á, nó có cảm xúc gì không? Dạ em quán gà rồi, em không nhớ. Quán gà luôn hả? Em định chừng nào lập gia đình, em có thể hỏi cô gái đi. Dạ, em thì nghiêng về truyền thống nên em cần phải tìm hiểu kỹ càng. Kỹ càng khoảng bao lâu? Nếu nhanh thì cũng phải nửa năm. Ừ. Thì trong khoảng thời gian đó thì em có những gì em sẽ chia sẻ với bạn gái. Ừ. Và bạn gái cũng cần chia sẻ với em để hai bên hiểu nhau hơn. Ừ. Ở công ty của em á, thì chỉ có mỗi mình em là còn đang độc thân thôi. Độc thân. Ừ. Còn những người trong công ty em là ai cũng có cặp đôi hay là vợ chồng hết rồi. Ừ. Vậy mà em không cảm xúc gì chứ hả? Em không thấy buồn hả? Dạ có, em cũng đi hỏi nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà người ta chỉ xong không vô bè với em. Cả công ty chỉ luôn rồi đó hả? Dạ. Trời gì để anh chỉ cho. À, sáng là anh uống ly cà phê đi rồi cái anh chỉ đi, đi gặp người đẹp thế nào ha? Cần làm gì nhớ nha. Nhà anh ở quận 7 á, đi ngang đâu muốn đi gặp người yêu trước thì gặp người yêu gặp anh trước. Dạ vâng. Uống ly cà phê thôi. Dạ. Rồi anh sẽ tư vấn cho em. Bảo đảm 3 tháng sau cô gái rụng tim. Thôi bây giờ về đi nè Linh ơi, em người Hà Tĩnh đó phải không? Dạ. Hát hay lắm nè, hát bài đi. Dạ. Để tặng cho bạn. Đứng lên coi coi có hợp lý không? Tặng cho hai bạn đứng đi. Lên kế bên nhau coi nào. Đó, hay, bạn gái cũng cao mà. Đó. Ừ. Trời ơi. Bạn gái cao sắp tưởng tượng của em. Giống như thần đèn vậy ông ơi. Em xin hát tặng hai MC khán giả và tặng anh bài hát, một đoạn trong bài hát Cơn Gió Lạ. Anh bình tĩnh thưởng thức nha. Lặng yên canh gác, lặng yên vừng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên nô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Xin hết. Rồi em nói cái gì đi? Anh hy vọng là người lý tưởng đối với em. Rồi, được rồi đó, trở về ghế đi các bạn. Tình yêu không cần gì màu mè cả, chúng ta cần sự rung động của con tim, cần sự quan tâm chăm sóc với nhau thôi. Hãy để tay vào nút bấm. Có cần đếm không anh? Thích thì cứ bấm, không cần phải đếm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Không cần gì mình hết, không cần luôn đó. Nào, nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng thôi nắm tay, nắm tay lại đi. Đây, đây, đây.
tình yêu mà có bắt tay nữa. Thôi để em xem cho anh. Đúng rồi. Vân có một cái cảm nhận là bạn này sẽ là cái người giải mã cho bạn này. Thì chắc chắn rồi còn gì nữa. Chuyện đó rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. Không được không? Dạ. Phải không? Phải không? Nào, trấn tĩnh lại nào. Biết không? Trời ơi, hung hơn ta nữa đó. Hung hơn mấy cặp khác luôn á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn nam. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, và chào toàn thể quý vị đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay, và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Võ Công Lý, hiện đang công tác và làm việc tại công ty thép Vina Kiway, tinh thần thép. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa là Lý làm ở thép Vina QA luôn hả? Dạ đúng rồi chị Hồng Vân. Wow, em trời ơi, vậy là tinh thần thép. Bữa nay là em khó tránh khỏi rồi nghe. Rồi còn em giới thiệu luôn nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Em đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi. Công việc của em là nhân viên kinh doanh bên bảo hiểm Phi Nhân Thọ. Anh ơi, em bán bảo hiểm xe máy, xe ô tô, tài sản. Dự kiến thì em sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh. Bảo hiểm tình yêu nha. Ảnh hưởng nghề nghiệp ha. Thôi, em nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho mình, cho đàn gái nghe đi em. Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, hòa đồng, cởi mở. Không hút thuốc, có nhậu nhưng mà nhậu tầm 3-4 lon là quá cần câu rồi. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè, nhút nhát trước đám đông. Hơi nhát gái xíu, nhát gái xíu. Còn em thì sao? Dạ. Em thì ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng cười hết anh ơi. Còn nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn. Dạ. Hay suy diễn hả? Dạ. Chà, cái suy diễn hơi bị mệt mỏi đó nha. Dạ, vâng. Suy diễn theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Dạ, tiêu cực nhiều hơn. Tiêu cực nhiều hơn hả? Dạ. Wow. Rồi, nếu như vậy thì là em nói luôn về tình yêu của em đi. Mấy dạ. mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là quen nhau được 6 năm, từ năm cấp 3 tới khi đại học, học xong đại học và đi làm 1 năm thì không hợp thì chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen nhau gần 1 năm thì không hợp thì không hợp hay là tại mình suy diễn nhiều quá rồi mình ghen tuông? Dạ, rồi không, mối tình thứ hai là không hợp thật. Rồi, mà bạn trai, em hãy nói chút xíu về tình trường cho bà nàng gái nghe. À, tình trường của em thì chính thức là không có ai hết. Của em đó thì chưa có để ý một cô gái nào trơn hả? Em có để ý mà mới tình đơn phương hồi năm lớp 12, mà chắc giờ bạn nữ chắc cũng đi lấy chồng rồi. Mà không có nói hay sao? Không nói, lúc đó nhát gái quá. Giờ còn nhát không? Không, giờ lên đây là tấn công luôn. Tấn công đúng không? Có nắm tay con gái lần nào chưa? Chưa anh. Chưa. Có hung chưa? Chưa hung luôn. Có coi phim cảnh hung không?
Wow, có coi phim cảnh hùng luôn. Lúc mà coi phim cảnh hùng thì có cảm giác sao? Lúc mà coi phim cảnh hùng em bấm qua đoạn khác. Lạ ta, giới tính cũng hơi lững lờ chút à. Không, nhưng mà em thẳng hoàn toàn. Chắc không? Chắc. Rồi đàn gái thế nào? Thì bây giờ đàn gái nghe như vậy thì cũng bị sút mồ hôi nè. Bên đây mồ hôi quá trời luôn nè. Chút xíu mình sẽ test thử cái cảm giác của mình khi mà mình nhìn thấy người ấy, là mình cảm nhận được liền là người ấy là ai. Yeah. Rồi còn bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em thì là em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, yeah. Hình mẫu lý tưởng bạn trai của em á thì bạn đừng hút thuốc. Bạn có thể nhậu được, nhưng mà bạn biết kiềm chế, biết điểm dừng. Thứ hai nữa là bạn phải có tinh thần cầu tiến, tính tự lập, biết nấu ăn. Ví dụ như là khi mà bạn kết hôn rồi thì bạn lấy vợ bạn đi công việc hoặc như nào đấy thì bạn có thể tự lo được. Dạ, dạ em chào anh. Chào gái, dễ thương, trắng tươi à. À em, nhưng nếu như bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em cho đàn trai bước tới? Dạ em khi nào cũng có tinh thần sẵn sàng hết rồi. Ồ, sẵn sàng hết. Dạ. Rồi. Nhưng mà năm nay bên nhà trai nó nhiêu tuổi quên rồi. Em 25 tuổi anh Quỳnh Linh. Trời ơi, nhưng rất mà có duyên tuổi nha. 25 nhưng mà chững chạc quá à, thiệt luôn á. Nhìn không có nghĩ là cái số tuổi là 25 mà phải là chững chạc hơn. Dạ. Em nói gì cho chị Vân biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào đi. Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là bạn gái dễ thương, ngoan hiền, biết quan tâm chia sẻ công việc. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay cảm rạm vậy đó. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc là mình muốn tìm một cái nửa của mình rồi, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, tới lúc hôm nay em đi với ai vậy? Em đi với mẹ và các anh đồng nghiệp ở nhà máy em. Chào mẹ. Dạ. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Công Lý. Ưu điểm của Công Lý là cũng biết lo lắng cho gia đình. Khuyết điểm của Công Lý có cái là nhiều cái hay hơi ngủ hơi hay muộn ngủ nướng, và mẹ thấy cô gái bên đây cũng rất dễ thương và cũng hợp với con, thấy có gương mặt phu thê ấy. Nếu mà hai con có duyên với nhau á thì cho nhau cơ hội và hướng đến tương lai. Bây giờ hỏi sếp chút xíu đi. Dạ, thì mình tên là Lương Quốc Phi, cấp quản lý trực tiếp của Võ Công Lý đây. Thì trước tiên có lời chào đến hai MC rất là thân thiện là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Cũng như gửi lời chào tới tất cả hai bên gia đình và tất cả khán giả có trong mặt trong trường quay hôm nay. Trước tiên cũng xin cảm ơn đến tất cả ekip của chương trình, cũng như cảm ơn đến cái công ty VinaKiwi đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Yeah. Thì cũng xin chia sẻ một xíu xíu là công ty thép VinaKiwi thì là công ty chất lượng hàng đầu ở Việt Nam về cái lĩnh vực thép xây dựng. Và cũng một cái minh chứng là mới tuần trước đây thì đạt được cái sản lượng là 10 triệu tấn sản phẩm. Rồi thì cũng quay lại chương trình thì cũng có nhận xét về em Lý này, thì thật ra là em Lý thì cái tính thì hơi nhút nhát. Còn về bạn gái bên đây thì thấy bạn gái cũng rất là xinh xắn. Thì thật ra thì sau khi mở bức màn ra thì hai bạn cảm nhận về nhau thì sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với sếp và các anh chị đồng nghiệp của em ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Chào tất cả khán giả trên khán phòng. Chào hai em. Tôi là Vũ Anh Hoàng, sếp trực tiếp của em Hạnh. Dạ. Em Hạnh là một người thẳng tính, vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ mọi người. Trong công việc thì cũng làm rất là tốt. Nhưng mà còn cái khuyết điểm thì như nãy em Hạnh cũng đã nói rồi, đôi khi là hơi nóng tính. Còn tôi thấy hai em ở đây thì chắc là cái chuyện này thì thôi của em sẽ quyết định được thôi khi em gặp. Rồi, mở rào ha. Mở rào. Rồi, mở rào. Hết sức bình tĩnh nha. Ừ. Nhớ nha em, tinh thần thép nha. Rồi, tặng quà nhau đi cưng. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Em có cái món quà là hai cái món quà này em có ý nghĩa của mỗi cái khác nhau. Dạ, cái đầu tiên là cái quyển nhật ký. Thì trên cái quyển nhật ký này em tâm đắc nhất là cái câu là đừng cố gắng là một người đàn ông thành công, mà hãy cố gắng là một người đàn ông có giá trị. Thì em muốn gửi đến anh.
giống như là những cái điều trong đây, trong cái sổ này em đã ghi sẵn ra những cái điều mà em muốn gửi đến anh. Dạ, để em gửi anh. Còn cái album thứ hai mà em muốn tặng anh thì mang ước ý nghĩa là khi mà bạn yêu một ai đấy thì đồng nghĩa với việc là bạn muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc. Nhưng khi cái hạnh phúc đấy lại đôi khi lại không có bạn. Thì nếu như mà hôm nay anh với em có duyên rồi mà không có nợ thì anh hãy lấp đầy những cái hạnh phúc riêng của anh vào đây mặc dù nó không có em. Còn nếu như mà mình có duyên mà có nợ thì mình hãy lấp đầy vào đây. Dạ, cảm ơn. Dạ, em... Trời ơi. Rồi nè, bạn nói lý do sao bạn tặng con gối bông con heo. Dạ, con heo là biểu hiện cho tuổi của em. Em sinh năm 1995, con heo. À. Mỗi tối bạn nhìn bạn nhớ đến em. Ừ, đó phải nói cho rõ. Dạ, ừ. Dạ. Em phải ôm cái con heo này để nhớ đến anh. Rồi, dạ. Thôi hai đứa dạ. Ngồi ghế tâm sự đi nào. Trời ơi, thương, để đập ra đi em. À, em cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em thấy anh thì anh bảo anh hơi rụt rè nhưng mà cũng có chút rụt rè trong đấy đấy. À. Dạ. Anh thấy em sao? Anh thấy em dạ. Dễ thương, hơi nhìn da trắng, tóc ngắn. Nói chung là ok. Có giống trong tưởng tượng của anh không? giống đó, cũng giống như trong cái bio mà anh đang ghi trong chương trình đó. À, yeah. Giống cái suy nghĩ. Ồ, vậy đó hả? Như vậy là cỡ giống được bao nhiêu phần trăm? Dạ, cũng 70% như vậy. 70% hả? Dạ. Hồi nãy em nghe không rõ là anh làm ở đâu ạ? À? Hiện tại là anh đang ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ở Vũng Tàu. Em thì em ở Biên Hòa. Thì nếu như mà quen nhau thì bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? À? Hai lần trên một tuần. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Thời gian làm việc của em thì cũng thoải mái. Em hỏi anh chút xíu là anh có tự lập và biết nấu ăn không ạ? Nấu ăn thì anh nấu nhiều lắm. Giống như là mì tôm nè, chiên trứng nè. Dạ. Thôi nấu gì nữa, ăn gì nữa. Được rồi. Bây giờ nè, bây giờ em tiến tới ha. Em nắm tay bạn gái, em hát cái bài gì đó gọi là đông đầy cảm xúc gì đó. Rồi rồi ha. Tiến tới mạnh mẽ lên nào. Dạ. Dân chơi mà. Dân chơi. Dạ. Em đây. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Chưa, nắm đi nguyên luôn, nắm đi nắm hoài luôn. Đứng nắm tay luôn, nắm chặt chưa buông. Nắm đi, giờ nói nè, em cảm nhận nãy giờ như thế nào? Em á. Chứ ai nữa. Dạ, em cảm thấy bàn tay mềm mại, ấm áp. Ừ. Dạ. Em có thích không? Phát, cũng thích anh. Thích hả? Dạ. Em muốn mời bạn đi du lịch Vũng Tàu không? Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình sẽ làm tài xế bạn trẻ đi mình đi Vũng Tàu. Em dạ. Tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào, tả cho bạn gái nghe giống như em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó. Nói chung là ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em đi uống cà phê, đi ngắm biển rồi đi tắm biển. Mùa này đi Hải Đăng cũng đẹp lắm em. Anh ơi, nếu như đi Vũng Tàu mà em không biết bơi thì sao anh? Anh cũng đâu biết bơi đâu. Anh cũng đâu biết bơi đâu. Vậy thôi mình đi chỗ khác đi anh. Yeah. Bây giờ là gì nè, em nói với bạn gái đi, nếu mà sau này mình cưới nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi mình thích con trai hay con gái, nói trao đổi luôn đi. Nếu mà cưới nhau về thì anh sẽ nhường số phần tiền đi làm lại cho em. Bao nhiêu phần trăm anh? Chắc 90%. Rồi em nghĩ khoảng 70% là được. À. Phần còn lại anh nên giữ để trang trải, ví dụ như là những cái cần lúc. Dạ. Cần. Dạ. Em thích trai hay gái? Em dĩ nhiên là thích gái rồi anh. Hỏi bên kia kìa. Dạ, dạ em, anh là thích em rồi đó. Thích em rồi đó. Anh hỏi em. Đúng rồi. Hỏi là sinh con đó. Nhưng mà em sau thích... này là lúc mà sanh con thì là em thích có con trai con gái, em tâm sự với bạn. Đúng đi. Rồi. Nếu em thích con trai hay con gái, anh thì con nào cũng được hết á. Dạ, con nào cũng được, miễn là con của nhau là được. Dạ. Với lại là em thích con gái đầu lòng hơn. Ok, cũng được. Được rồi, trở về vị trí. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Đây. Thích thì bấm ngay, không cần phải chờ đợi.
Nếu mà chúng ta cảm giác đây là của nhau, bấm luôn, không cần phải đếm. Không cần đếm luôn. Đúng rồi. Còn nếu như chúng ta... Yes, không phải không nói nữa. Ôm chặt liền. Ôm chặt coi cảm giác thế nào. Lần đầu tiên đó, ôm hai tay. Không phải khoác vai. Ôm hai tay vậy nè. Bây giờ nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện nè. Dạ. Đó. Ôm lại nè, ôm lại liền. Ôm chặt vô, bắt đầu ôm. Bắt đầu hít, hít, hít mạnh lên. Thôi, tội nghiệp nữa, em chưa yêu lần nào. Nụ hôn đầu tiên thấy sao em trai? Dạ, rất là ngọt ngào. Hãy yêu nhau cả cuộc đời nha. Dạ, hãy hỗ trợ cho bạn trai em nha. Dạ. Rồi bây giờ thế này, tiến sức lên làm xíu. Bây giờ xin phép gia đình đi ha. Cho em xin phép được chào gia đình bên bạn nữ và sếp ạ. Em xin hứa là sẽ bảo vệ, lo lắng cho bạn nữ suốt đời. Dạ. Em dạ. Nói gì với mẹ? Dạ, con chào cô, em chào sếp, em chào mọi người. Thì hồi gặp nhau hôm nay là cái duyên, còn cho nhau cơ hội là cái nợ. Thì hy vọng là tụi con sẽ cố gắng gìn giữ những cái điều tốt đẹp nhất dành cho nhau. Thì nếu như đi được một chặng đường dài thì đó là một điều tốt. Cảm ơn ạ. Hay lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tinh thần thép, tình yêu thép nha. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cưng quá. Mời bạn nam. Thôi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em tên là Mai Nguyễn Tấn Đạt. Em 25 tuổi. Hiện em đang làm việc tại quận 9. Em là kỹ thuật viên vận hành máy. Quê Đạt ở đâu? Quê em Long An chị. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Vương Thị A Lon. Thì em sinh năm 1995, em tuổi heo. Hiện tại là tư vấn y khoa cho một công ty về sức khỏe. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh thì ít mà điểm yếu thì nhiều. Em biết nấu ăn, nói chuyện rất là to. Có thói quen là đi vệ sinh hay cầm điện thoại. Đi xe thì hay ngủ quên. Cho nên là cứ mỗi lần đi xe á là mẹ em cứ muốn liền em xuống không ạ. Bởi vì cứ sợ em té á, cứ gió hiu hiu là em ngủ gục à. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm mà em cỡ rô ra chắc em công nhận cũng thật lòng ghê.
đi toilet cầm điện thoại cũng nói nữa. Vậy em thích sống ảo á. Sống ảo? Ủa trời ơi. Sống ảo trong toilet luôn hả? Thôi rồi, vô toilet mà cũng vậy nữa em hả? Dạ, cho vệ sinh cho dễ. Tưởng đâu vô trong trọng mà chụp hình tự sướng nó đăng Facebook chứ. Dạ, lâu lâu cũng có. Chết rồi, đăng lên cái là mệt luôn á nha. Rồi còn bạn trai. Điểm mạnh của em là biết ca hát, cũng nấu ăn cũng được. Còn điểm yếu của em là em rất là nhát đám đông, hay rụt rè. Nhiều khi mình hay nóng tính. Nhưng mà được cái em nóng tính xong rồi qua hôm sau em suy nghĩ lại mà thấy cái nóng của mình sai là em quay qua em xin lỗi cái người mà em nóng tính với người đó. Thôi giờ thôi hát bài cho đỡ rung đi. Dạ. Thì em hát một khúc trong bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Bạn nữ có thể hát đáp lại bạn nam chút đi. Dạ, thì em xin hát bài Em Quên Tên Mất Tiêu rồi. Dạ. Vô, hát luôn em. Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bông, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Dạ hết rồi. Em có thói quen hay có sở thích gì không? Dạ, em đi ra đường em hay cầm tỏi. Bởi vì do em, bạn em nói em là tính hay dễ dụ á, tính cơ khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên đây không? Dạ, cầm dụng ví, hôm nay có cái gì đựng trong đây đó. À, coi như đi đâu cũng cầm tỏi theo vậy, sợ bị dụ. Dạ. Rồi còn có gì nữa? Tỏi là dụ không được em hả? Dạ, tỏi tính ta. Em đi coi bói nhiều, người ta nói vậy. Sợ ta bỏ bùa đó. Dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Dạ. Rồi còn gì thói quen nào nữa không? Dạ, em không ăn bò. Cái gì? Không ăn thịt bò. Dạ, hồi đợt em đi thi đại học á mà em rớt á, thầy bói nói á là em do ăn bò cho nên bị rớt. Em từ đó em không ăn bò nữa. Trời đất ơi, còn gì nữa không? Dạ còn. Gì nữa? Dạ thì như nãy em kể á, em đi xe á thì em hay ngủ quên á, em tự lái em tự té luôn. À. Trời, cô lạ ta. Ủa em, cái túi em để tỏi rồi cái tiền em bỏ đâu em? Dạ, ngày xưa thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, em đi công minh em sợ, hồi giờ em đi xe nữa. Em nhét tiền ở dưới cái dây á, cái xong rồi giờ không cho mang về em phải nhét vô tóc. Cô này lạ thiệt, tỏi để túi, tiền để tất. Ủa em quê là ở đâu vậy em? Dạ em ở Phú Yên. À, chủ quê Hoài Linh đó hả? Dạ đúng không? Hoa vàng trên cỏ xanh đó hả? Dạ, giờ mùa hè không có xanh nữa. Nhưng mà đó giờ có bị gạt gì lần nào chưa mà sợ đủ thứ vậy? Dạ chưa, sợ mà gạt không ai gạt hết đâu. Tại bỏ tỏi nhiều quá không ai dám gạt. Nhiều khi bỏ cái trời mưa ướt cái thay cùng tỏi khác. Không, anh chỉ em cách này nè em. Bỏ tỏi cũng bị gạt nữa, em về em đâm tỏi nhuyễn ra. Xong để nguyên bịch em trét nguyên người rồi em đi đâu vậy, không ai dám dụ em chứ. Em rồi. Sợ đi ra đường á, người ta nói em bị hông nách cho nên em không dám tiếp tỏi đâu. Rất là thiệt thà. Thiệt là Phú Yên đó mà. Bạn trai bên kia thì sao? Nghe vậy rồi mình thấy như thế nào? Chắc em mua cho xà bông bưởi tắm cho bớt đi mùi tỏi quá chị ơi. Người ta bỏ trong túi đàng hoàng. Còn cái kia là người ta sợ, người ta tưởng như thôi chứ đâu có bị hôi đâu. Có dụng viên. Mai em về em đâm ớt em tét tùm lum. Đi tình cho nó ngọt cái ổi cái tỏi, tỏi bên kia luôn. Thôi nãy giờ nói chuyện vui thôi ha. Bây giờ nói chút xíu về tình trường bạn đi. Em ế kiên trì luôn á. Mà không biết là cái kiên trì nó ế với em hay em là em kiên trì với nó nữa. 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Cũng hay. Bên đây sao cưng? Dạ em cũng vậy. Dạ em cũng vậy. Hả? Em làm lại câu thơ cho bên kia đi. 20 mấy mùa. Sinh năm 95 là... Trời ơi đếm nữa hả? Cộng tuổi đẻ luôn là 24. 24 mùa lá đổ. Dạ. Chưa ai cầm cổ tay. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay ảnh cầm cổ tay mình. Dạ thôi cũng được. Được không? Dạ. Bữa nay là không có đem tỏi lên đây là ảnh vô được đúng không? Có tỏi em cũng biết nữa. Trời ơi thiệt chứ. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu hợp thì lấy. Như thế nào mới là hợp? Cao. Cao. Cao đừng có mít 75 trở lên là được. Cao bao nhiêu? Cao vừa vừa không chị? Cao bao nhiêu? Bên đây không 75, 57 được không? Dạ cũng được. Nói chung là cao. Dễ dãi quá vậy. Cao, thẳng. Nhưng mà nếu cao cong thì cong vừa vừa thôi, đừng cong quá. Ế rồi giờ gì cũng chịu hết. Cong cong cũng được, nhưng mà đừng cong quá. Dạ. Tính tình có thông thích cái gì người đàn ông không?
Thì do em là gái ngành đó, cũng không gái có... gì? Dạ em làm ngành y tế cho nên là em cũng không quan trọng cái đó lắm. À cho nên là em chỉ thích là kiểu như là không có phụ thuộc vào cha mẹ, nói chung không có xin tiền ba mẹ, còn nếu xin là phải trả. Mượn mới trả. Dạ, xin trả dạ. Gì nữa có nghĩa là thích người đàn ông tự lập. Dạ. Bạn trai sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Những cái đó thì chắc tầm hơn 99% chị ạ. À. Rồi. Mẫu người của em sao? Em thích người bạn gái như thế nào? Dễ thương chút, tính tình vui vẻ, yêu thương gia đình là được rồi. Dạ. Cái đó em dư. Dư luôn hả? Em chỉ thiếu chiều cao thôi, cái gì em dư. Làm dâu được không? Dạ, được. Không có sao chị, đó đừng có khai ra chi. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em cao mét nhiêu? Em cao mét 68. Chuẩn quá ha. Mà bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Trong 2 năm đổ lại là tiến tới hôn nhân. Chừng nào đẻ con? Cái đó thì để về em nói với bạn đó sau chứ giờ. Mà có biết làm ăn gì không? Biết chứ chị. Chưa có mối tình nào sao biết là mình biết? Thì thử mới biết, chắc chắn là được. Có hôn thử lần nào chưa? Có, con em hôn nhiều lắm. Hôn ai? Hôn con của bà chị kế bên phòng. Con bà chị nhiêu tuổi? Con bà chị nó 2 tuổi mấy. Vô duyên. Có coi phim tình cảm thấy trai với gái hôn nhau chưa? Có chứ. Trong người mình cảm thấy sao? Thì cũng muốn hôn nhưng mà chưa tìm ai, nên ôm qua ôm cái ói nhịn gói xong coi tiếp. Mà mình không được đúng không? Dạ được. Thẳng đúng không? Thẳng. Thích trai không? Không bỏ đi chị ơi. Bỏ đi ha. Rồi để dạ. Chị coi đẹp trai lắm nha, cao ráo nha. Bây giờ người phụ nữ thế nào em thích gì? Dạ, nói luôn coi. Anh Nguyệt Lão xe duyên cho em người bạn nữ cao tầm mét 52 tới 60 cũng được. Thôi đó thôi ha. Dạ. Nói đùa là cô gái 1m52 của bài đó chứ em thích người con gái khoảng từ 1m6 trở lên. Dạ. Rồi, tóc là dài dễ ngắn, tóc dài đen. Tóc dài đen đúng màu, không? Màu đừng có chói quá là được. Sơn móng tay móng chân đủ màu được không? Một màu thôi, đủ màu nhìn lát mắt em nổ đom đóm. Xăm mình được không? Xăm mình thì em thì được nhưng mà gia đình em nghĩ không được. Dạ. Tại giờ phụ nữ hay xăm lắm. Trời ơi cao. Dễ thương quá. 1m52. Bài đó dễ thương lắm. Em biết bài đó. Em biết đó. Tại em nói lộn đó. Nó lộn nghe đó. À, 1m52. Không cao như mọi người phải ngước nhìn. Dễ thương lắm. Chào em gái, dễ thương. Hôm nay thì em gặp chàng trai bên đây thì nói chung cũng trắng trẻo. Vấn đề cao thấp không quan trọng, quan trọng là cái đầu của mình, đúng không? Dạ. Em có ghen không? Bởi chàng trai bên đây là cũng hơi đẹp trai, nên cũng dễ các cô gái theo lắm á. Em không quan trọng, con trai đương nhiên phải lăng nhăng rồi. Quan trọng là biết quay về là được, mà em phát hiện ra là chết với em. Do là em có vỏ. Con trai phải lăng nhăng hả? Dạ, em thấy bình thường. Bình thường? Dạ. Có củ tỏi nào không đưa coi? Bữa nay không có cái nào ở gánh hết. Dễ thương á. Rất là xinh, giọng nói lạ lắm nha, dễ ấn tượng lắm á. Dạ. Rồi em ghét gì nhất cái đàn ông? Từ từ em quên tên bạn kia. Nhưng nãy em rung em nghe được kỹ thuật viên thôi. Đạt 25 tuổi. À dạ đúng tên cha em. Hả? Dạ đúng tên cha của em. Chết mồ không? Gì anh nói em? Em giống tên cha của bạn ấy. Chết luôn á. Về bây giờ nữa gây lộn nữa. Đạt. Hả? Nhiều khi là không dám chửi anh. Chửi là ông già quýnh lại nhau. Trời ơi thì trùng hợp lạ ta. Tên con rể, tên ba giống nhau. Không dễ thương. Em vui lắm á. Em có cái duyên ngầm nha. Quê của bên vợ anh gần bên em á. Nha Trang hay Bình Định á? Bình Định á. Dạ. Ừ. Xa lắc có em chưa đi. Có vỏ đó, đừng chọc nha. Vỏ cổ truyền hả? Dạ sao anh biết? Thì thường Phú Yên mà Bình Định vỏ nhiều lắm. Em có thể múa một đường cho anh coi không? Dạ thông, tím tím lại. Hả? Cho bạn anh kia sợ nữa. Kệ nó sao đâu. Trời, con gái có vỏ tốt có gì đâu. Giờ anh lâu rồi em quên, em nhớ được nữa. Chứ ngày xưa ba không có cho. Ba nói con gái học y là không nên tập vỏ. Cho ba là võ sư rồi không muốn con gái cũng đi con đường quánh võ. Cho nên em toàn học lén khi ba dạy học trò thôi. Chủ yếu là đứng tấn với lại đấm. Chúc em múa dài đường cho anh coi, anh nể em nha. Dạ. Kệ, đâu có sao đâu. Rồi chấm đàn gái dễ thương, thông minh, hài hước, được. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân từ nhỏ đến lớn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Duyên, là bạn sát nhà với A Loan luôn, chơi thân từ nhỏ tới giờ luôn.
em có nhận xét về bạn thân của em á, phải nói là cực kỳ thật thà luôn, rất là vui tính. Bạn Loan á, thì là nấu ăn rất là ngon, biết chăm sóc gia đình, quan tâm tới ba mẹ và rất là hiếu thảo luôn. Về phía Nam này á, thì em thấy bạn Nam này là theo cái nhìn chung tổng thể và theo cái tâm tưởng của Loan á, thì bạn này là rất là hợp với Loan luôn. Nhìn cái phong thái, rồi nhìn cách nói chuyện, nhìn lúc mà bạn bước vào á, thì em thấy bạn có cầm thêm một cái món quà để tặng Loan, và Loan rất là thích cái này. Dạ em xin hết ạ. Thôi cảm ơn bạn. Thôi. Dễ thương quá. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi cha, với cha mẹ và em gái cùng bà chị của em. Chào cô Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào các khán giả ở trường quay. Cô là mẹ của Đạt. Đạt thì rất là nhát gái. Hôm nay đến trường quay cũng mong cho Đạt tìm được một nửa của mình. Cô gái bên đây cũng đẹp mà hiền, cũng dễ thương, biết nấu ăn đồ. Cô thì cũng muốn kiếm được một con dâu ngoan hiền, lễ phép, biết lo cho chồng con. Mong hai đứa cho nhau cơ hội. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Loan ơi Loan. Dạ. Em cũng đừng yên tâm, đừng lo lắng gì, bởi vì mẹ của Đạt thì cũng nhỏ con ha, cũng hợp với em lắm á. Thấy mẹ hiền rồi, ba đó hả? Ba Đạt á hả? Sao chú thấy sao chú, con dâu tương lai mình được không? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Thì thấy cháu gái bên đây nó cũng dễ thương, cũng do đài truyền hình này xây duyên thì tôi cũng cảm ơn, xin hết. Dạ cho em xin ý kiến của chị của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy bé dễ thương, cũng thấy hiền lành. Chương trình có thể cho hai đứa là tạo điều kiện, nếu mà hai đứa nó hợp với nhau thì cùng nhau tiến tới. Em xin hết. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Có món quà tặng em. Em thì nấu ăn giỏi hà. Dạ nấu gì cũng được, cay thì nấu kiểu cay, nói chung nấu kiểu gì em chơi kiểu nấy. À là dạ. Đủ hương sắc hương vị trong dạ. Nấu ăn gì? Anh thấy gì đây không? Cái gì? Đều xong bằng tay rồi. Dạ. Ở nhà anh đông anh chị em không? Anh có một đứa em gái nữa đang học lớp 10. Dạ. Chắc cao lắm anh ha. À nó cao, nó ngồi. Dạ. Đừng có nói chuyện cao lùng gì đấy. Dạ. Vô chuyện tình cảm đi. Anh có thân như bạn gái đâu không? Thân á hả? Dạ. Thân thì có. Trước cũng có thích đơn phương một cái bạn gái, nhưng mà chỉ là mức tình bạn ở đó thôi, không có hơn được nữa. Dạ anh cũng chăm chén như em luôn. Trước trong em chắc. Cũng chưa có mối tình nào, nhưng mà cả chơi thân như một bạn trai. Hồi ở sinh viên á, thì tụi em ăn chung, học chung, làm chung, tắm biển chung, chỉ có không ngủ chung thôi. Giờ mọi đứa cũng nói chung là không chung đường, nghĩa là giờ bạn đi về quê bạn, còn em về quê em. Cho nên em cũng có ranh về con trai lắm, nhưng mà về bệnh lý thì em ranh. Rồi coi ảnh có bệnh gì không? Dạ em có chỉ tay thì em mới biết. Em có thể thoải mái. Đó em qua đi, em qua đi, em qua em bắt tay coi ảnh có bị bệnh gì không. Sao anh run dữ. Này chắc nó loạn nhịp rồi không ra quá. Sao? Dạ ảnh rung quá, chưa gì ta rối loạn thần kinh thực vật rồi á. Rung quá. Giờ em chuyển anh qua thực vật luôn rồi chứ. Nhưng mà rối loạn thần kinh thực vật là sao cô? Rối loạn thần kinh tim, những cái tim đập hồi hộp á. Dạ em thấy anh chắc cũng đúng là từng trải qua một cái cá tình đơn phương thì em có thấy. Ồ, thấy được luôn hả? Dạ. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt đối phương đi, mình còn 15 giây nữa thôi nha. Mỗi người hãy nói lên cảm xúc thật sự của mình bây giờ như thế nào. Mình thấy trong lòng mình như thế nào, mình nói. Em cảm nhận như thế nào, em nói trước đi. Dạ, em thấy anh cũng giống người mà em đang tìm. Còn anh thấy em sao? Dạ, em không có cao 1m52 đâu. Chiều cao cũng không quan trọng lắm, mẹ anh cũng không có cao lắm. Chủ yếu là biết hiểu nhau là được. Dạ. Rồi hết thời gian. Nào. Để tay vào bấm đi các bạn. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm, còn nếu chúng ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. 1
2 3 Hết thời gian. Mời em. Anh xin lỗi, em nghĩ là mình chưa có gì với nhau. Mong là em sẽ tìm được người dạ tốt với em. Bạn nghĩ gì mà bạn không bấm? Dạ em chưa có rung động thực sự, nên là nếu mà mình bấm thì mình sẽ có trách nhiệm với lại cái nút bấm đó. Chính xác. Dạ. Dạ thì không quen thì làm bạn. Hãy lạc quan lên, biết đâu sẽ có nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình và sẽ bấm nút chọn bạn nhé. Rồi, rất là dễ thương. Một cô gái rất là thông minh, lém lĩnh, hài hước, ha, năng động nữa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương, một nửa manh ghép cho cuộc đời mình nha. Dạ. Đây, phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói đến từ hệ thống cửa hàng ngày cưới Allen. Nhưng không sao, hôm nay ta có thêm một người bạn, có thêm một món quà rất là xinh xinh dễ thương ha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau và nghe lời của nhau để cảm nhận về nhau nhé. Bắt đầu đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. À, chào anh. Xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào anh. Bạn gái phía bên kia. Mình tên là Thiết. Năm nay 38 tuổi. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Thạnh. Quê quán ở Thanh Hóa. Làm nhân viên kinh doanh Zecoro và băng tải, băng chuyển các loại. Mời mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Nữ Hồng Anh, quê ở Bình Định. Em là biểu quận 1 và sinh sống ở Thủ Đức. Dạ, em là kỹ sư xây dựng. Ngầu ha. Dạ, cũng bình thường vậy. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em có là em thích nấu ăn, làm bánh, vui vẻ hay quan tâm người khác. Điểm yếu của em là em sợ đám đông, sợ ma, với là hát hát rất là dở. Nó có hay hát không? Dạ có chị, người hát dở hay thích hát lắm chị. Bây giờ hát thử một cái đi. Vui là chính. Dạ. Rồi. Ở nơi ấy trên đỉnh núi cao, chỉ có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Em mà hát hai hồi nữa chắc hai người hết yêu nhau á. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Mời bạn trai. Khuyết điểm là ăn cay không được. Cũng hơi nóng tính. Không biết nói sao nhưng mà có những cái mà... À thôi. Hả? À thôi là sao? Cái gì mà nói đại đi, bữa nay mình nói mình mở cho nhau biết hết mà. Để mình có thể gọi là có cái hợp tính hay nhau không? Ngồi chết năm đồng này nó run run quá anh. Phải lấy nhát năm đồng luôn. Thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình. Chia tay cũng được 4 năm rồi chị. Mình quen bao lâu mà chia tay? Dạ 7 năm. Thực ra thì tụi em có những cái hiểu lầm trong cái mối quan hệ của tụi em từ phía gia đình, chứ không phải từ phía hai phía tụi em. Có nghĩa là tình yêu cũng chưa đủ lớn đến mức để vượt qua những cái rào cản từ hai bên. Dạ em cũng nghĩ là vậy. Em chia tay với bạn trai được lâu chưa em? Dạ lâu rồi anh, hơn 4 năm rồi anh. Vậy từ 4 năm đó em từng quen ai chưa? Dạ chưa anh. Còn em? Với em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình mới nhất cách đây khoảng hơn 1 năm. Yêu nhau cũng 1 năm. Cũng chưa sâu đậm gì đúng không? Vâng. Bạn gái cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu lý tưởng gì hết, em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em. Nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác anh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn. Đức tin mới là quan trọng đối với em đúng không? Tính cách nhất chị là vì hiếu thuận với ba mẹ thì họ phải yêu thương mình. Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Gia trưởng với lại bạo hành đó chị. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi người. Cho dù bất kể là ai mình hãy nên tôn trọng và yêu thương gia đình những người xung quanh. Là từ 1m60 trở lên. Rồi để anh qua bên kia coi kiểm tra có 60 trở lên không nha. Ôi chào cô gái. Dạ, đẹp. Chào chị. Kỹ sư xây dựng đó nha. Kỹ sư xây dựng. Em cao mét mấy? Dạ 1m56. Ủa sao nhìn cao dữ vậy ta? Cho anh hỏi chút xíu, kỹ sư xây dựng em có hay đi công trình không em? Dạ không anh. Em làm ở đâu vậy? Dạ em làm ở quận 1 anh. Em ở văn phòng là chính anh. Em có phải là người phụ nữ ghen không?
phụ nữ ai cũng có chút ghen á anh. Ghen nhiều, có nhiều người nói là đàn ông là phải là sở quyền sở hữu của riêng mình. Nếu mình sở hữu qua hồi mình sẽ cái tính kiểm soát con người mình anh. Đúng rồi. Mà kiểm soát mà mình nhăn riết mệt lắm. Người em thì thích vui vẻ. Anh nghĩ em là người đủ bản lĩnh ha. Một cô gái rất là xinh, rất là thông minh nha. Rồi, nếu mà chừng nào được thì chừng nào mình kết hôn được em gái. Nếu mình phải thật sự là người, hai người xác định là mình sẵn sàng hết. À chào anh. Dạ chào chị. Em đoán thử cổ là người như thế nào? Rất là chững chạc. Một cô gái mạnh mẽ đó. Thông minh. Nếu như bây giờ một vợ mình giỏi hơn mình thì anh có ngại không? Cái điều đó không thành vấn đề chị. Giỏi hơn là giỏi hơn, phải để người khác đánh giá thôi. Anh đã sẵn sàng kết hôn chưa? Dạ sẵn sàng rồi chị. Có làm dâu không anh? À, không chị. Cái chuyện đó là để nó hợp với hoàn cảnh thôi. Bảo để làm dễ thì không có đâu. Không phải là tự tin gì cả. Nhưng cái điều nếu mà để nói như vậy thì nó hơi quá một chút. Bởi vì chị nói làm dễ á. Không phải làm dễ mà khi cưới đâu về... có câu nào làm rễ đâu, đang hỏi là... À, chị nói làm dâu. Đang nói làm dâu. À, có ý làm rễ là anh không chịu làm rễ đúng không? À. Mình có hơi gia trưởng không? Em thì không, em sống hòa đồng lắm. Rồi, được rồi. Hôm nay em đi với ai em trai? Em đi với có mấy người bạn, với một người em gái, em họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, MC của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là em gái của anh Thiết ạ. Để em khẳng định là anh Thiết thì em rất là thật thà. Kinh doanh thì không phải là giỏi lắm nhưng mà để cũng được. Thì em thấy chị là cái mẫu người là được của gia đình thì em thấy là cũng được. Quan trọng anh chị. Rồi. Bây giờ ta sẽ nghe là nhận xét từ bên làng gái nào. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với anh trai, chị dâu em với lại đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là Phương, là chị dâu của Oanh. Thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì gia đình cũng rất là mong muốn tìm cho Oanh được một người chồng biết thương yêu và chia sẻ. Tại vì ngoài cái tính hòa đồng thì Oanh cũng khá nhút nhát và sống nội tâm nữa. Cho nên thì cần một cái người có thể quan tâm, chia sẻ và hiểu được Oanh nhiều hơn trong cuộc sống. Về bạn trai thì em thấy là về ngoại hình khá là ổn. Về tính tình có thể anh còn khá là ít chia sẻ và có thể là hơi một xíu gia trưởng. Cái điều này thì có lẽ là không hợp với Oanh, tại vì Oanh thì một người rất là sống hòa đồng và chia sẻ với bạn bè. Nếu mà thấy cái cảm giác đầu tiên á, mà thấy hợp thì có thể chọn. Em xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhận xét của chị. Để thay đổi không khí, xin hát Hôn Trường một bài hát. Để cho lấy tự tin anh Quỳnh Linh ạ. Đúng rồi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Rồi, xin em. Thoải mái chưa? Giọng rất là vang ha. Bây giờ quan trọng là hai người. Nào, rồi. Mở rào. Bắt đầu đi bạn trai. Để chào em. Chào em. Có hoa đến chương trình xin tặng em. Em cũng có quà tặng anh đó. Hôm qua em có về làm bánh tặng anh. Anh có gì muốn hỏi em không? Anh hỏi em chút, tình yêu của em 7 năm. Dạ. Tại sao không đến được với nhau? Không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh. Ai đến lúc phải lựa chọn, mình phải lựa chọn giữa gia đình với lại người mình yêu nhất. Có thể tình yêu của em chưa đủ lớn để có thể lựa chọn em. Ồ, 7 năm cũng chưa đủ lớn. Yeah. Chúng ta về chỗ ngồi đi cho nó tự nhiên hơn nào các bạn. Về cuộc sống thường ngày là em có hay đi chơi bạn bè hay là tụ họp đâu đó không? Dạ có, tính em vui vẻ hay đi chơi bạn bè. Ngoài công việc á, thì em về nhà làm bánh nấu ăn, còn không thì cũng hay tụ tập bạn bè. Anh cũng thích nấu ăn. Em có ăn cay được không? Ăn rất là cay. Em ăn cay, anh biết mọi người miền Trung phải không? Không dạ. Sao. Nhưng mà có một cái là em cũng hay đi du lịch đó. Dạ hả? Cũng thỉnh thoảng em cũng đi du lịch. Tại vì thường em đi du lịch cũng kết hợp với làm những cái việc thiện nguyện. Thì không biết là điều đó có gây khó khăn với anh không? Không, anh cũng thích đi du lịch. Nhưng đôi khi nếu mà có gia đình rồi thì nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh và cái... Ví dụ như có con hay gì đó thì gia đình vướng bận nhiều thứ thì làm sao đi được. Nhưng mà có một điều cũng hơi khó là công việc của em đôi lúc về muộn. Thì anh có khá khó chịu về việc đó không? Em giới thiệu về công việc của em thêm chút xíu nha. Em ở trong văn phòng thôi và viết các quyết, các hợp đồng.
tính những cái chi phí xây dựng nhỉ? Chỉ ở văn phòng thôi. Dạ. Ok. Nhưng chết mà đó, cũng thường xuyên về muộn chứ không phải là về sớm. Tí về muộn là mấy giờ? Khoảng 7 giờ 7 rưỡi thì em mới về tới nhà. Bây giờ. Chuyện ăn uống thì người đàn ông á, nhiều khi anh thích nấu ăn lắm. Nhiều khi anh nấu mời bạn bè đến ăn mà. Cho nên hy vọng rằng nếu mà được nấu cơm để mà chờ người vợ về để ăn, đó là điều hạnh phúc đối với anh. Thực tế ngồi đây á, hầu như là anh cảm thấy nó có cái gì đó nó trong đám đông không nói được gì cả. Mình cảm nhận về đối phương như thế nào ngay lần đầu tiên mình gặp mặt? Nó có rất giống... là tuyệt vời chị. Một người rất xinh, chu toàn về gia đình. Đó là những cái mà em cần. Thật ra thì em thấy anh sợ ta. Tốt, cũng khá trầm. Em nghĩ là vậy. Bạn trai có thể nói điều gì để tạo thêm niềm tin cho cô gái? Đây là một cô gái rất là chỉnh chạc, suy nghĩ rất là chín chắn. 15 giây cuối cùng cho anh. Qua đây được ngày có thể xin phép em cho anh được tìm hiểu. Dạ. Cho anh được tìm hiểu đến với em. Đấy là một cơ hội. Phía sau như thế nào? Đó là do hai người quyết định. Dạ. Cảm ơn em. Rồi. Cái bấm nút đó hết sức là quan trọng. Bấm bằng cả sự yêu thương của mình. Suy nghĩ cho kỹ. Đó là hạnh phúc của các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Thật ra thì em cảm thấy là chưa sẵn sàng. Tại vì em có cảm giác là anh gia trưởng. Mà thật ra cái điểm đó là em rất là sợ đó. Nhát anh nghĩ rồi. Em còn một điều gì nữa. Gọi là tin vợ anh ấy thôi chứ anh ấy không gia trưởng. Anh ấy có nói là anh ấy sẵn sàng có thể nấu cơm đợi vợ mình về ăn mà. Không sao chị, đâu còn thời gian mà. Có sao đâu. Anh cảm thấy như thế nào ngay lúc này? Để gặp gỡ được một người tài năng như thế này, em thấy rất là hạnh phúc. Họ vẫn nắm tay nhau đấy vẫn chứ. Vẫn nắm tay nhau đấy chứ. Không sao cả. Và hy vọng rằng hai bạn sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Và thật tiếc là vì các bạn chưa may mắn nên chưa có thể nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói từ hệ thống của cửa hàng ngày cưới Island. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ. Rồi, mời em. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Có một chút em hơi tiếc ha. Tiếc. Bởi vì đây là một cô gái rất là sâu sắc, cũng rất là bản lĩnh nên cũng cần một cái gì đó nó mạnh mẽ hơn không một phải, chút. Không trách đàn trai, chàng trai rất là muốn nói mà nói nhưng không được, không nói được. Dạ. Nó cứ ậm a ậm ờ và thậm chí là không biết nói cái gì bởi vì cô gái bản lĩnh quá. Tôi muốn cặp đôi ngày hôm nay sẽ bấm nút lắm bởi chàng trai cũng dễ thương, vẫn hiền lành, cô gái rất là thông minh, mong rằng họ sẽ có thể gặp nhau ở đâu đó. Và ngay bây giờ thì khán giả may mắn tại trường quay cũng sẽ nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng đến từ Akino. Xin mời quý vị hãy lấy cái phiếu thăm trúng thưởng của mình ra và xem ai sẽ là người may mắn trong ngày hôm nay nha. Lắc nữa, lắc cuối ngày rồi. Rồi, kính thưa quý vị, ai đây? Con bơm, con bơm bớm. 19. Ai có số 19? Đúng số 19 chưa? Rồi, mời em gái qua đây ạ. Và đây là vị khán giả may mắn nhất ngày hôm nay đã nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chúc mừng em. Rồi, xuống kinh TV về luôn nha. Tối nay có TV coi luôn rồi. Kính thưa quý vị, khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Nếu như các bạn trả lời đúng câu hỏi trên fanpage của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, quý vị có thể theo dõi chương trình lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH
H của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào. Quan niệm của anh về sống thử trước hôn nhân? Khó em đi. Có gì đâu khó, anh là anh thích, anh không thích, đồng ý hay không đồng ý thôi. Dạ, thì em cho đồng ý đấy. Đồng ý, bên này không đồng ý. Ví dụ như là giờ bạn gái anh hay vợ anh là không đồng ý có tình dục trước hôn nhân. Thì bây giờ nếu như kết hôn với nhau rồi, rồi mình sống với nhau mà tình dục mình không hòa hợp, thì lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào theo anh? Tại vì anh nói nếu mà nó không hòa hợp thì nó cũng ảnh hưởng. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. Yeah. À và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Dạ em xin chào anh ạ. Dạ vâng, chào cô. Rồi bây giờ anh đợi Tường chút xíu, Tường sẽ ra mời bạn gái của mình vào rồi mình bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay nha. Dạ vâng, chào em. Dạ. Rồi em. Đây đây. Ghế đây. Rồi ngồi lên phía trước. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Bây giờ thì Tường mời hai anh chị sẽ giới thiệu lớn ha, rõ ràng để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Dạ mời anh ạ. Dạ chào chị Cát Tường, em là Đinh Xuân Hùng. Hiện nay là ở cư trú tại số nhà 74 đường Hùng Vương Di Linh. Dạ. Lâm Đồng. Và... dạ. Anh Hùng đang làm công việc gì ạ? Dạ, anh này em học về bên Đông Y. Là bây giờ mình có phòng mạch hay là mình đi làm ở đâu anh ạ? Dạ, làm trực tiếp ở nhà luôn ạ. Dạ, cũng được hơn chục năm này. Hơn chục năm. Đông Y là mình chuyên về cái gì anh? Về cái bên cột sống hoặc thoát vị hay là gọi là thái hóa gai hay là ép cái chuỗi thần kinh tọa. Ồ, chà cái này là đúng bệnh Cát Tường luôn à, thoái hóa cột sống cổ 3 và 5 mà mười mấy năm nay rồi đó anh. Chắc phải xin anh vài bài thuốc quá. Dạ cho hỏi là anh Hùng là năm nay là anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ em 52 tuổi. Rồi sẽ mời chị gái bên này. Dạ, em chào MC chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Lệ Hoa, 37 tuổi. Hiện tại em làm kế toán ở Bình Dương. Quê em là ở Bình Định. Dạ, từ đó lên Di Linh cũng hơi xa đúng không anh? Khoảng bao nhiêu cây số anh? Hơn 200 cây. Wow, dữ vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, sắp xếp việc nhà nói chung là gọn, hoạt bát, hòa đồng. Nhược điểm thì nói chung đôi khi thẳng tính. Bạn bè nếu mà hiểu thì dễ thân, nhưng mà không hiểu thì cũng dễ mất lòng. Thế còn anh? Anh nghĩ mình có những ưu điểm, những khuyết điểm gì? Em hay tìm hiểu về những bài thuốc ở Đông Y, cũng quan hệ bạn bè cũng vui vẻ. Còn cái điểm yếu thì em nấu ăn thì nói chung là nó cũng không được ngon lắm. Tất cả cái mọi việc thì cũng làm được nhưng mà nó cũng không được nhanh nhẹn lắm mà. Trong cái công việc của anh là anh nhanh nhẹn là được rồi. Về tình trường đó thì anh có thể nói rõ hơn cho bạn gái bên đây nghe về. Dạ trước thì có lập gia đình thì được sinh được một cháu thì 16 tháng là mẹ cháu mất. Cũng lúc cái điều kiện nó cũng khó khăn thì cũng cứ thủi thủi làm nuôi cháu, thì đến cháu nó học hết cấp 3 cháu đi lập gia đình. Là hiện giờ anh sống một mình? Thế bây giờ là có một mình. Dạ. Cũng sau khi cháu nó lớn lớn thì cũng có một đôi hai người, nhưng mà cũng cái cảnh gãy gánh nhưng mà thấy nó không phù hợp. Bố mẹ anh em mới bảo bây giờ là như thế này ở này không được. Bây giờ thì em thì cũng nhà cửa thì cũng có cái nhà cấp 4 cũng bình thường, cũng gọi là được rồi. Rồi vậy thì cũng tốt rồi. Thế còn tình trường của mình thì sao ha em gái? Tính tới thời điểm hiện tại thì em đã trải qua 3 mối tình, chung thì cũng không có cái mối tình nào dài hết. Khoảng 1 năm hơn là kết thúc rồi chị. Lý do tại sao mình lại chia tay? Có cái mối tình đầu là do là lúc đó em mới ra trường. Người đó giống như là muốn cưới á, cho nên em cảm thấy mình chưa có gì hết cho nên mình không muốn. Rồi. Còn hai mối tình sau thì em nói chung trong quá trình tìm hiểu em thấy không có hợp, do là người ta gia trưởng quá chị, giống như là không có phụ giúp đó chị. Nói là phải nghe đó. Không biết thì anh có tính này không hả anh? Dạ không, em thì anh là gốc người Bắc đúng không? Dạ em là đặc người Bắc ấy, là không như vậy. Anh có phụ giúp vợ làm việc nhà không? Dạ em làm được. Em muốn là người bạn thì gọi là từ cái ăn mặc hay là từ cái đoàn hoàng. Em có ngại khi mà lấy một người chồng đã một lần gãy đổ rồi có con riêng rồi không? Cũng hơi ngại một xíu.
Em thì giống như là mình chưa có trải qua cho nên cũng sợ chị, sợ mình không có đảm đương tốt. Thật ra anh 52 tuổi là còn rất trẻ, không có lớn hơn em bao nhiêu hết. Thật ra cái tuổi đó cũng không phải là lớn. Anh hai con ảnh thì bây giờ cũng đã lập gia đình ở xa rồi. Ảnh coi như cũng một mình là coi như là cũng độc thân thôi. Dạ. Chỉ có điều thì có thể là trong cái cuộc sống anh đã trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm khó khăn nhiều hơn mình thôi. Dạ. Chứ chị nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Anh có khó tính không? Dạ em không có khó tính đâu. Có kỹ tính không? Dạ không, em bình thường nè. Tại vì nãy anh có nói là anh thích, anh muốn là bạn vợ anh là ăn mặc độ đàng hoàng, thì theo anh như thế nào là đàng hoàng? Cho nó được đẹp đẽ một chút, bất kể làm cái công việc gì thì nhẹ nhàng lịch sự đúng không? Vâng. Dạ thôi em cũng hiểu ý anh rồi. Rồi đây em nhìn đi, ảnh ở trong đó đó. Đây có cô gái đó trong đó, anh cứ lựa thử lựa chọn xem rồi cái cảm nhận của mình hôm nay có đúng không. Này chị, lý do sao em chọn anh đó? Cảm giác của em. Cảm giác. Dạ. Thì thật sự cũng có hai anh thôi đúng không? Anh này thì trẻ quá đúng không? 2, 4, 5 cô rồi ạ. Cô nào đây? Em có thể cho anh một cái gợi ý đi em, chứ 5 cô đúng là giống nhau khó thiệt luôn á. Hình ngồi hết chị? Hình ngồi 5 cô. Tóc dài chị? Rồi ai cũng tóc dài hết, anh lựa đi anh, tóc dài. Về là đây ạ chị. Rồi anh cứ giữ nguyên vậy nha, cặp này tôi thấy được là tôi gả luôn á. Rồi bây giờ thì mở cửa trái tim ra. Khoan, em có mấy câu hỏi á. Rồi nhờ em hỏi chị, đi. Nhờ chị hả? Rồi cổ trước khi muốn nhìn thấy mặt anh này, cổ muốn nhờ các tường hỏi anh mấy câu hỏi. Trời ơi cái gì dài dữ vậy? Cái này là cổ vừa đặt câu hỏi mà cổ đã trả lời luôn rồi. Bây giờ em hỏi anh trả lời nhanh, thử coi có trùng khớp cái gì với cổ hay không. Anh nghe nha. Câu đầu tiên, bạn mô tả cô gái hoàn hảo bằng 4 từ nào? Trời ơi, khó quá. Tự nhiên đột xuất quá, em thi trắc nghiệm. Em thấy khó quá. Cổ ghi rằng là lắng nghe và thấu hiểu. Theo anh, bản chất tốt nhất của anh là gì? Thì em nghĩ đạo đức thôi. Cổ ghi là biết lắng nghe, tôn trọng và chung thủy. Tốt nhất mà ghi dài quá à. Tốt nhất là một cái thôi cô. Anh thích nghỉ cuối tuần làm gì? Có thời gian nghỉ ngơi thì anh thích làm gì? Dạ em thích là cùng gia đình đi. Trùng khớp. Bên đây là sum họp gia đình. Anh là cùng với gia đình đi chơi đúng không? Vâng. Dạ. Quan niệm của anh về sống thử trước hôn nhân? Khó em. Có gì đâu khó, anh nghĩa là anh thích, anh không thích, đồng ý hay không đồng ý thôi. Dạ thì em cho đồng ý đấy. Đồng ý, bên này không đồng ý. Bạn thích vợ đi làm hay ở nhà chăm con hơn? Nếu mà có con thì theo em này muốn là để ở nhà vợ chăm con. Cổ ghi mình thích đi làm. Anh thích bạn gái vợ ăn mặc như thế nào? Em thích anh mặc vậy là cho nó gọn gàng. Gọn gàng. Bên đây ghi là không quá hở hang. Bạn sẽ làm gì nếu ba mẹ hoặc người thân không thích bạn gái của bạn? Cái đó thì em phải biết phân tích và bảo vệ, mà gọi là bảo vệ cho bạn gái và phân trùng, tích nha. Trùng khớp, thuyết phục và đưa ra ưu điểm của người yêu ha, cũng nhằm bảo vệ người yêu. Bạn còn giữ tình bạn với người yêu cũ không? Dạ không có hả? Không có người yêu cũ đâu mà giữ. Ta có người vợ mà mất mười mấy năm rồi nên là không có. Bên đây bạn gái ghi là không nên vì nó ảnh hưởng đến hiện tại. Rồi câu hỏi cuối cùng, khi hai vợ chồng cãi nhau đến căng thẳng thì anh sẽ làm gì? Chắc chắn là em sẽ bỏ đi. Cũng em khá, bỏ ra ngoài. Khá trùng khớp, im lặng và bỏ đi ra ngoài. Bạn tự chấm điểm đi ha, không biết là được trúng bao nhiêu ý trong cái bài test của bạn. Cũng là một cái rất là hay, chúng ta có thể hiểu được nhau hơn một tí. Tại vì ít phút của chương trình thì khó hiểu nhau được hết lắm. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào tấm hình lúc nãy và chúng ta xem phần dự đoán của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về người đối diện có đúng hay không nha. Mời hai anh chị. Chào em. Sao ạ? Em gái thì chắc chắn là đúng rồi ha. Chỉ có hai sự lựa chọn quá dễ rồi. Thế còn anh thấy mình chọn đúng không? Thì em thấy đúng. Hay, ảnh hay. Năm người, ảnh chỉ vô nghe em là chị thấy hay. Trong khi em rất đặc biệt là em có mình em đang mắt kiến nè. Mà năm người chị thấy cũng sàng sàng nhau mà ảnh chọn đúng em. Đó là cũng một cái giác quan rất là hay. Mà sao anh chọn tấm hình đó? Sao anh chọn cô đó? Thì em cũng gợi ý cho em một chút là thứ nhất là tóc dài. Thì ai cũng tóc dài mà. Vâng, thứ hai nữa là em nhìn thấy ngồi ở cái tư cách này thì em cũng cứ gọi là cảm nhận. Cảm nhận theo cũng cái ý thích của mình ha. May lại đúng thôi chứ. Anh. Dạ. Rồi, thôi được rồi, bỏ hình lên anh rợn hồi nát mặt cổ luôn nè. Rồi cái này sao anh? Rồi anh rụt rè mắc cỡ thì giống như trai mới lớn vậy đó. Xin lỗi. Dạ, cảm ơn em.
Dạ, một người đàn ông rất điềm đạm. Có vẻ cũng hơi rụt rè nha, chứ không phải là có vợ con rồi là có kinh nghiệm đâu. Hơi nhút nhát rụt rè đó. Cảm nhận đầu tiên của anh khi mà mở cái cửa trái tim này ra thì anh có cảm nhận như thế nào? Theo em cảm nhận thì em thấy là rất là tốt. Rất là tốt. Và rất là mến. Và hai nữa là có cái cảm nhận là em thấy là tốt rồi. Em thấy là tốt. Tốt là như thế nào anh? Thì anh thấy em là, tức là thấy nó dễ mến. Cử chỉ thì tươi cười đó thì anh thấy là được. Dạ, cảm ơn anh. Thế em có cảm xúc gì không khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Em thấy ảnh hiền, điềm đạm. Đẹp hơn trong hình, đúng không? Có lẽ vậy. À, đó, cái câu cần chủ chốt, không khen người ta một câu. Anh hơi nhút nhát, anh hơi rụt rè. Nãy giờ chị thấy anh ngồi là anh bấu tay rồi vậy nè. Trời ơi, người ta đàn ông không có ở một mình mười mấy năm rồi đó em à. Thôi bây giờ thì Tường sẽ dành không gian riêng cho hai anh chị để hai anh chị có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Dậu Hậu Food. Xin mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng. Há cảo nè, bánh xếp, thịt heo chiên, chả giò tôm phô mai, bánh bao sữa heo con và sủi cảo Bắc Kinh. À, đây là những món ăn theo ẩm thực Trung Hoa rất là hấp dẫn, nhìn rất là bắt mắt. Yeah. Rồi mình tâm sự với nhau ha, ít phút nữa các Tường sẽ quay lại. Yeah, tự tin lên anh nha, không có rụt rè anh nha, anh bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay khổ lắm luôn á. Mày ạ. Dạ. Mày anh. Anh nhìn em thấy em là người thế nào? Anh thấy em dễ thương. Thế anh thì thực sự ra là anh có tuổi rồi thật đấy, nhưng mà anh cái va chạm này anh rất là ít. Dạ. Rượu thì anh không uống được, bài bạc thì lơ khơ, anh không biết đắn. Dạ. Anh có hút thuốc không? Không hút thuốc. Không. Anh chỉ uống có cà phê bình thường thôi, trà đặc cũng không uống được. Em có nghe anh nói là anh có con rồi, thì anh... con anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con anh thì đã lập gia đình mất rồi. Con anh sinh năm 96 thì cháu lấy chồng là tháng 3 năm nay. Dạ. Có hay 24 về... tuổi. Là ở Bắc luôn hả anh? Cháu lấy chồng ở Bắc. À, anh có hay lên Sài Gòn không? Có cái đứa em gái đây ở Bình Chánh, anh cũng hay lên chơi, thỉnh thoảng anh lên. Dạ. Vì cái nghề anh thì anh làm cái nghề thuốc này thì thật sự anh làm nó lại khác người ta, nó không có như cầu kỳ như người ta. Anh làm thì những cái mấy cái môn chính anh học được thì anh chỉ làm mấy môn, còn những khác anh không làm. Dạ. Chung anh có thường hay đi du lịch không? Anh cũng hay đi du lịch. Đi một mình à? Thường thường là anh đi chẳng hạn có một hai ông bạn ở trên đó. Dạ. Em thì rất là thích đi du lịch nên cũng hay đi lắm. Anh thích bạn của anh ăn mặc như thế nào? Anh thích bạn ăn mặc này nó đẹp đẽ một chút. Hở hang quá được không? Không, và thấy gọi là cũng có nhưng bình thường thôi. Tùy hoàn cảnh đúng không? Vậy là đừng có quá thôi. Còn này nói chung là... Nếu mà anh lấy vợ về mà vợ anh đi chơi với bạn bè á, thì cảm giác của anh thế nào? Nó tùy theo. Nếu mà ví dụ như là có cái công việc gì đó thì nó khác. Còn nếu bình thường mà ấy thì đi chơi bạn bè thì cũng không sao cả. Dạ. Nó cái chỗ là chơi lành mạnh không sao cả. Dạ. Mời anh ăn đi anh. Mời em đi. Dạ. Anh cái gì muốn hỏi em không? Thế em có hay về quê? Dạ, thường là một năm Tết em về. Bình thường nếu mà có dịp gì đặc biệt thì em sẽ xin nghỉ về mấy ngày. Anh đi về Bình Định lần nào chưa? Anh thì đúng ra là về đấy chơi thì chưa đi. Đi qua thì đường ra Bắc thì phải đi qua. Ngày xưa thì đi cái xe đỏ, nhưng mà có điều là có người thân thì không có. Trời ơi, sao bẻ đũa không ăn gì hết trơn vậy? Bẻ rồi gãy đũa anh, trời ơi, gãy tay rồi giờ gãy đũa luôn á. Nãy giờ mà hỏi có nói gì tới chuyện hôn nhân rồi gì không vậy? Có quan điểm yêu đương gì không? Cha trong ngoài không chị? Trong ngoài không à hả? Vậy bây giờ em hỏi anh câu nè, thí dụ mai mốt anh lấy vợ nè, kinh tế trong gia đình ai là người quản lý? Đúng ra thì kinh tế là phải cái người nữ. Chứ còn nếu người nam thì có làm ra đồng tiền nhưng không lên giữ. Vậy thì đúng rồi chứ anh còn đúng ra em tưởng thôi, anh con có cái ý sao nữa chứ, thiệt là khổ ghê. Bây giờ Tường mời hai anh chị chúng ta sẽ bóc vài cái lá bài. Trong này có những cái yêu cầu của chương trình, mình đọc lên để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn thôi. Đọc lớn lên chị. Theo bạn, chuyện tình dục trong hôn nhân có quan trọng không? Hồi nãy em hỏi anh đó là tình dục mà trước hôn nhân. Vâng. Thì là bên đây là nói không thích, bên đây thì nói là cũng được. Nhưng mà cái này là tình dục
trong hôn nhân, có nghĩa là khi hai người đến với nhau, sống với nhau, thì cái chuyện tình dục nó có quan trọng hay không? Theo em nghĩ là có quan trọng chứ. Thứ nhất là không đáp ứng được thì cũng hơi khó. Dạ. Ví dụ như là giờ bạn gái anh hay vợ anh là không đồng ý có tình dục trước hôn nhân, thì bây giờ nếu như kết hôn với nhau rồi, rồi mình sống với nhau mà tình dục mình không hòa hợp, thì lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào theo anh? Tại vì anh nói nếu mà nó không hòa hợp thì nó cũng ảnh hưởng. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. Dạ. Còn em gái, em có suy nghĩ như thế nào? Em thì tại vì em cũng không biết, cho nên theo em nghĩ thì nó cũng không đến nỗi. Em rất hồi hộp với câu trả lời của anh, tại vì anh nói là nó ảnh hưởng. Bây giờ em hỏi rủi lúc đó không phù hợp để anh làm gì, thì anh nó cố tạo mọi điều kiện để hòa hợp. Anh đã nói rất là đúng và anh cũng có cái giải pháp rất là phù hợp. Rồi, hoan nghênh anh nha. Bây giờ mời anh bóc một lá bài của chương trình. Sao ạ? Em nhìn là không được rõ lắm. À vậy hả? Rồi, nói thật điểm bạn không thích ở đối phương vì sao? Anh cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm thì em cũng cứ thẳng thắn. Làm sao mà mình hoàn hảo trong mắt nhau được hết, dạ, đúng không anh? Vâng, vâng. Hiện tại thì em cũng chưa có biết được là ảnh có cái nào em không thích thật sự. Còn nếu mà cái điểm nào em cũng thấy được, thì vậy thì những cái điểm nào của ảnh mà em thích? À, em thấy ảnh là có vẻ là chất phác với lại là hiền. Theo em nghĩ là có thể là người đàn ông của gia đình. Có cái là em không thích ở anh là anh thích, em thì em muốn, nếu mà lập gia đình thì em vẫn muốn đi làm. Nhưng mà anh là hình như có vẻ là anh thích là ở nhà, đúng không? Thích vợ anh ở nhà. Tại vì nghĩ rằng là anh thì anh nghĩ mà có con rồi thì sẽ đâu đi làm được. Anh có đảm bảo được kinh tế không? Về cái kinh tế thì khá thì không anh không nói, nhưng mà chắc chắn là sẽ được. Anh có nghĩ là mình sẽ sinh thêm con không? Em cũng nghĩ chứ, mà sinh được một bé là cũng thấy là được lắm rồi. Và em thì đã có gia đình rồi, còn cô chưa có thì nhiều khi thì bắt buộc là phải có một cháu, đúng không? Không có thì cô cũng suy nghĩ. Dạ. Rồi anh một mình anh làm, anh nuôi được ba miệng ăn trong nhà để mà đầy đủ hay không? Cái đó thì em làm được. Nhưng mà em thấy tại vì nhiều khi nhiều người đàn ông á là đưa tiền cho vợ á, không vợ là không là tiền á, có vẻ như là coi thường. Không, nó lại khác. Bây giờ như anh thì nó lại khác. Thứ nhất là nhà cửa thì em cũng có cái nhà cấp 4, em lo đầy đủ hết. Dạ. Cái công việc em ổn định, cũng còn một miếng đất ở bên Gia Lai nữa là 20 mét nữa, thì cái đó thì em cũng để dành cho thôi. Cái người Bắc thì nó lại hay cái là tính sâu hơn và cái phải có cái dự trữ. Chị nghĩ anh nói như vậy là có nghĩa là anh sẽ được hơn nhiều như vậy. Anh chỉ là khiêm tốn anh nói như vậy thôi, thì em cũng yên tâm. Nhưng thật ra đó là ý tưởng của hai người mới gặp nhau. Còn cái chuyện mình yêu nhau rồi mình còn trao đổi, có thể là em cũng ở nhà, nhưng mà em sẽ làm thêm cái gì đó lặt vặt kinh doanh ở trong nhà, để mà vừa có thể chăm con, vừa quán xuyến, và cũng có thể tăng được cái doanh thu, cái nguồn kinh tế cho gia đình. Hoặc biết đâu sau đó ở nhà phụ ảnh công việc, hay là mở rộng ra cái việc thăm khám bệnh của ảnh, hay mình bán thuốc men, hay mình phụ ảnh làm những cái thảo dược, biết đâu thì nó cũng là làm việc chứ không có ở không đâu em. Đừng lo ở không nha em nha. Cái chia sẻ thì tôi nghĩ cũng đủ để hai anh chị hiểu nhau rồi. Thế thì bây giờ là cái phút quan trọng nhất, anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu thật sự chúng ta thấy đối phương là một nửa mình đang tìm kiếm, mình thấy phù hợp, mình có sự xao xuyến, thì chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không thì chúng ta không bấm. Yeah. Nha, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Sau khi Tường đếm từ 1 đến 3 thì hai anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình nhé. Mời anh chị nắm mắt lại ạ. 1 2 3 Đó, như vậy mới được nha. Làm chị hết hồn nè. Rồi, mời hai anh chị qua đây ạ. Thật sự là Tường thấy hai người hợp với nhau. Và Tường cũng hy vọng rằng là anh chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Dạ. Và cũng là một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau ạ. Mời anh hãy hôn chị một cái nụ hôn để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau hôm nay ạ. Ngại gì anh ơi. Đây, xin anh. Trời ơi, anh ráng hôn cái gọng mắt kiến hay sao quý vị. Dạ, đây là những chiếc vé xem phim. Hai anh chị tranh thủ xem phim trước khi về nha. Ở rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nắm tay nhau đi, trời ơi, buông tay nhau chi nè. Rồi, chúc mừng hai anh chị. Và bây giờ thì tôi xin nói lời chào tạm biệt. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika.
tô son xinh, bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và